Bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Chương 1311, hòa khí trên mặt, khí thế trong lồng ngực. Lúc này nghe Tạ Kiến Mi cảm khái thì Thẩm Tiềm Thiết cũng cảm khái theo, lúc này xã hội cầu tiến rất mạnh, công nghệ phát triển cũng không biết là tốt hay xấu. Bây giờ tuổi trẻ cũng không vỉnh mông viết chữ như chúng ta năm xưa, Internet đã ngày càng phổ cập, có lẽ bây giờ đánh chữ sẽ có lợi hơn so với viết chữ như chúng ta. Thế nên cũng khó trách những cán bộ trẻ tuổi được. Nhưng yêu cầu nghiêm khắc của thư ký trưởng bọn họ căn bản không ý thức được, có lẽ xử lý chi tiết từng vấn đề cũng là một loại bản lĩnh. Tuy Thẩm Tiềm Thiết nói theo lời của Tạ Kiến Bi, thế nhưng Tạ Kiến Bi cũng căn bản không tiếp tục ở trên sự kiện này. Ban thư ký số 2 nằm trong tay của Tạ Kiến Bi, bên trong có chút vấn đề khó giải quyết, không cần phải để lộ ra với bên ngoài. Nói cho cùng thì việc xấu trong nhà cũng không nên trưng bày trước mặt người ngoài. Tạ Kiến Bi thấy Thẩm Tiềm Thiết nghiêm trang bình luận về tác phong công tác của cán bộ trẻ, hắn có chút bức bối. Chính anh không quản lý đơn vị của mình, chạy đến chỗ tôi khoa tay múa chân làm gì? Căn bản là không biết lượng sức. Cũng may Thẩm Tiềm Thiết cũng không muốn đánh giá công tác của ban thư ký số 2, hắn thấy Tạ Kiến Bi muốn chuyển sang chuyện khác, thế là cũng hưởng ứng theo, nói vào vài câu. Tạ Kiến Bi chợt chủ động nói, anh đến ban thư ký số 2 không biết có gì cần dặn dò không? Cũng không dám dặn dò gì, chỉ là có một văn kiện cần chủ tịch Lý xem qua. Thẩm Tiềm Thiết nói rồi đưa bản báo cáo điều tra về công ty xe hơi Đông Hồng cho Tạ Kiến Bi. Lúc này Tạ Kiến Bi nhìn tài liệu, gương mặt nhanh chóng biến đổi, hắn tiến lên vỗ thật mạnh lên vai Thẩm Tiềm Thiết rồi nói, anh Thẩm, tôi đúng là hâm mộ anh. Tạ Kiến Bi nói gì thì Thẩm Tiềm Thiết hiểu rõ. Hắn căn bản nở nụ cười thành thật nói, cũng không nên nói như vậy, cái này thì có gì mà hâm mộ, rõ ràng là một củ khoai lang bỏng tay, không khéo thì bàn tay phỏng nắng như chơi. Ha ha ha, anh Thẩm có vẻ quá chú ý rồi, cái gì mà là khoai lang bỏng tay, có nhiều lãnh đạo ở phía. Ha ha, anh chắc chắn sẽ có lợi mà không chút bồi thường. Khi nào có tin tức tốt, nhất định phải cho tôi biết một tiếng, chúng ta cùng cộng sự vài năm trong văn phòng. Căn bản cũng có cảm tình, đến lúc đó tôi sẽ là người tiễn anh đi. Tạ Kiến Bi nói một nửa thì thu lời, hắn tin tưởng Tái Tái nghe sẽ hiểu. Hắn chủ động bắt tay Thẩm Tiềm Thiết, lại dùng sức lay vài cái. Thẩm Tiềm Thiết có chút không thích ứng, bàn tay của Tạ Kiến Bi khá lớn, lại rất nóng ấm, bàn tay đầy mồ hôi, đối phương lại giữ chặt tay không bỏ qua, làm cho bàn tay Thẩm Tiềm Thiết vã đầy mồ hôi, làm cho hắn cảm thấy giống như mình đang nắm một miếng thịt luộc. Hắn chợt cảm thấy dịch vị dạ dày trào lên, căn bản không chút thoải mái, thế nên miễn cưỡng cười nói, lời này cũng không nên nói tùy tiện, nếu nói muốn chúc mừng thì cũng là chúc mừng anh, đến khi đó anh cũng không được quỵt nợ đấy. Sau khi hi hi ha ha vài câu thì Thẩm Tiềm Thiết cáo từ rời đi. Tạ Kiến Bi tiễn chân Thẩm Tiềm Thiết rồi cũng không thèm quan tâm đến chuyện răn dạy đám thư ký trẻ tuổi trong phòng. Hắn cầm lấy bản báo cáo mà Kim Hành Thuấn đã ký tên nhanh chóng đi đến phòng làm việc của Lý Thừa Uyên. Tuy Lý Thừa Uyên không cho ra chỉ thị gì chính xác, thế nhưng hắn biết rõ Lý Thừa Uyên căn bản đang rất chờ đợi tin tức của sự kiện này. 20 phút sau Tạ Kiến Bi rời khỏi phòng làm việc của Lý Thừa Uyên. Phần tài liệu kia ở trong tay hắn một ngày, nhưng lúc này tài liệu đã có thêm chữ ký của Lý Thừa Uyên. Hắn đi vào ban thư ký số 2. Nhanh chóng gọi đám thư ký vừa rồi bị mắng như xối máu chó lên đầu để làm tốt công tác sao chép tài liệu. Vài phút sau tài liệu đã được sao chép, Tạ Kiến Bi đem bản chính đưa sang cho ban thư ký số 1 phục vụ chủ tịch Trử Vận Phong, một phần còn lại thì đưa sang cho phó thư ký trưởng phụ trách công tác của bí thư Diêu Trung Tắc. Sau khi đưa xong hai bản tài liệu này thì Tạ Kiến Bi về phòng làm việc của mình, hắn cầm một bản sao chép nhìn thoáng qua, sau đó dùng giọng hâm mộ lẩm bẩm, con bà nó. Lần này bị Thẩm Tiềm Thiết chiếm hết tiên cơ, nếu sớm biết như vậy, mình không bằng giữ lấy công tác này. Tạ Kiến Bi dùng giọng cảm khái nói vài câu, sau đó bỏ bản sao chép vào trong máy cắt giấy, những thứ này nếu xuất hiện trong tay hắn cũng không được tốt cho lắm. Đào Nhất Hành là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, mỗi khi hắn đi đến phòng làm việc của Bí Thư Diệp thì đều có công tác cần thiết. Thế cho nên có người nói ở văn phòng tỉnh ủy có hai người căn bản rất cần đi đến phòng làm việc của Bí Thư Diệp Thừa Dân, một là Khuất Trấn Hưng, hai là thư ký trưởng Đào Nhất Hành. Tuy lời nói này có chút châm chọc, có vẻ châm chọc tình huống nịnh hót lãnh đạo của Đào Nhất Hành, thế nhưng hắn vẫn quay mặt làm ngơ, không cần giải thích và đánh giá.
Thử nghĩ mà xem, với vị trí và thân phận của hắn, phục vụ cho bí thư chính là nguyên tắc của thư ký trưởng, nếu như hắn không đến theo lời kêu gọi của bí thư, chẳng phải mất đi chuẩn tắc công tác rồi sao? Vì vậy những câu nói kia cũng không ảnh hưởng đến sự nhiệt tình đi đến phòng làm việc của bí thư Diệp. Chào thư ký trưởng, Đào Nhất Hành vừa đến thì Khuất Chấn Hưng đang thu thập văn kiện dùng giọng cung kính bắt chuyện. Tuy có vài trường hợp riêng tư thì Đào Nhất Hành cũng nói đùa vài câu với Khuất Chấn Hưng, nói đến những chuyện gia đình và đồng sự, thế nhưng Khuất Chấn Hưng cũng không phải kẻ ngốc, hắn tự mình hiểu lấy Đào Nhất Hành là thư ký trưởng, còn là thường ủy tỉnh ủy. Đào Nhất Hành tình nguyện ôn hòa với mình là muốn biểu hiện sự khiêm tốn, mình không nên coi đó như chuyện thường. Khuất Chấn Hưng không dám kiêu ngạo, hắn không bao giờ đánh đồng mình với Đào Nhất Hành, không bao giờ đặt hai bên ngang hàng với nhau. Đào Nhất Hành gật đầu với Khuất Chấn Hưng, sau đó hắn ngồi xuống ghế salon rồi nói, ai ở trong phòng làm việc của bí thư vậy? Lúc này không có ai, thế nhưng bí thư Diệp giống như có chút mất hứng. Khuất Chấn Hưng chỉ nói một nửa, Diệp Thừa Dân vì sao mất hứng thì hắn hiểu rõ, thế nhưng hắn lại không nói ra. Khuất Chấn Hưng tuy còn trẻ nhưng định vị chính mình là cực kỳ chính xác, hắn nhìn thấu mà như không thấu, hiểu mà không nói ra quá rõ ràng, đây chính là một phương diện tuyệt đỉnh của hắn. Thanh niên căn bản khó có được kinh nghiệm này, thử hỏi xem trên sàn đấu mà anh và người ta phải cạnh tranh với nhau ở phương diện kỹ thuật, người nào không giống như chim công xòe đuôi, không cố gắng bày ra gương mặt xinh đẹp nhất của mình. Có người nào chủ động nói ra những gì mà mình biết, cố gắng che giấu sự thông minh của mình. Khuất Chấn Hưng lại là người làm được, hắn không muốn biểu hiện mình quá thông minh, biểu hiện xuất sắc đến mức ai cũng phải lau mắt nhìn, nhưng dù là như vậy thì cũng bị người ta ghen ghét. Đồng thời làm việc phải lưu lại đường sống cho mình, đầy hứa hẹn nhưng cũng không quá bộc lộ, thấy đủ mà không biết đủ, ôn hòa trên mặt, khí thế trong lòng, văn chương cao vời, nghĩa khí đầy đủ. Như vậy không phải là tránh khỏi những tình huống xấu hổ trong công tác sao? Chương 1312, một nhân tâm chưa đủ. Khuất Chấn Hưng có ý nghĩ như vậy, hắn nhanh chóng áp dụng vào hành động, thế nên biểu hiện là cực kỳ tôn trọng thư ký trưởng Đào Nhất Hành. Khuất Chấn Hưng phải nhìn tình thế trước mặt, phải cho ra những phân tích thật sự nhanh chóng, nếu hắn khống chế được nó, như vậy có thể giải quyết dễ dàng những mâu thuẫn khác, sau này sẽ không có ai làm gì được mình. Một người mà hắn cần phải đối phó như vậy chính là thư ký trưởng Đào Nhất Hành. Đào Nhất Hành nhìn Khuất Chấn Hưng, sau đó dùng giọng trầm thấp nói, có phải là về vấn đề của công ty xe hơi Đông Hồng hay không? Tôi nghe nói phía ủy ban nhân dân đã có được báo cáo rồi. Khuất Chấn Hưng thấy Đào Nhất Hành nói đến nước này thì cũng không tiếp tục giả vờ hồ đồ, hắn lắc đầu nói, một giờ trước có một bản điều tra về công ty xe hơi Đông Hồng từ tay bí thư Diêu Dưa đến đây. Nhưng bí thư Diệp cũng không tỏ thái độ. Đào Nhất Hành không nói gì thêm, Khuất Chấn Hưng thì nhanh chóng đi rót cho Đào Nhất Hành một ly trà ngon. Sau khi uống một ngụm trà thì Đào Nhất Hành đứng lên nói, tôi đi vào phòng bí thư ngồi một chút. Nếu như người khác đi vào phòng của bí thư Diệp Thừa Dân thì Khuất Chấn Hưng không thể nào không vào theo, Đào Nhất Hành thì lại khác. Đào Nhất Hành là thư ký trưởng, hắn có quyền không thông qua thông báo để tiến vào phòng làm việc của bí thư Diệp. Lúc này Đào Nhất Hành muốn đi vào trong phòng của bí thư Diệp, Khuất Chấn Hưng cũng không cần phải vào theo. Khuất Chấn Hưng lắc đầu, hắn bắt đầu thu thập tài liệu của mình. Đúng lúc này có nhân viên Nhâm Hiểu Hạng của ban thư ký số 1 cầm tài liệu đi đến. Khuất Chấn Hưng kiêm trưởng ban thư ký số 1, thế nên trò chuyện với Nhâm Hiểu Hạng cũng tự nhiên hơn. Hiểu Hạng, có chuyện gì không? Khuất Chấn Hưng vừa nhận lấy tài liệu vừa dùng giọng nhàn nhạt hỏi. Nhâm Hiểu Hạng đặt tư liệu lên bàn làm việc của Khuất Chấn Hưng, hắn báo cáo bằng giọng điệu có vài phần cảm xúc, trưởng ban, anh xem Nhật báo Kinh tế Nam Giang xem, bên trong có biến. Nhật báo Kinh tế tỉnh Nam Giang, Khuất Chấn Hưng có hơi sững sốt, sau đó hắn đưa mắt nhìn, thấy một dòng chữ khá lớn, nói về triển vọng của các dòng xe hơi trong nước. Bài viết này chỉ có hơn 1.000 chữ, không chiếm diện tích quá lớn trên mặt báo. Thế nhưng Khuất Chấn Hưng nhìn vào mà cảm thấy ớn lạnh cả người. Sở dĩ Khuất Chấn Hưng sinh ra cảm giác này cũng là vì nội dung của bài báo. Hắn là kinh tế của bí thư Diệp, dù hắn làm việc không đứng cao nhìn xa như lãnh đạo, thế nhưng hắn tiếp xúc nhiều, tất nhiên cũng có thể hiểu được nhiều thứ. Hắn là người có thần kinh cực kỳ mẫn cảm, căn bản cảm nhận được sóng gió ngầm đang bùng lên.
Đầu tiên là báo cáo điều tra, sau đó lại là công kích từ các mặt. Khuất Chấn Hưng cảm thấy tất cả không phải là cử chỉ vô tâm, chẳng qua hắn hiểu nhưng không thể bày ra ý kiến gì, tất cả những trò chơi thế này căn bản không bao giờ tiếp nhận một người như hắn chen chân vào. Khuất Chấn Hưng nhìn gương mặt nịnh nọt của Nhâm Hiểu Hạng, trong đầu hắn lóe lên gương mặt của Bí Thư Diệp khi mình vào dâng trà, thế là đặt tư liệu lên bàn rồi khen ngợi Nhâm Hiểu Hạng hai câu. Hắn nhìn Nhâm Hiểu Hạng rời khỏi phòng làm việc của mình, sau đó cầm tờ báo đi vào trong phòng làm việc của Bí Thư Diệp. Khi Khuất Chấn Hưng mở cửa ra thì thấy Đào Nhất Hành, gương mặt Đào Nhất Hành không được tốt cho lắm, thậm chí còn có ý cảnh cáo hắn cần phải làm tốt công tác của mình. Khuất Chấn Hưng tuy không phục ánh mắt trách cứ của Đào Nhất Hành, thế nhưng hắn không dám biểu hiện ra bên ngoài. Hắn đưa tờ báo vào trong tay của Diệp Thừa Dân, sau đó châm thêm trà cho lãnh đạo. Diệp Thừa Dân nhìn bài báo vài lượt, sau đó đặt mạnh lên mặt bàn, thật sự là nắm bắt không tha, đã lập tổ điều tra đến xem xét, bây giờ còn phất cờ hò reo trên mặt báo. Bí Thư Diệp, tôi thấy có vài người cũng không chú ý đến đại cục, khi thấy lợi ích của mình bị xâm hại thì căn bản không quan tâm đến đại cục. Đào Nhất Hành tiếp nhận tờ báo trong tay của Diệp Thừa Dân, hắn nhìn thoáng qua, sau đó nói tiếp, nhưng ruồi bọ không thể không có khe hở, bọn họ đã mở miệng, không cắn được một miếng thịt thì căn bản sẽ không chịu ngậm miệng lại. Tuy Khuất Chấn Hưng rất muốn ở lại thêm một lúc để nghe xem Đào Nhất Hành và Diệp Thừa Dân sẽ nói những gì, thế nhưng với cấp bậc của hắn thì căn bản không có tư cách nghe những thứ này. Vì vậy hắn thành thật rời khỏi phòng làm việc của Bí Thư Diệp, trong lòng không khỏi đổ mồ hôi hột cho trưởng phòng tổ chức trẻ tuổi Vương Tử Quân, thật không biết cao nhân kia có qua được ải này hay không. Trong phòng, Diệp Thừa Dân đang nhíu mày rất chặt, nếu như có thể lên tiếng, lão tuyệt đối không muốn sự việc xảy ra như vậy. Nhưng bây giờ dù lão có áp chế cũng không được. Lúc này người bị ảnh hưởng là Lưu Thành Lâm, thế nhưng nhiều người cùng thúc đẩy sự việc, cuối cùng kẻ chịu tội là ai thì Diệp Thừa Dân biết rất rõ ràng. Nhưng rõ ràng thì thế nào, lão bây giờ đang cực kỳ sốt ruột muốn hóa giải chuyện này. Vương Tử Quân chính là một người có khả năng chuẩn bị thúc đẩy sự kiện cải cách nhân sự ở Nam Giang, Diệp Thừa Dân dù thế nào cũng không muốn người này bị hao tổn. Nhưng bây giờ tình thế ngày càng phát triển, giống như có những bàn tay vô hình đang kéo Vương Tử Quân xuống bùn. Chẳng lẽ phải để cho nhóm người kia đạt được mục đích của mình sao? Diệp Thừa Dân nói rất lạnh lùng, Đào Nhất Hành có thể nghe ra ý nghĩ phẫn nộ của Diệp Thừa Dân. Lúc này sự việc đã phát triển đến mức quá cao, quyền chủ động không thuộc về Diệp Thừa Dân, cho dù Đào Nhất Hành có muốn giải quyết ưu sầu cho lãnh đạo cũng vô kế khả thi. Đào Nhất Hành trầm mặc một lúc lâu, sau đó lên tiếng, Bí Thư Diệp, chuyện này có hai đối sách, một là ngài đi đến tỉnh hàng xóm khảo sát một thời gian, để cho sự việc lắng xuống. Đào Nhất Hành nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp, biện pháp còn lại chính là giải quyết dứt khoát, trực tiếp xử lý sự việc này. Kéo dài thời gian, đây là biện pháp khá ổn thỏa, nhưng nó lại chôn xuống một quả bom hẹn giờ, nếu nổ tung lên thì hậu hoạn vô cùng, giải quyết dứt khoát mặc dù đau nhưng chỉ trong chốc lát, một khi cắt bỏ ung nhọt thì căn bản là giải quyết tận gốc, tất cả sẽ chấm dứt. Diệp Thừa Dân cũng không nói gì, lão đứng lên khỏi ghế, đi tới đi lui bên cửa sổ. Rõ ràng vị lãnh đạo trước nay luôn suy tính trước mọi thứ đang không thể nào cho ra quyết đoán. Hai phương án kia một nặng một nhẹ, kết quả khác hẳn nhau, lão cần phải suy nghĩ cho thật kỹ càng. Khi Diệp Thừa Dân đang do dự thì chiếc điện thoại màu đỏ trên bàn làm việc chợt vang lên. Lão nhìn thoáng qua dãy số, sau đó khoát tay áo với Đào Nhất Hành ở bên cạnh, cuối cùng đưa tay nhận lấy điện thoại, tôi là Diệp Thừa Dân. Bí Thư Diệp, tôi là Trử Vận Phong. Chỗ này của tôi có một tài liệu báo cáo về công ty xe hơi Đông Hồng, không biết ngài có muốn xem qua không? Tuy không phải đang đứng đối diện nhau mà thông qua điện thoại, thế nhưng Đào Nhất Hành vẫn nghe được giọng nói cực kỳ mạnh mẽ của Trử Vận Phong. Diệp Thừa Dân gật đầu nói, tôi đã xem qua rồi. Chương 1312, 2, nhân tâm chưa đủ. Bí Thư Diệp, nhìn vào tình huống điều tra thì sự việc của công ty xe hơi Đông Hồng rất đáng được coi trọng. Tuy những năm qua lợi nhuận của công ty chỉ là bình thường, thế nhưng dù sao cũng là một điểm tăng trưởng kinh tế của tỉnh, chúng ta có nghĩa vụ phải đào sâu tiềm năng của doanh nghiệp, căn bản không có quyền lợi ép doanh nghiệp phải phá sản. Diệp Thừa Dân căn bản đồng ý với ý nghĩ của Trử Vận Phong. Lão là bí thư tỉnh ủy, lão phải nhìn vào đại cục của Nam Giang. Tuy sự việc này có chút bất công,
thế nhưng tất yếu phải giữ gìn sự yên ổn đại cục và tính đoàn kết, không để xảy ra bất kỳ vấn đề nào. Chủ tịch Vận Phong nói đúng, vấn đề của công ty xe hơi Đông Hồng là thứ mà chúng ta cần phải nghĩ biện pháp hóa giải, tuyệt đối không để cho nó biến thành xấu. Những ngày tới Ủy ban Nhân dân tỉnh nên chú ý đến công ty xe hơi Đông Hồng, tuyệt đối không cho phát sinh bất kỳ vấn đề gì. Diệp Thừa Dân là người có thủ đoạn mạnh mẽ, chỉ cần nói một câu đã cài sự việc lên đầu Chử Vận Phong. Phương diện kinh tế nằm trong phụ trách của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tuy có thể nghe rõ ý nghĩ của Diệp Thừa Dân, thế nhưng Chử Vận Phong cũng không từ chối. Lão dùng giọng biết thời thế nói, những ngày qua Chủ tịch Kim Hành Thuấn chú ý đến sự việc này, nhưng bây giờ vấn đề mấu chốt của công ty xe hơi Đông Hồng chính là tuyển ra một người dẫn đầu xứng đáng, tôi thấy chỉ có như vậy mới đảm bảo quỹ tích phát triển của công ty. À, Chủ tịch Vận Phong nói đúng, những ngày tới Ủy ban Nhân dân tỉnh nên cho ra phương án cụ thể với công ty xe hơi Đông Hồng, ngày mốt sẽ mở hội nghị thường ủy bàn bạc vấn đề này. Diệp Thừa Dân nói không quá lớn nhưng lại cực kỳ kiên định. Đào Nhất Hành lúc này thở dài một hơi, tuy hắn cho ra hai ý kiến với Diệp Thừa Dân, thế nhưng hắn lại có khuynh hướng với ý kiến thứ hai. Dù sao thì tráng sĩ nứt tay tuy đau nhưng nhìn từ tổng thể là có lợi nhất với Vương Tử Quân. Nếu chuyện này không giải quyết nhanh gọn thì căn bản là cực kỳ khó chịu. Một khi giải quyết dứt điểm thì sóng gió sẽ không còn, có lẽ sẽ làm cho người ta cảm thấy không thoải mái, thế nhưng không có hậu hoạn. Khi Du Giang Vĩ nhận được thông báo mở hội nghị thường ủy trong phòng cũng có Mặc Trì Hoa Trục, hắn đặt điện thoại xuống, có chút do dự, sau đó mới nói cho Trì Hoa Trục. Khi năng lực bản thân đã biểu hiện rõ ràng thì Trì Hoa Trục càng được tán thành ở phòng tổ chức tỉnh ủy. Nhưng hắn biết rõ mình có được thành tích như lúc này nguyên nhân là nhận được sự ủng hộ của trưởng phòng Vương Tử Quân. Nếu như không có sự tán thưởng và tán thành của Vương Tử Quân, hắn căn bản khó thể nào vượt qua được đám người trong đơn vị. Trì Hoa Trục đến phòng làm việc của Du Giang Vĩ chủ yếu là muốn thăm dò chút tin tức về sự kiện điều tra công ty xe hơi Đông Hồng. Hắn là người ở bên cạnh Vương Tử Quân, sự nhạy cảm của hắn không giống như người thường. Đây không phải là một người xuất lực. Trì Hoa Trục cho ra phán đoán như vậy với sự kiện này. Tuy trên danh nghĩa thì sự việc chủ yếu chĩa vào Lưu Thành Lâm ở công ty xe hơi Đông Hồng, thế nhưng thực tế lại ép Vương Tử Quân vào trung tâm cơn bão. Tuy Trì Hoa Trục có nhiều ý nghĩ thế nhưng khi đối mặt với xu thế mạnh mẽ vào lúc này cũng không thể không lên tiếng, Giang Vĩ, chuyện này phải nhanh chóng báo cho trưởng phòng Vương, đồng thời tôi cũng muốn bàn với trưởng phòng vài vấn đề, cậu có thể giúp tôi sắp xếp được không? Du Giang Vĩ căn bản rất bội phục với học vấn của Trì Hoa Trục, mặc dù bội phục cũng có chút ý nghĩ tranh thủ tình cảm, thế nhưng hắn hiểu bây giờ mình và Trì Hoa Trục là hai người cùng thuyền, thế nên hắn không từ chối lời yêu cầu của đối phương, được, lát nữa trưởng phòng Vương có nửa giờ không phải tham gia hoạt động nào. Trì Hoa Trục khẽ gật đầu, hắn biết trưởng phòng Vương căn bản không thể không biết, thế nhưng lúc này mình nên tận tâm, nên nhắc nhở một chút. Vài phút sau Du Giang Vĩ đưa Trì Hoa Trục đến phòng làm việc của Vương Tử Quân. Khi thấy Vương Tử Quân đang ngồi lẳng lặng bên bàn làm việc với gương mặt không chút biểu cảm, Trì Hoa Trục khẽ nói trưởng phòng. Vương Tử Quân gật đầu nói với Trì Hoa Trục, Hoa Trục đến đấy à, anh ngồi đi. Du Giang Vĩ cũng không lập tức bỏ đi, hắn rót trà cho Trì Hoa Trục, sau đó mới đi ra khẽ đóng cửa phòng lại. Trì Hoa Trục nhìn Vương Tử Quân múa bút phê chỉ thị. Hắn căn bản tăng thêm vài phần bội phục lãnh đạo của mình. Lúc này mà lãnh đạo còn giữ được vẻ bình thản, điều này người thường căn bản không thể làm được. Trì Hoa Trục trầm ngâm giây lát, sau đó mới trầm giọng nói với Vương Tử Quân, trưởng phòng Vương, tôi cảm thấy ngài không thích hợp tham dự vào chuyện của công ty xe hơi Đông Hồng, dù sao thì đó là phương diện liên quan đến kinh tế, chủ yếu nằm trong tay Ủy ban Nhân dân tỉnh. Vương Tử Quân không dừng bút lại, hắn phê chỉ thị xong. Sau đó mới nhìn Trì Hoa Trục, xí nghiệp có quyền tự làm chủ hướng đi của mình, công ty xe hơi Đông Hồng có hướng đi thế nào thì tôi không can thiệp, nhưng có vài người muốn nắm lấy nó để lên tiếng, mà phương diện bọn họ quan tâm nhất là Lưu Thành Lâm không phải là người dẫn đầu hợp cách. Trì Hoa Trục nghe lời nói lạnh nhạt của Vương Tử Quân, hắn có thể đoán được thái độ của lãnh đạo, thế là cắn răng nói, trưởng phòng, có một số việc tôi cảm thấy kiên trì là không hay, nên quyết đoán bỏ qua, có câu nói thế này. Có mất mới có được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vương Tử Quân đặt bút trong tay xuống, hắn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Trì Hoa Trục,
hắn hiểu rõ ý nghĩ lời nói của cấp dưới. Mục đích chủ yếu chính là yêu cầu mình không nên tham gia vào sự kiện Lưu Thành Lâm. Bây giờ đối phương đã đào hố to cho Vương Tử Quân, nếu như hắn không quan tâm, có lẽ chuyện này sẽ nguội đi vài phần. Nhưng Vương Tử Quân hắn có thể thờ ơ được sao? Vương Tử Quân lắc đầu nói, tôi hiểu tâm ý của anh, nếu như không có việc gì khác, anh cứ bận rộn công tác đi. Trì Hoa Trục có chút sững sốt, sau đó vẫn không cam lòng khuyên nhủ, trưởng phòng Vương, dù ngài có hăng hái chiến đấu hay không quan tâm đến sự kiện công ty xe hơi Đông Hồng thì thực tế cũng là như vậy mà thôi. Tôi biết rồi, Vương Tử Quân khoát tay áo, sau đó nói với Trì Hoa Trục, hội nghị thường ủy là nơi có quyền phát biểu ý kiến, tôi đã biết quan điểm của mình là thế nào, nếu giữ lại thì căn bản là không chịu trách nhiệm. Trì Hoa Trục nhìn gương mặt lạnh nhạt của Vương Tử Quân, hắn có chút chần chờ. Hắn đã đi theo Vương Tử Quân được nửa năm, căn bản hiểu khá rõ tính nết của Vương Tử Quân. Tuy hắn biết trưởng phòng Vương là người cực kỳ giữ nguyên tắc, nhưng hắn cũng biết trưởng phòng của mình không phải là người không hiểu thấu đáo vấn đề, lần này làm sao vậy? Chẳng lẽ trưởng phòng coi trọng thành bại của sự việc này như vậy sao? Trì Hoa Trục rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân, hắn xem xét từng câu từng chữ giữa mình và trưởng phòng vào lúc vừa rồi, những lời nói của trưởng phòng làm cho hắn sinh ra cảm giác khác lạ. Khi Trì Hoa Trục cúi đầu trầm tư, chợt nghe thấy có người nói, chủ nhiệm Hoa Trục, anh cúi đầu đi như vậy là không được, vẫn phải ngẩng đầu lên nhìn đường chứ. Chương 1313, một cầm lái không sợ thuyền đi lệch. Trì Hoa Trục nghe thấy người ta nói như vậy thì chợt bừng tỉnh, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chợt thấy Lỗ Kính Thu đang tươi cười nhìn mình. Hắn cũng không dám không tôn trọng vị bí thư ủy ban tư pháp này, thế là vội vàng chào hỏi, chào bí thư Lỗ, vừa rồi tôi có chút thất thần, không phát hiện ngài đi đến. Lỗ Kính Thu cười khoát tay áo với Trì Hoa Trục, nếu như không phải sợ anh đâm đầu vào tường, tôi cũng không dám quấy rầy anh. Thế nào, gần đây chuẩn bị cho ra tác phẩm lớn nào sao? Trì Hoa Trục là người có nhiều bài viết lên báo, thế nên dễ dàng có được danh hiệu cán bút đệ nhất trong phòng tổ chức tỉnh ủy. Lúc này thấy Lỗ Kính Thu khách khí với mình như vậy, hắn tranh thủ thời gian nói lời khiêm tốn, ôi, bí thư Lỗ, tôi chỉ tiện tay bêu xấu mà thôi, ngài cũng đừng quá khen. Hai người trò chuyện với nhau, Lỗ Kính Thu chợt hỏi một câu, trưởng phòng Vương có trong phòng không? Tôi mới từ trong phòng làm việc của trưởng phòng đi ra. Bây giờ không có ai trong phòng của lãnh đạo cả. Trì Hoa Trục dùng ánh mắt trần trờ nhìn Lỗ Kính Thu, muốn Lỗ Kính Thu đến khuyên nhủ trưởng phòng Vương, thế nhưng lời nói lại được giấu trong bụng. Trì Hoa Trục cảm thấy từ khi mình bước vào cổng lớn của phòng tổ chức thì phương diện tiến bộ nhanh nhất chính là ngộ tính và lực quan sát. Chưa nói đến những thứ gì khác, chỉ cần nói xử lý các quan hệ phức tạp giữa người và người cũng đủ làm cho hắn sinh ra cảm giác mình như ở trong hang động vài chục năm và phát hiện ra một khe hở. Hắn cố gắng chen chân về phía trước, muốn đến đó nhìn rõ bộ mặt của mình. Trong xã hội coi trọng vật chất này có ai bảo đảm được bản sắc của mình? Trên cơ bản là không thể nào. Trì Hoa Trục cảm thấy trước kia mình quá ngây thơ, căn bản là thích làm gì thì làm, thích nói sao thì nói, lời nói lại hào hùng đường hoàng. Nhưng nó căn bản là không có lợi. Sau đó hắn phát hiện ra và sửa đổi, cũng nhanh chóng dung nhập vào xã hội mới. Trì Hoa Trục nghĩ thông suốt những vấn đề của mình, thế nên cho cũng xem như phá kén thành bướm, trưởng thành hơn rất nhiều. Ví dụ như phương diện xử lý quan hệ với Lỗ Kính Thu, người này đứng vững bàn chân ở Nam Giang vì có được sự giúp đỡ lớn của trưởng phòng Vương. Trì Hoa Trục biết rõ điều này, thế cho nên cũng không cần mất nhiều sức lực. Lẽ ra mặc dù Lỗ Kính Thu là người phải mang ơn với trưởng phòng Vương, thế nhưng căn bản nhìn vào tư thái thì không thấy rõ ràng, chẳng qua khó thể nào nói ra được. Trì Hoa Trục lặng lẽ quan sát quan hệ giữa hai người Vương Tử Quân và Lỗ Kính Thu, tuy Lỗ Kính Thu khách khí với trưởng phòng Vương, thế nhưng hắn cảm thấy phần khách khí của đối phương có vài phần thiếu thân cận. Biết đâu nguyên nhân là vì Lỗ Kính Thu căn bản chưa trưởng thành. Trì Hoa Trục thầm nghĩ như vậy, hắn cười nhạo chính bản thân mình. Chính mình cũng không phải là người cổ hủ, lúc này mới hiểu đời vài ngày đã bắt đầu soi mói người khác. Tất nhiên đó chỉ là những đánh giá trong lòng của Trì Hoa Trục với Lỗ Kính Thu mà thôi. Trì Hoa Trục tự nghĩ mình đã nhìn thấu tâm ý của Lỗ Kính Thu, thế cho nên rất ít khí trước mặt Trì Hoa Trục mà biểu hiện sự thân cận cao độ của mình với trưởng phòng Vương. Mối quan hệ giữa người và người trong quan trường luôn là như vậy,
nếu anh tỏ ra thân cận với một người nào đó, như vậy anh phải cố gắng bày ra tư thái như gần như xa với người này khi ở trước mặt người ngoài. Nếu anh khách khí nói về một ai đó, biết đâu giữa hai bên căn bản có khoảng cách rất lớn. Trì Hoa Trục kết hợp lý luận với thực tiễn, thế nên căn bản luôn chú ý xử lý các mối quan hệ xung quanh mình. Khi Trì Hoa Trục đang liên tục suy nghĩ đến nhiều vấn đề thì Lỗ Kính Tu chợt khoát tay áo nói, tôi đi gặp trưởng phòng Vương một chút. Trì Hoa Trục nhìn hình bóng Lỗ Kính Tu bỏ đi, hắn không khỏi thầm nghĩ, chính mình không thuyết phục được trưởng phòng Vương, hy vọng bí thư Lỗ có thể làm được. Lỗ Kính Tu căn bản cũng rất chú ý đến sự kiện của công ty xe hơi Đông Hồng, vì dù thế nào thì hắn cũng không hy vọng Vương Tử Quân quá mạnh hơn so với mình. Nhưng có một sự thật mà hắn không thể quên, đó chính là hôm nay hắn đang ở trên cùng con thuyền với Vương Tử Quân. Nếu như Vương Tử Quân mất hết uy tín trong sự kiện này, như vậy thời gian Lỗ Kính Tu ở Ủy ban Tư pháp cũng không dễ dàng chút nào. Hắn vốn cho rằng sự kiện còn một thời gian nữa mới được khơi ra, nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Sau khi nghe được tin tức mở hội nghị thường ủy thì Lỗ Kính Tu đã biết sự việc sắp có xoay chuyển lệch trời. Đừng nói là hắn. Cho dù là bí thư tỉnh ủy Diệp Thừa Dân cũng căn bản không cho ra bất kỳ tác dụng gì ở sự kiện này. Trừ khi có thể lật đổ những suy luận của đám chuyên gia thuộc tổ điều tra mà thôi. Nhưng lập luận của tổ điều tra dễ đẩy ngã như vậy sao? Với kinh nghiệm của Lỗ Kính Tu, tổ điều tra bên kia biết đâu còn có thể làm tốt hơn, còn bài viết của đám chuyên gia, căn bản chỉ là một khâu trong số đó mà thôi. Lỗ Kính Tu cảm thấy Vương Tử Quân nếu cứ dây dưa với sự việc này, còn không bằng để cho hội nghị thường ủy cho ra quyết nghị. Nó chỉ liên quan đến một vị trí giám đốc doanh nghiệp mà thôi, Vương Tử Quân tuy sẽ bị ảnh hưởng nhất định, thế nhưng cũng chỉ có hạn. Lỗ Kính Tu đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân, hắn cũng không trực tiếp nói vấn đề này với Vương Tử Quân, trước tiên nói về những việc ở Ủy ban Tư pháp. Gần đây Cục Công an thành phố Đông Hồng có công tác xuất chúng, hai ngày trước còn phá được một vụ án buôn lậu lớn. Trưởng phòng Vương, đồng chí Niên Chí Tân căn bản công tác rất tốt, năng lực rất mạnh, tôi cảm thấy đây là một nhân tài hiếm có, nên đặt lên vị trí trọng yếu thích hợp hơn. Người này thích hợp gia tăng trọng trách, như vậy sẽ càng có lợi cho sự phát triển của anh ấy, trưởng phòng Vương thấy thế nào, mong ngài cho chút ý kiến. Lỗ Kính Tu căn bản cảm thấy rất ưng ý với thành tích và năng lực mạnh mẽ của Niên Chí Tân, hắn trực tiếp nói lời đề cử với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân căn bản có ấn tượng khá tốt về Niên Chí Tân, hắn cười nói, chuyện này là của Ủy ban Tư pháp, chính anh quyết định là được. Lỗ Kính Tu cười cười, lúc này mới chuyển rời nội dung lời nói của mình sang chuyện hôm nay, Tử Quân, sở dĩ công ty xe hơi Đông Hồng cho ra phong ba như vậy cũng là vì có người cố ý gây sóng gió, còn người đó là ai, anh hẳn phải biết rõ ràng hơn. Tuy thủ đoạn của những người này căn bản rất thô bỉ. Thế nhưng tôi cảm thấy phương pháp đối phó vào lúc trước mắt cũng không phải trực tiếp chống lại, gặp chiêu phá chiêu, tôi cảm thấy nên tránh mũi nhọn của bọn họ thì hay hơn. Tránh khỏi mũi nhọn chính là Vương Tử Quân phải lui bước về phía sau, xem như Lỗ Kính Tu đã bận tâm đến cảm nhận của mình. Vương Tử Quân nhìn gương mặt chân thành của Lỗ Kính Tu, hắn cúi đầu suy nghĩ, sau đó mới nói, bí thư Lỗ, trên sự kiện này tôi vẫn cảm thấy giám đốc Lưu Thành Lâm là lựa chọn tốt. Cho dù hội nghị thường ủy có chối bỏ năng lực của đối phương Lưu Thành Lâm, tôi vẫn giữ nguyên tắc của mình. Chương 1313, hai cầm lái không sợ thuyền đi lệch. Lỗ Kính Tu thấy Vương Tử Quân căn bản là không chịu nhìn thấu, không nghe lời khuyên của mình, thế là trong lòng có chút khó chịu. Có câu thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, đừng nói là trên phương diện chính trị, trên thế gian làm gì có vị tướng nào đánh thắng mãi được. Vương Tử Quân bây giờ ở trong tỉnh Nam Giang hầu như là cực kỳ danh tiếng, chiếm hết thượng phong. Lúc này một vị trưởng phòng tổ chức nằm trong vòng vây ăn ý của một đám thường ủy tỉnh ủy, như vậy nhìn từ góc độ nào thì cũng thấy yếu hơn vài phần. Những tình huống này thường chỉ được dành cho lãnh đạo đứng đầu mà thôi. Lỗ Kính Tu cúi đầu, tránh khỏi mũi nhọn của đối phương cũng là bình thường, sao lại không nghe lời khuyên bảo như vậy? Trong đầu hắn liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ. Hắn không khỏi nuốt xuống bụng những lời nói khuyên bảo tiếp theo của mình. Đối với Lỗ Kính Tu thì trưởng phòng Vương gặp rủi ro cũng tốt, như vậy sẽ làm cho xu thế quan hệ giữa hai người dần ngang hàng hơn, không cần phải lo lắng Vương Tử Quân ở trên cao nhìn xuống. Lỗ Kính Tu nghĩ như vậy mà cảm thấy mất hết tâm tư khuyên bảo, hắn nói thêm vài chuyện nhỏ nhặt rồi rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân.
Lưu Thành Lâm là giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng, hắn cũng là một trong những người cực kỳ chú ý đến công tác điều tra ở công ty của mình. Tuy hắn không có những nguồn phát tin riêng, thế nhưng hắn biết rõ bản báo cáo kia có ý nghĩa là gì. Chỉ cần nhìn vào danh sách những người tham gia đối thoại với tổ điều tra, hắn trên cơ bản có thể xác định tổ điều tra kia sẽ không cho ra kết quả gì có lợi cho mình. Lưu Thành Lâm nghĩ đến phương diện mình hầu như đã hết lòng lo lắng cho công ty xe hơi Đông Hồng, thế là hắn cảm thấy cực kỳ ngột ngạt. Vì cố gắng đưa công ty sớm thoát khỏi khốn cảnh, nhanh chóng đưa xe ra thị trường, cho dù là ngày nghỉ Tết thì hắn vẫn ngồi trong phòng nghiên cứu. Nhưng điều làm cho Lưu Thành Lâm cảm thấy bất ngờ chính là mình vất vả và trả giá quá nhiều, khi mà thắng lợi sắp nằm trong tầm tay thì chờ đợi mình không phải là tiếng vỗ tay, cũng không phải là hoa tươi, lại càng không có vinh dự, chỉ là tuyến trên tỏ ra hoài nghi về năng lực của mình, thậm chí là chính chiếc xe gia đình của mình. Khụ khụ khụ, Lưu Thành Lâm cảm thấy không thoải mái, hắn chợt ho khan vài tiếng. Vợ hắn là Lý Tuyết Bình nghe thấy tiếng chồng ho khan thì dùng giọng oán giận nói, anh nhìn lại mình đi, đã thành bộ dạng gì rồi? Còn không phải vì chuyện của công ty sao? Điều tra thì điều tra, nếu cảm thấy anh không hợp cách thì không cần làm nữa. Công ty ở Ma Đô đã tìm em biết bao lần rồi. Chỉ cần anh đi, lương mỗi năm sẽ là 1 triệu, thế nên anh dứt khoát vứt bỏ vị trí này đi, xem như cho gia đình chúng ta đến đón những ngày tốt lành ở thành phố Ma Đô. Lý Tuyết Bình lên tiếng lải nhải nhưng vẫn đau xót cho chồng mình, nàng rót một ly trà cho Lưu Thành Lâm, sau đó khẽ vỗ lên lưng chồng. Lưu Thành Lâm nhìn vẻ mặt trách cứ của vợ, hắn đặt ly nước xuống, sau đó mới nói, có một số việc em không hiểu thì đừng chen vào. Cái gì là em không hiểu chứ? Lưu Thành Lâm, phải nói là anh quá ngốc, công ty xe hơi Đông Hồng cho anh được cái gì? Đáng giá để anh phải như vậy? Anh nhìn vào giám đốc cũ của anh xem. Ông ấy hy sinh cả đời vì nhà máy, bây giờ thì thế nào? Bây giờ không phải là không ai quan tâm sao? Em nhắc nhở cho anh biết, sau này giám đốc cũ của anh có nhiều con cái sẽ có người quan tâm, thế nhưng nhà ta chỉ có một con gái, anh cũng không thể nào mệt mỏi suy sụp, sẽ là gánh nặng cho con. Được rồi, anh biết rồi, em đừng nói nhiều như vậy nữa. Lưu Thành Lâm căn bản không được thoải mái, bây giờ vợ nói bên cạnh càng động vào nỗi đau của hắn. Thế là giọng điệu cũng không còn được thân mật như vừa rồi. Nhưng Lưu Thành Lâm nổi giận cũng không làm cho Lý Tuyết Bình yếu thế, nàng dùng giọng không khách khí nói, thế nào? Anh biết nổi giận sao? Giám đốc mất hứng rồi à? Anh mất hứng chỉ biết nổi nóng ở nhà thôi sao? Anh nên đi tìm Diệp Thừa Dân, tìm Trử Vận Phong, à, còn có cả Vương Tử Quân kia nữa. Không phải anh ấy đẩy anh lên làm giám đốc công ty sao? Anh nổi nóng thì đi mà tìm người ta đi. Gương mặt của Lưu Thành Lâm có vài phần dữ tợn, nhưng hắn đã nhiều năm sợ vợ, thế nên vung tay ra rồi lại thu tay về. Hắn dùng ánh mắt hung hăng nhìn vợ mình, sau đó thở hổn hển mắng, ôi, em không để cho anh yên tĩnh một chút được sao? Anh đã mệt mỏi lắm rồi, em muốn thành quả phụ sao? Anh cảnh cáo em, việc này đừng kéo trưởng phòng Vương vào, vì lúc này trưởng phòng Vương cũng không được tốt đẹp gì cho cam. Lưu Thành Lâm nói rồi cũng không quan tâm đến vợ ngăn cản. Hắn đi ra khỏi nhà như bay. Lưu Thành Lâm đi ra khỏi nhà, gió lạnh thổi đến như dao sắc cắt vào thịt, làm cho cái đầu nóng tỉnh táo lại vài phần. Hắn căn bản không thèm quan tâm đến những lời lải nhải của vợ, thế nhưng hắn cũng cảm nhận được áp lực của người nhà trong sự kiện này. Sau khi tổ điều tra rời khỏi công ty, trong công ty có nhiều dự đoán về vị trí giám đốc của hắn, có lẽ không còn được vài ngày. Hơn nữa những tin đồn này giống như ôn dịch. Không bao lâu thì có những hương vị khác thường. Lưu Thành Lâm biết rõ tính tình của Lý Tuyết Bình, nhiều năm qua hắn đã cố gắng chịu đựng, để cho nàng đi theo nói những lời lải nhải, thế nhưng tất cả đều ổn thỏa, hắn cũng không nói nửa câu xúc phạm đến nàng. Lưu Thành Lâm giải thích cho vợ thế nhưng trong lòng vẫn rất khổ sở, hắn đi trong khu nhà quen thuộc, thỉnh thoảng có vài người lên tiếng chào hỏi. Lưu Thành Lâm đối mặt với vài gương mặt thân quen cũng nở nụ cười đáp lễ. Mặc dù trong lòng khó chịu thế nhưng vẫn cố gắng áp chế trong lòng. Khi hắn được một công nhân trẻ gật đầu hỏi thăm, lúc này một ông lão xách theo một túi thức ăn đi đến. Thành Lâm, cậu dùng cơm chưa? Ông lão thấy Vương Tử Quân thì đưa cái túi trong tay lên nói. Lưu Thành Lâm căn bản rất quen thuộc ông lão này, năm xưa khi hắn vừa được phân công đến công ty xe hơi Đông Hồng, hắn là đồ đệ của người này.
Tuy đó là điều động xuống cơ sở rèn luyện, thế nhưng hắn lại rất tôn trọng sư phụ của mình. Ôi, sư phụ, ngài thức dậy sớm thế. Lưu Thành Lâm nhìn bước tiến chậm rãi của ông lão mà không khỏi cười nói. Vị sư phụ của Lưu Thành Lâm đi chậm lại, sau đó cười nói, Thành Lâm, dù bây giờ trong công ty có những lời không hay, thế nhưng tôi là sư phụ của cậu, tôi căn bản tin tưởng vào đồ đệ của mình. Cậu đừng quan tâm đến bọn họ, cứ can đảm công tác là được. Đám tôm tép kia không thấy được lẽ phải, chẳng ra thể thống gì. Những ngày qua tôi vẫn muốn tìm cậu, chỉ là muốn nói cho cậu biết một câu, người cầm lái không sợ thì thuyền mới đi được ổn định. Lưu Thành Lâm nhìn gương mặt chất phác mang theo vài phần thân thiết của sư phụ, hắn không khỏi tràn đầy cảm động. Hắn biết sư phụ cũng không có gì mong muốn quá lớn vào mình, bây giờ hắn gặp rủi ro thì đến an ủi vài lời, căn bản làm cho người ta cảm động. Cảm ơn sư phụ, đệ tử xin khắc ghi. Lưu Thành Lâm cố gắng bày ra cho mình bộ dạng thoải mái nhất. Cậu cứ yên tâm, chỉ cần cậu đi đường đàng hoàng chính đáng, có chuyện gì xảy ra chứ? Trời cũng không sập được đâu. À, nếu cậu không có việc gì thì đến nhà tôi ngồi một chút, tôi và cậu uống một chai rượu ngon. Sư phụ nói vài câu đã đi, nhưng Lưu Thành Lâm vẫn cảm thấy ấm áp với lời nói của vị sư phụ năm xưa của mình. Hắn vẫy một chiếc taxi, sau đó đi đến phòng bệnh của Triệu Hòa Duyệt. Chương 1314, không đi đường dài không biết đường xa, không nhận trọng trách không biết trọng trách nặng nề. Lúc này bệnh tình của Triệu Hòa Duyệt đã khôi phục rất tốt, bây giờ trên cơ bản đã có thể nói được vài lời. Khi Lưu Thành Lâm đi vào thì Triệu Hòa Duyệt đang được con gái giúp ăn canh. Lưu Thành Lâm nhìn một người đàn ông cao lớn bây giờ chỉ có thể dùng cơm như vậy, thế là không khỏi đồng tình, đồng thời có chút đau lòng. Lưu Thành Lâm có thể là giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng cũng nhờ vào sự giúp đỡ và tán thưởng của Triệu Hòa Duyệt. Hắn thấy nụ cười vui vẻ của lão giám đốc khi gặp mình, thế là tâm tình dần ấm lại, sự việc vốn còn do dự đã được hắn nhanh chóng cho ra quyết đoán. Cho dù Lưu Thành Lâm có bị mất chức giám đốc, hắn cũng phải phát huy tài trí của mình đến mức tinh tế nhất. Hắn nói vài câu với Triệu Hòa Duyệt, sau đó rời khỏi phòng bệnh, đi về công ty. Tuy có nhiều tin đồn nhưng bầu không khí trong công ty cũng không loạn, Lưu Thành Lâm đi đến phòng làm việc của mình sắp xếp vài thứ, sau đó gọi chủ nhiệm Hỗ Hải Cường đi vào phòng. Hải Cường, anh đi đến xem trưởng phòng Đỗ chuẩn bị thế nào rồi, nếu như đã xong thì trưa nay chúng ta đến Ma Đô. Hỗ Hải Cường chợt sững sờ, hắn có chút chần chờ, sau đó mới dùng giọng không thể tin nói, giám đốc Lưu, anh còn quyết định chính mình dẫn đội ngũ đến Ma Đô sao? Không phải đã sớm quyết định sẽ tham gia triển lãm xe hơi Ma Đô sao? Lần này phải đẩy mô hình Tùng thử ra ngoài, đó là cơ hội tốt nhất cho chúng ta. Lưu Thành Lâm biết rõ vì sao Hỗ Hải Cường lại chần chờ, thế cho nên hắn không thể không ném ra ý nghĩ của mình. Nhưng Hỗ Hải Cường căn bản không thể nào bằng Lưu Thành Lâm, hắn chần chờ giây lát rồi trầm giọng nói, giám đốc Lưu, tôi cảm thấy bây giờ chúng ta đi Ma Đô là không thích hợp. Lúc này việc cấp bách là ngài phải cho ra một lời giải thích thỏa đáng cho Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cái gì mà giải thích, thứ gì đã là giả thì căn bản đều là giả, căn bản quan tâm làm gì. Nếu như bọn họ cảm thấy tôi không thích hợp, hoàn toàn có thể thay người, nhưng bây giờ tôi còn tại vị, dù sao tôi cũng phải thực hiện tốt chức trách công tác của mình. Lưu Thành Lâm nói rồi cũng không chờ Hỗ Hải Cường tiếp tục lên tiếng, hắn khua tay nói, được rồi, đừng lãng phí thời gian. Anh đi liên lạc với nhóm trưởng phòng Đỗ, để cho bọn họ nhanh chóng đến đây. Hỗ Hải Cường muốn kêu oan cho lãnh đạo của mình, nhưng hắn cũng không dám tiếp tục khuyên can. Hắn do dự một chút, sau đó đi tìm trưởng phòng Đỗ phòng tiêu thụ. Hắn còn chưa kịp đi ra khỏi phòng thì Lưu Thành Lâm đã nói, cậu nên gọi điện thoại cho trưởng phòng Lý, để bọn họ hỏi xem phía Ma Đô đã chuẩn bị sẵn sàng chưa. Trưởng phòng Lý là phó phòng tiêu thụ. Vài ngày trước người này đã dẫn đội ngũ đi đến thành phố Ma Đô. Hỗ Hải Cường rời khi một lúc thì Hùng Nghiêu Đống đã gõ cửa đi vào. Hùng Nghiêu Đống mệt mỏi thở hồng hộc, lão đặt mông ngồi xuống ghế salon thì cầm một phần văn kiện trong tay dùng giọng tức tối nói, Thành Lâm, tôi vừa gặp Hỗ Hải Cường, cậu ấy nói anh nhất định phải đến Ma Đô tham gia triển lãm xe hơi sao? Bí thư Hùng, triển lãm xe hơi Ma Đô rất quan trọng với công ty chúng ta. Thế nên tôi phải tự mình đi bắn phát pháo đầu tiên, cũng phải tự mình theo sát tiến độ. Lưu Thành Lâm tràn đầy tôn trọng Hùng Nghiêu Đống, vì vậy lúc này hắn không chút giấu giếm.
Hùng Nghiêu Đống thở dài một hơi rồi nói, tôi cảm thấy nên bỏ qua triển lãm Ma Đô, xem như lần này không có cơ hội, sau này đường còn rất dài, quan trọng nhất lúc này là chúng ta phải làm tốt công tác ứng phó với những gì đang diễn ra. Hùng Nghiêu Đống nói rồi đưa văn kiện trong tay cho Lưu Thành Lâm, Thành Lâm, đây là bản trưng cầu ý kiến của vài trăm nhân viên trong công ty, chúng ta đưa cho trưởng phòng Vương, để cho trưởng phòng Vương làm chủ cho anh. Người ký tên đầu tiên trong bản trưng cầu ý kiến chính là Hùng Nghiêu Đống, Lưu Thành Lâm nhìn cái tên Hùng Nghiêu Đống ở vị trí đầu tiên, hắn cảm thấy tràn đầy cung kính với ông lão bôn ba nhiều năm vì công ty này. Tuy hắn cảm thấy mình rất uất ức, thế nhưng nhìn vào những công nhân đã vì mình mà ký tên, hắn còn uất ức gì để nói ra nữa. Lưu Thành Lâm đặt phần trưng cầu ý kiến lên bàn, sau đó hắn trầm giọng nói, bí thư, tôi xin khắc ghi ý tốt của ngài. Nhưng tôi cảm thấy chúng ta không nên gây thêm phiền toái cho trưởng phòng Vương. Bây giờ anh ấy cũng không dễ dàng gì, có lẽ cũng sẽ bị liên quan vì chuyện của tôi. Anh, Hùng Nghiêu Đống vừa định lên tiếng thì Lưu Thành Lâm đã cắt ngang lời, tôi cũng không nỡ vứt bỏ vị trí giám đốc của mình, nhưng cánh tay không vặn được đùi, nếu vứt bỏ tinh lực lên sự kiện này, không bằng chăm chú làm việc gì có ích cho công ty. Lúc này xe tùng thử đã được sản xuất. Chúng ta phải lợi dụng cơn gió đông của triển lãm lần này để bày ra những cống hiến xứng đáng cho công ty, vì tôi sợ giám đốc sau này sẽ không thèm quan tâm đến nó nữa. Lưu Thành Lâm nói làm cho Hùng Nghiêu Đống không khỏi có chút run rẩy. Lão hiểu Lưu Thành Lâm nói không chỉ là lo lắng, đó có thể là sự thật. Lão là người đã thấy đủ những điều không hay trong công ty, lão biết có vài chuyện căn bản không cần giải thích làm gì cho mệt. Hùng Nghiêu Đống trầm ngâm giây lát rồi đứng lên. Lão đứng bên cạnh Lưu Thành Lâm rồi khẽ nói, anh đã quyết định như vậy, căn bản cứ nên làm theo ý mình, nhưng dù thế nào thì tôi cũng giúp đỡ anh. Hùng Nghiêu Đống rời đi, lúc này trong phòng chỉ còn lại một mình Lưu Thành Lâm, khi còn lại một mình thì biểu hiện kiên cường vừa rồi của hắn chợt tiêu tán. Hắn có chút chán chường, hắn nhìn những cảnh tượng bận rộn bên ngoài, cảm thấy có chút không muốn. Ha ha ha, một tiếng cười vang lên, sau đó là tiếng bước chân truyền đến. Ngay sau đó lại có một giọng nói nịnh nọt, giám đốc Tần, ngài nhất định phải tham gia hội nghị lần này, nếu như ngài không đi thì chúng tôi căn bản sẽ không quá nhiệt tình. Đúng vậy giám đốc Tần, ngài là người có uy tín trong công ty, là người nói số 1 thì không có số 2, nếu hội nghị thi đua khen thưởng lần này của công ty mà không có ngài tham dự, chỉ sợ sẽ không thể thành công. Lưu Thành Lâm có thể nghe và biết rõ người vừa nói là ai, nhưng hắn cũng không có hứng thú nghe tiếp. Hắn khẽ kéo mảnh cửa phòng của mình, ý nghĩ trong lòng càng thêm kiên định. Dù các anh kéo tôi rời khỏi vị trí giám đốc công ty, tôi cũng sẽ đẩy mạnh tiêu thụ xe tùng thử, một khi tôi làm nổi bật được tâm tư của mình, khi đó tôi sẽ thành công. Chỉ cần Lưu Thành Lâm làm được điều này, như vậy hắn làm giám đốc cũng không uổng phí. Dù thế nào thì chiếc xe kia được tiêu thụ sẽ làm cho công ty bừng bừng sức sống. Giám đốc Lưu, có thể đi được rồi. Không biết bao lâu sau thì Hỗ Hải Cường nhanh chóng đi vào trong phòng báo cáo với Lưu Thành Lâm. Chương 1315, một sách phải đọc nhiều lần, sắt phải nung nhiều lượt. Lưu Thành Lâm khẽ gật đầu, hắn đã thu dọn mọi thứ xong xuôi, thế là nhanh chóng đi xuống lầu. Khi hắn xuống bên dưới thì có nhiều người liên tục đi qua, tuy nhiều người nhìn qua có vẻ mặt khinh thường, thế nhưng hắn vẫn gật đầu thăm hỏi bọn họ, giống như không thèm quan tâm đến hướng đi của bọn họ. Đám cỏ đầu tường, Hỗ Hải Cường nói một câu khá hung hăng. Lưu Thành Lâm nhìn gương mặt của Hỗ Hải Cường và biết rõ người này đang cảm thấy bất công vì tổn thương của mình. Hắn mỉm cười vỗ vỗ vai của Hỗ Hải Cường, sau đó cười nói, người có chí riêng, cậu cũng không nên quá cưỡng cầu. Lưu Thành Lâm đi xuống lầu có thể thấy được hình bóng lờ mờ của Tần Dũng Khải ở bên ngoài phòng làm việc. Tuy hắn không nghe rõ Tần Dũng Khải nói gì, thế nhưng có thể cảm nhận được tiếng cười chấn động lòng người của đối phương. Giám đốc Lưu, tôi đến có hơi trễ. Trưởng phòng Đỗ là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, người này có một biệt hiệu không hay là anh cá trạch. Ngoại hiệu này căn bản phối hợp với hình tượng bên ngoài làm cho người ta nhìn vào và cảm thấy trưởng phòng Đỗ là một kẻ láo cá danh ma. Hắn khẽ cười cười với Lưu Thành Lâm rồi lên tiếng giải thích. Lưu Thành Lâm khẽ gật đầu, hắn leo lên xe. Khi xe chạy đi, trong lòng hắn không biết vì sao lại xuất hiện lời nói của Triệu Hòa Duyệt khi yêu cầu tăng ca vào năm xưa tất cả cũng vì nhà máy. Lý Ngọc Châu là nhân viên công tác của văn phòng thường ủy tỉnh ủy,
vị trí của hắn làm cho đám bạn học nhìn vào và cực kỳ hâm mộ. Tuy hắn công tác ở văn phòng thường ủy, thế nhưng mỗi khi có văn kiện cần đưa ra ngoài thì nhận được thể diện cao độ, rất có mặt mũi. Nhưng thể diện là một chuyện mà thực tế lại là một chuyện, chỉ có thể dùng một câu để khắc họa, chính là uống nước ấm lạnh thì mình tự biết. Mỗi lần tỉnh ủy tổ chức hội nghị thường ủy, Lý Ngọc Châu cảm nhận được sự khó chịu mà công tác mang lại cho mình. Tối hôm trước đã lau sạch sàn nhà và bàn hội nghị, hôm sau lại lau sạch một lần, Lý Ngọc Châu dựa theo yêu cầu của trưởng phòng mà đặt một vài phần tài liệu lên mặt bàn của từng vị trí thường ủy tỉnh ủy. Diệp Thừa Dân, Trử Vận Phong, Vương Tử Quân, Lý Ngọc Châu nhìn một loạt bảng tên trên bàn mà không ngừng hâm mộ, không khỏi có chút mơ tưởng. Nhưng hắn biết rõ ý nghĩ của mình cũng chỉ là mơ mộng mà thôi, nếu hắn muốn tiến vào danh sách thường ủy thì căn bản là mơ tưởng hão huyền. Xác suất của nó còn nhỏ hơn cả mua vé số ngoài đường. Nhưng nếu tự mình làm cho mình một cái bảng tên thì không là vấn đề, ví dụ như hắn có thể đặt một cái như vậy trong nhà, cảm nhận được khoái ý làm lãnh đạo tỉnh. Lý Ngọc Châu đặt phần văn kiện cuối cùng trong tay xuống, hắn thở dài một hơi, ánh mắt không khỏi nhìn lên tiêu đề văn kiện. Hắn thấy trên đó viết dòng chữ, điều tra về công ty xe hơi Đông Hồng, thế là vội vàng thu hồi ánh mắt. Xem ra sự việc này là thật, đã xảy ra chuyện ở công ty xe hơi Đông Hồng. Tuy Lý Ngọc Châu đi vào công tác ở văn phòng thường ủy chưa quá lâu, thế nhưng hắn cũng không phải không hiểu nhiều chuyện, dù sao thì hắn ở gần ban công sẽ thấy được ánh trăng nhiều hơn. Cũng không biết lần này trưởng phòng Vương có thể thoát thân như lần trước hay không. Vì nguyên nhân độ tuổi mà Lý Ngọc Châu căn bản rất có hảo cảm với một vị trưởng phòng tổ chức không lớn hơn mình bao nhiêu như Vương Tử Quân, vì vậy căn bản có ý nghĩ giúp đỡ người này. Nhưng hắn biết đó chỉ là chờ đợi nho nhỏ của mình, chẳng giúp đỡ được gì cho trưởng phòng Vương cả. Ngọc Châu, thu dọn xong chưa, trưởng phòng nói cậu đưa ấm điện mới mua sang phòng bên. Khi Lý Ngọc Châu đang suy nghĩ miên man thì có người trầm giọng quát lên. Cây ết thấy người vừa lên tiếng với mình chính là phó chủ nhiệm khoa Tần Đức Trúc đến nhận công tác sớm hơn mình một năm, thế là hắn khẽ nhếch miệng, nhưng vẫn thành thật rời đi. Hắn biết rõ trưởng phòng sắp xếp cho Tần Đức Trúc đi làm, thế nhưng Tần Đức Trúc lại sai bảo mình. Mặc dù Lý Ngọc Châu không thích Tần Đức Trúc, thế nhưng dù thế nào hắn cũng phải nhịn. Người ta đến đơn vị sớm hơn mình, chính mình nếu không thành thật nghe lời sẽ sinh ra ảnh hưởng không tốt. Máy nấu nước mới mua rất nặng, khi mà Lý Ngọc Châu cảm thấy mình sắp buông tay đến nơi, khi hắn đi đến khúc quanh hành lang thì cảm thấy có người chặn đường. Hắn không kịp nhìn thì chợt nghe thấy có người khẽ nói, cậu không nên gấp gáp, đi chậm thôi, nếu không sẽ rơi xuống chân. Lý Ngọc Châu nói một tiếng cảm ơn, sau đó đặt máy nấu nước lên bàn trà cách đó không xa. Hắn thở dài một hơi, lúc này mới phát hiện người vừa cản đường mình là ai, thế là không khỏi cảm thấy ngây dại. Bí thư Diêu, vừa rồi tôi không thấy rõ. Diêu Trung Tắc khoát tay áo dùng giọng ôn hòa nói, cậu xách máy nấu nước nặng như vậy, phải là tôi nhường đường cho cậu, tôi thấy cậu có thể xách được nó, rõ ràng là rất mạnh mẽ. Diêu Trung Tắc cũng không chờ Lý Ngọc Châu trả lời, hắn đi vào trong phòng họp, sau đó ngồi xuống vị trí của mình, tùy ý lật xem văn kiện trên bàn. Thái độ của Diêu Trung Tắc làm cho Lý Ngọc Châu cảm thấy được sủng ái mà kinh hoàng. Sau khi hắn lui ra khỏi phòng, chợt nghe thấy phó chủ nhiệm Trần ở bên cạnh nói, tiểu Lý, lần này cậu rất may mắn, đúng lúc bí thư Diêu có tâm tình tốt, không chấp nhất với cậu. Lý Ngọc Châu biết mình lúc này tốt nhất là không nên nói gì cả, thế là hắn gãi đầu, nở nụ cười phúc hậu. Mặc dù hắn là người mới trong văn phòng thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng hắn cũng không phải mới phục vụ các vị thường ủy được vài lần. Hội nghị thường ủy lần này làm cho hắn cảm thấy kỳ quái. Dựa theo thói quen của bí thư Diêu, căn bản không nên đến sớm như vậy. Chủ nhiệm Trần, hôm nay bí thư Diêu đến hơi sớm thì phải. Lý Ngọc Châu chợt mở miệng nói. Phó chủ nhiệm Trần nhìn thoáng qua Lý Ngọc Châu, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười thần bí, lúc này bí thư Diêu có tâm tình tốt, thế nên đến sớm hơn để trao đổi với các vị thường ủy khác. Cậu đấy, cậu nên thành thật làm tốt công tác của mình đi. Tâm tình tốt. Trao đổi với các vị thường ủy khác, đây là lý do gì? Lý Ngọc Châu dù rất nghi hoặc nhưng vẫn thành thật giấu những ý nghĩ này vào trong lòng, cũng không dám mở miệng hỏi tiếp. Bí thư Diêu, trước đó chị nhà có nói sẽ giới thiệu đối tượng cho Thúy Hồng nhà tôi, vì sao bây giờ còn chưa có thông tin gì?
Tôi lại ngại hỏi trực tiếp, thế cho nên mong anh về nhà thì hỏi chị dâu xem thế nào. Khư Lý Ngọc Châu chuẩn bị đi sang phòng bên thì chợt nghe thấy trưởng phòng tuyên truyền Trương Thu Mi vừa đi vào phòng họp đang mở miệng hỏi Diêu Trung Tắc. Chương 1315-2, sách phải đọc nhiều lần, sắt phải nung nhiều lượt. Khi Lý Ngọc Châu đưa vật phẩm sang phòng hội nghị thường ủy, lúc này trong phòng không những có Diêu Trung Tắc và Trương Thu Mi, có thường ủy tỉnh ủy bí thư ủy ban tư pháp Lỗ Kính Tu, phó chủ tịch thường ủy Kim Hành Thuấn đã ngồi sẵn. Làm cho bọn họ cảm thấy kỳ quái chính là chủ tịch Kim Hành Thuấn trước nay căn bản không chịu trò chuyện, nhưng bây giờ lại nói chuyện vui vẻ với bí thư Diêu, còn bí thư Lỗ Kính Tu tuy nở nụ cười vui vẻ nhưng lại không nói gì. Tuy Lý Ngọc Châu cảm thấy bầu không khí có chút quỷ dị, thế nhưng hắn vẫn lắc đầu. Đối với hắn thì chuyện giữa các vị lãnh đạo là quá vi diệu, hắn không nên quan tâm, chủ yếu là làm tốt công tác của mình. Khi thấy lãnh đạo trực tiếp của mình cố ý tỏ ra bận rộn thì Lý Ngọc Châu cũng không dám dừng chân, nếu như hắn biểu hiện chút lỗi gì đó trong hội nghị thường ủy, tất nhiên các vị thường ủy tỉnh ủy sẽ không so đo với một tiểu nhân vật như hắn, thế nhưng lãnh đạo trực tiếp sẽ không cho hắn quả ngọt để ăn. Khi Lý Ngọc Châu nhanh chóng rời đi, chợt thấy phó chủ nhiệm Trần vẫy tay với mình, giống như có chuyện gì cần hắn phải đi làm. Phó chủ nhiệm Trần là người gần đây khá quan tâm đến hắn, thế nên hắn nhanh chóng đi về phía chủ nhiệm Trần. Vì bận rộn nên Lý Ngọc Châu đi quá nhanh, thiếu chút nữa đổ ập vào người ở trước mặt, nhưng ly nước trong tay của người này lại vãi ra hơn phân nửa. Anh có chuyện gì vậy? Sao chạy qua chạy lại rối lên như thế? Người bưng ly nước nhìn thoáng qua Lý Ngọc Châu rồi nổi giận trầm giọng nói. Lý Ngọc Châu vốn có chút lo lắng, lúc này nhìn thoáng qua người kia, thế là trái tim không khỏi run lên. Cũng không phải người kia như thế nào, nhưng sau lưng đối phương không phải là trưởng phòng Vương sao? Chính mình hôm nay giống như quá xui xẻo, lúc đầu vận chuyển máu nấu nước thì chặn đường bí thư Diêu, khi đó bí thư Diêu không trách tội thì quá may mắn rồi, bây giờ không ngờ lại làm đổ hơn nửa ly nước của trưởng phòng Vương. Tôi không cố. Khi Lý Ngọc Châu lắp bắp xin lỗi thì Vương Tử Quân đi phía sau Du Giang Vĩ đã cười nói, không có gì cả, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Vương Tử Quân nói rồi vẫy vẫy tay với Phó Chủ nhiệm Trần. Phó Chủ nhiệm Trần đã sớm nóng lòng như lửa đốt, vì hắn là Phó Chủ nhiệm Văn phòng Thường ủy Tỉnh ủy, hắn biết hôm nay có chuyện gì phát sinh. Tuy hắn không đoán được biến hóa của hội nghị Thường ủy, thế nhưng biết rõ tâm tình của trưởng phòng Vương sẽ không tốt. Lúc này xảy ra chuyện. Trưởng phòng Vương nếu chút giận lên văn phòng thường ủy tỉnh ủy, như vậy đừng nói là chủ nhiệm Trần, cho dù là thư ký trưởng phụ trách văn phòng thường ủy tỉnh ủy cũng bị phê bình. Hắn không khỏi thầm nghĩ như vậy, thế nên nhanh chóng đi về phía Vương Tử Quân. Trưởng phòng Vương, chúng tôi không làm tốt công tác. Tôi nói cho anh biết đây chỉ là việc nhỏ, vị đồng chí này có tinh thần tích cực công tác, nếu không sẽ chẳng hấp tấp như vậy. Tôi gọi anh đến chỉ là muốn nói anh không nên vì những chuyện nhỏ nhặt thế này mà không tha cho đồng chí của mình, anh hiểu chưa? Vương Tử Quân nhìn Phó Chủ nhiệm Trần rồi vừa cười vừa nói. Cảm ơn trưởng phòng Vương đã bỏ qua cho, sau này tôi nhất định sẽ làm tốt công tác hỗ trợ Tiểu Lý, sẽ để cậu ấy nhanh chóng đề cao trình độ của mình. Phó Chủ nhiệm Trần khẽ lau mồ hôi trán rồi dùng giọng đảm bảo nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn đi vào trong phòng họp. Sau khi đi hai bước thì nói với Lý Ngọc Châu, Tiểu Lý, sau này tôi sẽ xem vào biểu hiện của cậu. Khi Vương Tử Quân và Du Giang Vĩ rời đi, mồ hôi trên mặt Phó Chủ nhiệm Trần đã không còn. Lý Ngọc Châu nhìn cơ thể đứng thẳng đứng của Phó Chủ nhiệm Trần, hắn lắp bắp nói, Chủ nhiệm Trần, vừa rồi tôi có chút xúc động, tôi không thấy rõ là trưởng phòng Vương, điều này. Phó Chủ nhiệm Trần không ngờ lại vỗ vai Lý Ngọc Châu nói, Ngọc Châu. Sau này cậu không thể trầm ổn một chút được sao? Lần này thiếu chút nữa tôi bị cậu hại chết rồi. Nhưng rất tốt, trưởng phòng Vương không những không so đo, ngược lại còn hộ giá cho cậu, nếu không phải vừa rồi trưởng phòng nói sẽ xem xét biểu hiện của cậu, chỉ sợ không vài ngày sau cậu sẽ phải rời khỏi văn phòng thường ủy. Lý Ngọc Châu nghe những lời nói sâu sắc của chủ nhiệm Trần thì mới kịp phản ứng, văn phòng thường ủy tỉnh ủy là đơn vị trọng tâm, không biết có bao nhiêu người muốn vào công tác nơi này. Chính mình nếu như không có vài lời của trưởng phòng Vương vừa rồi, chỉ sợ sẽ là đối tượng bị người ta công kích. Lý Ngọc Châu không khỏi sinh ra vài phần cảm kích với trưởng phòng tổ chức trẻ tuổi Vương Tử Quân, đồng thời hắn cảm kích và có chút nghi hoặc.
hôm nay tâm tình của trưởng phòng Vương không nên tốt như vậy mới đúng. Một phút sau khi Vương Tử Quân ngồi vào vị trí của mình thì Trử Vận Phong và Diệp Thừa Dân đi vào trong phòng họp. Diệp Thừa Dân là bí thư tỉnh ủy, ánh mắt của lão đầu tiên là nhìn thoáng qua Trử Vận Phong, sau đó rơi lên người Vương Tử Quân. Khi Diệp Thừa Dân thấy vẻ mặt bình thản của Vương Tử Quân, thế là tâm tư thả lỏng một chút. Dù thế nào thì lần này cũng là ngăn cản lớn cho Vương Tử Quân, Diệp Thừa Dân chuẩn bị tăng gánh nặng cho Vương Tử Quân ở phương diện cải cách nhân sự, tất nhiên không hy vọng Vương Tử Quân không gượng dậy được ở sự kiện này. Nhưng Diệp Thừa Dân dù là bí thư tỉnh ủy, thế nhưng cũng không phải lão nói gì cũng thực hiện giống như vậy được. Chưa nói đến Trử Vận Phong, bây giờ đám người Diêu Trung Tắc cùng nhau vây công, điều này làm cho lão cảm thấy khó thể làm gì được. Đây cũng không phải là vì năng lực của Diệp Thừa Dân có vấn đề, thật sự là vì tình huống của Nam Giang quá đặc thù. Tuy lão có ưu thế về vị trí so với nhiều người khác, thế nhưng Trử Vận Phong kinh doanh ở Nam Giang lâu năm, lực ảnh hưởng quá sâu, điều này làm cho Diệp Thừa Dân cảm thấy mình bị trói buộc ở nhiều phương diện. Hội nghị thường ủy lần này căn bản không có nhiều hạng mục để thảo luận, phần lớn đều không cần tranh luận, thế nên chỉ sau một giờ thì tất cả đã được thông qua. Diệp Thừa Dân sờ lên cặp kính trên sống mũi, lão bía lúc này đám người bên dưới đều đang chờ đề tài thảo luận cuối cùng. Trong khoảng thời gian một giờ này lão luôn quan sát gương mặt Vương Tử Quân, thấy gương mặt đối phương vẫn bình thường, những gì nên nói thì nói, không nên nói thì không, điều này làm cho lão yên tâm hơn. Thậm chí điều này còn làm cho Diệp Thừa Dân cảm thấy vui mừng. Nếu muốn nhìn vào một người, cần phải xem đối phương khi phát triển mạnh mẽ thì thế nào. Thậm chí còn phải nhìn vào biểu hiện của đối phương khi thất thế là ra sao. Lúc này Vương Tử Quân tỏ ra cực kỳ bình tĩnh tự nhiên, điều này căn bản là quá đáng quý. Diệp Thừa Dân hít vào một hơi thật sâu rồi mở miệng nói, liên quan đến vấn đề của công ty xe hơi Đông Hồng, lúc này Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có kết quả điều tra. Chủ tịch Trử, anh thông báo kết quả điều tra cho mọi người ở đây đi. Chương 1316, 2 tôi không muốn làm con lừa. Trong mắt Diệp Thừa Dân thì Trương Thu Mi là một nữ thường ủy tỉnh ủy duy nhất, người phụ nữ này căn bản là mạnh vì gạo bạo vì tiền, căn bản có quan hệ không tệ với các vị thường ủy tỉnh ủy khác. Trung Quốc là một xã hội chú trọng quan hệ, các mối quan hệ chính là một trong những tư chất trọng yếu, Diệp Thừa Dân không chỉ một lần cảm thán sự khôn khéo của Trương Thu Mi, giống như một con khỉ già thành tinh hóa thành người. Tất nhiên Trương Thu Mi căn bản là một con khỉ cái tiến hóa hơi sớm. Nhưng hôm nay Trương Thu Mi lại có biểu hiện khó thể tưởng được, lại khó dằn lòng mà nhanh chóng đứng ra nói lời công kích, xem ra hôm nay Vương Tử Quân khó qua cửa ải này. Diệp Thừa Dân gõ tay lên bàn, lão chuẩn bị lên tiếng. Lão biết lúc này mình nói lời không tín nhiệm Vương Tử Quân thì sẽ tốt hơn, ít nhất sẽ làm cho Vương Tử Quân bảo toàn thể diện, nếu không thì Vương Tử Quân căn bản không biết đặt mặt mũi ở nơi nào. Khi Diệp Thừa Dân chuẩn bị lên tiếng thì chợt nghe Trử Vận Phong mở miệng, trưởng phòng Trương, có phải chị đã phạm vài căn bệnh chủ quan ước đoán rồi hay không? Chúng ta không nên thảo luận vấn đề này. Mọi người nên nhớ đề tài thảo luận của chúng ta vào lúc hiện tại chính là giải quyết vấn đề của công ty xe hơi Đông Hồng. Trương Thu Mi dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Trử Vận Phong, nàng căn bản không ngờ vào thời điểm mấu chốt này mà Chủ tịch Trử lại không lưu tình như vậy, nói lời khó nghe như vậy. Đây rõ ràng là một câu nói gõ lên đầu của Trương Thu Mi, có ai nghe mà không hiểu ý của Chủ tịch Trử. Khoảnh khắc này Trương Thu Mi căn bản là chảy cả nước mắt, mình làm như vậy là vì ai? Mình lên tiếng đầu tiên, căn bản là người xếp hàng không một tiếng động, không phải vì anh sao? Anh không nói nửa câu an ủi thì thôi, ngược lại còn nói tôi đang ngầm hại người, việc này ai có thể tiếp nhận được? Khi Trương Thu Mi đang tỏ ra cực kỳ khó chịu thì Diệp Thừa Dân dùng ánh mắt cảm kích nhìn Trử Vận Phong, đây mới đúng là tư thái và trí tuệ của một vị cán bộ lãnh đạo tỉnh. Trử Vận Phong nói ra những lời như vậy căn bản có hiệu quả không thua kém gì Diệp Thừa Dân mở miệng, hơn nữa càng có nhiều đường sống. Diệp Thừa Dân là lãnh đạo đứng đầu tỉnh ủy, lão cũng sợ hội nghị thường ủy ép mình vào góc chết. Diệp Thừa Dân đặt ly trà lên bàn. Sau khi hấp dẫn lực chú ý của mọi người thì mới trầm giọng nói, Chủ tịch Vận Phong nói đúng, hội nghị thường ủy lần này chủ yếu là nghiên cứu phải làm sao xử lý vấn đề của công ty xe hơi Đông Hồng, còn những vấn đề khác thì sẽ nói sau. Chủ tịch Vận Phong,
phía Ủy ban Nhân dân tỉnh các anh có ý kiến gì ở phương diện xử lý vấn đề của công ty xe hơi Đông Hồng hay không? Siêu Trung Tắc nhìn hai vị lãnh đạo đứng đầu nói chuyện với nhau, hắn cảm thấy cực kỳ tiếc nuối, đồng thời không khỏi dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Vương Tử Quân. Có thể làm cho cả Diệp Thừa Dân và Trử Vận Phong mở miệng ủng hộ, người này căn bản là quá may mắn, xem ra hôm nay không thể không ném ra tất cả công phu của mình. Nhưng Diêu Trung Tắc vẫn còn có chút vui mừng, mặc dù Diệp Thừa Dân và Trử Vận Phong vẫn nói thay cho Vương Tử Quân, thế nhưng đó chỉ là chút vấn đề nhỏ nhặt. Lúc này hai người căn bản đều có thái độ rõ ràng về việc Lưu Thành Lâm có thể làm giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng nữa hay không. Đây mới thật sự là trọng điểm, dù Vương Tử Quân có được sự bảo vệ của hai vị lãnh đạo ở hội nghị thường ủy, thế nhưng người được Vương Tử Quân đẩy lên chưa được vài tháng đã bị xô ngã, ít nhất cũng làm cho người ta nghi ngờ về năng lực công tác của mình. Có đả kích này thì cũng đủ cho Vương Tử Quân uống một bình rượu độc, sau này sẽ cúp đuôi làm người. Trử Vận Phong thấy Diệp Thừa Dân phối hợp với lời nói của mình thì gật đầu nói, chuyện này tôi đã trao đổi qua với Chủ tịch Thừa Uyên, khi đó Chủ tịch Thừa Uyên cho rằng chúng ta cần phải tiếp thêm sức sống cho công ty xe hơi Đông Hồng, tốt nhất là nên điều một đồng chí từ đơn vị khác đến làm giám đốc công ty. Lúc này trong lòng Lý Thừa Uyên và Kim Hành Thuấn cũng không cảm thấy vui sướng, dù hai người bọn họ đều là những kẻ thúc đẩy sự kiện lần này. Thế nhưng bây giờ thấy thắng lợi xuất hiện trước mắt nhưng lại bị Trử Vận Phong ngăn cản trong gang tấc. Nhưng hai người kia tuy cực kỳ tiếc nuối nhưng lại căn bản không dám nói gì khác với Trử Vận Phong. Hai người đi theo Trử Vận Phong lâu năm, có thể nói là cực kỳ bị ảnh hưởng bởi Chủ tịch Trử, thế nên bây giờ Chủ tịch Trử lên tiếng như vậy thì bọn họ chỉ có thể nghẹn họng ngồi nhìn mà thôi. Lúc này hai người bọn họ cũng ôm ý nghĩ như Diêu Trung Tắc. Nếu không thể thành công thì ít nhất sự việc cũng phát triển theo dự đoán của mình. Tin tưởng sau này Vương Tử Quân sẽ thành thật hơn. Lý Thừa Uyên nghe Trử Vận Phong nói đến mình thì vội vàng ngẩng đầu lên một chút. Chủ tịch có lựa chọn nào thích hợp không? Diệp Thừa Dân căn bản không quá hạn chế Trử Vận Phong ở phương diện kinh tế. Bây giờ thấy Trử Vận Phong chú ý đại cục ở sự kiện công ty xe hơi Đông Hồng. Thế cho nên bây giờ muốn để cho Trử Vận Phong tự mình cho ra ý kiến, cũng xem như bánh ít đi bánh quy lại. Diệp Thừa Dân nói ra những lời này thì nhiều người xem như đại cục đã định, chỉ cần hai vị lãnh đạo đứng đầu đồng ý thay đổi người, như vậy vấn đề này sẽ không tiếp tục bị kéo dài. Mặc dù Vương Tử Quân là người thua cuộc, thế nhưng lại giữ được chút thể diện của mình. Khi đến tham gia hội nghị thường ủy thì Đậu Minh Đường căn bản là đổ mồ hôi hột dùm Vương Tử Quân. Nhưng lúc này thấy tình cảnh như vậy thì không khỏi cảm thấy dễ chịu hơn. Hắn nâng ly lên nhàn nhã uống nước, chờ Trử Vận Phong nói ra người được đề cử, như vậy xem như đến lúc tan họp. Lỗ Kính Tu có quan hệ không tệ với Vương Tử Quân cũng căn bản có tâm tư như Đậu Minh Đường, dù thế nào thì xử lý cho xong vẫn là lựa chọn tốt nhất. Lúc này Trử Vận Phong đề cử người lên vị trí giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng, như vậy sự việc sẽ lái sang hướng khác. Nhưng khi bầu không khí đang cực kỳ hài hòa, đang chờ đợi Trử Vận Phong lên tiếng, đột nhiên có người nói, Bí Thư Diệp, Chủ tịch Trử, tôi căn bản không đồng ý với quyết định di rời vị trí của đồng chí Lưu Thành Lâm. Giọng nói này không quá lớn nhưng rơi vào trong tai lại làm cho người ta sinh ra cảm giác giống như nghe thấy sấm sét. Rất nhiều người tỏ ra cực kỳ ngạc nhiên, thật sự hoài nghi mình nghe lầm. Diệp Thừa Dân nhìn Vương Tử Quân lên tiếng, thế là đầu óc chợt rối loạn. Lão căn bản cảm thấy vui mừng vì hội nghị thường ủy kết thúc trong bầu không khí hài hòa, không ngờ Vương Tử Quân này lại không biết chuyện, không chịu làm con lừa, còn nói lời phản đối, không phải quá hồ đồ sao? Anh đây muốn làm gì? Chẳng lẽ anh không biết rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào, muốn anh làm bia ngắm bắn sao? Bí Thư Diệp, Chủ tịch Trử, tôi biết chúng ta không thể chỉ dựa vào một vài lời nói của chuyên gia để cho rằng quyết định đẩy mạnh tiêu thụ xe gia đình giá rẻ của đồng chí Lưu Thành Lâm là sai lầm, càng không thể vì vậy mà nhận định anh ấy không phù hợp làm giám đốc công ty. Nếu như chúng ta làm như vậy, căn bản là cực kỳ không chịu trách nhiệm với công ty xe hơi Đông Hồng. Khi ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân, hắn nói ra từng câu từng chữ khẳng định ý nghĩ của mình. Chương 1317, mỗi lần phức tạp đều là đánh bất ngờ. Vịt gặp nước sôi mạnh miệng, Siêu Trung Tắc vốn cảm thấy tiếc nuối vì Diệp Thừa Dân và Trử Vận Phong che chở cho Vương Tử Quân, nhưng bây giờ thấy Vương Tử Quân quên tất cả, thế là chợt mừng thầm. Nhưng hắn cũng không nói thẳng,
chỉ dùng ánh mắt nhìn thoáng qua Phó Chủ tịch Thường vụ Kim Hành Thuấn ở phía đối diện. Tâm tư của Kim Hành Thuấn cũng giống như Diêu Trung Tắc, tuy hắn cũng không phải là người chủ yếu thúc đẩy sự kiện này, thế nhưng lại đạt thành ăn ý với Diêu Trung Tắc. Lúc này hắn cũng có ý nghĩ như Diêu Trung Tắc, muốn đón đầu Diêu Trung Tắc. Khi Diêu Trung Tắc nhìn về phía hắn, hắn biết rõ đây là lúc mình nên mở miệng. Hắn cũng không chậm trễ mà nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó trầm giọng hỏi, trưởng phòng Vương, như vậy dựa theo ý của anh, không thích hợp triệt hạ giám đốc Lưu Thành Lâm sao? Kim Hành Thuấn đặt ra vấn đề rất bén nhọn, hắn không cho Vương Tử Quân dư âm quay về, mà cố ý ép buộc Vương Tử Quân phải tỏ thái độ. Anh đã dám đề xuất nghi vấn, như vậy phải nói ra ý nghĩ của mình, căn bản không tùy ý ba phải được. Lúc này có nhiều người với nhiều biểu hiện khác biệt đang nhìn về phía Vương Tử Quân, Lỗ Kính Thu là thường ủy tỉnh ủy có quan hệ không tệ với Vương Tử Quân, lúc này hắn thầm đổ mồ hôi hột, căn bản cầu nguyện cho Vương Tử Quân tỏ thái độ giống như ý nghĩ của Diệp Thừa Dân và Trử Vận Phong. Tuy ý nghĩ của bọn họ là rất tốt nhưng Vương Tử Quân căn bản không biểu đạt ý kiến dựa theo kiểu cách như vậy, hắn đón ánh mắt của Kim Hành Thuấn, sau đó trầm giọng nói, Chủ tịch Kim, tôi cảm thấy lần trước chúng ta chọn lựa Lưu Thành Lâm, như vậy không thể thay đổi xoành xoạch. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi vài tháng thì căn bản không thể nhanh chóng cho ra thay đổi nhân sự, điều này căn bản gây bất lợi cho quá trình phát triển của công ty xe hơi Đông Hồng, cũng không công bằng đối với đồng chí Lưu Thành Lâm. Lý Thừa Uyên nghe Vương Tử Quân trả lời mà khóe miệng không khỏi cong lên, thầm nghĩ Vương Tử Quân này quả nhiên táo bạo, rốt cuộc cũng là kẻ chưa trưởng thành, cũng không nghĩ xem bây giờ là lúc nào mà còn nói những lời này. Tổ chức sao không thể thay đổi nhân sự trong thời gian ngắn được, đây vốn cũng không phải là thay đổi xoành xoạch, đó là một quyết tâm biết sai phải sửa. Đúng lúc này Lý Thừa Uyên lại nghĩ đến đánh giá của một vị lãnh đạo cũ về đám cán bộ thanh niên đắc chí. Hắn cảm thấy lãnh đạo cũ của mình nói đúng, trẻ tuổi đắc chí cũng không phải tốt. Đám người này tuy nhìn qua cực kỳ có cảnh tượng, thế nhưng cuộc sống xuôi trèo mát mái làm cho bọn họ sinh ra ảo giác, đó là việc gì cũng có thể làm từng bước, thế cho nên chỉ cần hoàn cảnh phát triển ngược lại, bọn họ căn bản không biết vượt qua như thế nào. Tâm lý này thường phải trải qua một lần thất bại, như vậy mới cho ra những đả kích tích cực. Vương Tử Quân xem như là một người trẻ tuổi đắc chí. Dù phát triển nhanh chóng nhưng tâm lý còn kém quá xa. Nếu như Lý Thừa Uyên gặp phải tình cảnh này, như vậy lựa chọn tốt nhất là không nói lời nào. Chỉ cần mở miệng, cho dù có lời tấn công nhưng chủ yếu sẽ là làm mát, chính mình hoàn toàn có thể quay mặt làm ngơ, căn bản công kích của đối phương sẽ giống như đánh vào bông, tự sụp đổ. Nhưng Vương Tử Quân căn bản không làm như vậy, đối phương căn bản dùng phương pháp cây kim so với cọng dâu xem ai cứng hơn. Thế nên sẽ khó tránh khỏi tình huống bị trọng thương. Nếu đã như vậy thì mình cũng không cần do dự, Lý Thừa Uyên ho khan một tiếng rồi trầm giọng nói, trưởng phòng Vương, lời nói như của anh căn bản là không chịu trách nhiệm. Công ty xe hơi Đông Hồng không những là xí nghiệp quan trọng của Nam Giang, nó còn liên quan đến cuộc sống của hơn chục ngàn công nhân viên, tỉnh ủy đã quyết định chọn người phù hợp nhận trọng trách dẫn đầu công ty xe hơi Đông Hồng, chính là phụ trách những vấn đề này. Lúc này có xuất hiện vấn đề, nếu như chúng ta không thay đổi, như vậy chỉ sợ quần chúng trong công ty xe hơi Đông Hồng sẽ không phục. Lý Thừa Uyên nói rồi vỗ sấp tài liệu dày lên bàn, sau đó mới nói tiếp, tôi cũng yêu cầu các đồng chí không nên cứ mãi giữ lấy ý kiến của mình, cần phải nhìn thẳng vào vấn đề, chẳng lẽ lời nói của chuyên gia là không ra gì. Chính chúng ta cứ bảo thủ quan điểm của mình là đúng sao? Lời nói cuối cùng của Lý Thừa Uyên là rất lớn. Tuy hắn không nói rõ tên người, thế nhưng thực tế có ai không biết hắn đang chĩa về phía Vương Tử Quân. Người cố chấp bảo thủ là ai, tất nhiên sẽ là Vương Tử Quân. Trử Vận Phong lắng nghe lời nói của Lý Thừa Uyên, lão là người cực kỳ tán thưởng và thừa nhận năng lực của Vương Tử Quân, vì vậy mới tạo nên nhất trí với Bí Thư Diệp Thừa Dân ở sự kiện này, muốn ra mặt áp chế phong ba của sự kiện này thay cho Vương Tử Quân. Ninh sự việc cũng không phát triển theo đúng ý nghĩ của Trử Vận Phong. Khi thấy sắp thành công thì Vương Tử Quân lại bật ra, cố gắng làm cho những gì mình đã sắp xếp phải tan thành mây khói. Mặc dù lão là lãnh đạo của Lý Thừa Uyên, thế nhưng dựa theo kỷ luật của tổ chức, lão cũng không thể cường thế yêu cầu nhóm người Lý Thừa Uyên không được lên tiếng. Trử Vận Phong trầm ngâm một lát, sau đó trầm giọng nói với Lý Thừa Uyên, Chủ tịch Lý, bây giờ chúng ta đang nói chuyện công tác, nếu anh có ý kiến gì về người nào đó. Tôi cho rằng nên mở một hội nghị về cán bộ rồi hãy nói sau.
Lời nói của Trử Vận Phong tương đối có tác dụng, Lý Thừa Uyên cảm thấy mình đã nói gần hết lời, nhưng sau khi nghe Trử Vận Phong nói thì trầm giọng trả lời, Chủ tịch Trử, vừa rồi tôi có chút kích động, lần sau nhất định sẽ sửa lại. Nhưng mong các vị tin lời tôi, cũng là vì suy xét cho công ty xe hơi Đông Hồng, những sự việc không đúng mong mọi người cũng đừng nên suy nghĩ nhiều. Có kích động, đám người đưa mắt nhìn nhau, nhìn gương mặt căn bản cực kỳ bình tĩnh của Lý Thừa Uyên, thầm nghĩ anh nào có kích động, rõ ràng là mong chờ đã lâu, cố ý bắn pháo về phía Vương Tử Quân. Nhưng cũng không ai mở miệng, tất nhiên sẽ không dám động vào phương diện này. Diệp Thừa Dân đưa mắt nhìn Trử Vận Phong, đều hiểu tâm ý của đối phương. Thế cục hiện tại là như vậy, tốt nhất là giải quyết dứt khoát rồi nói sau. Chủ tịch Thừa Uyên vừa rồi chỉ là có chút kích động mà thôi. Chúng ta công tác cần phải liên tục đẩy mạnh xử lý và sửa chữa sai lầm. Lần này vấn đề của công ty xe hơi Đông Hồng nhìn qua có vẻ bị động, thế nhưng cũng không phải không có mặt tích cực. Siêu Trung Tắc cũng không chờ Diệp Thừa Dân xung trận, hắn bắt đầu dùng giọng đặc biệt trầm bổng lên tiếng. Mặc dù biết lúc này Diêu Trung Tắc mở miệng căn bản không có gì là tốt, thế nhưng Diệp Thừa Dân cũng không thể vô duyên vô cớ mở miệng cắt ngang lời một vị thường ủy tỉnh ủy, đặc biệt là người này xếp hàng thứ ba trong ban ngành thường ủy tỉnh ủy. Khi đó bổ nhiệm đồng chí Lưu Thành Lâm làm giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng có vài phần gấp gáp, vì tôi tin tưởng lời đề cử của phòng tổ chức tỉnh ủy, tôi tin tưởng ánh mắt của trưởng phòng Vương Tử Quân. Bây giờ xảy ra vấn đề, nhưng may mà không tạo thành tổn thất khó thể vãn hồi cho công ty xe hơi Đông Hồng, có sai lầm chỉ cần sửa chữa là được. Lỗ Kính Tu nghe những lời nói mạnh mẽ như thác đổ của Diêu Trung Tắc, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần bội phục. Dù thế nào thì Diêu Trung Tắc cũng là người đào hố cho Vương Tử Quân vào hội nghị thường ủy trước đó, nhưng bây giờ đối phương lại tròn mắt đổi những thứ hãm hại đó thành tín nhiệm Vương Tử Quân, điều này không phải là người bình thường có thể so sánh được. Chương 1318, một không nhận tội đúng là ngu ngốc. Đây phải là hạng người ra mặt cực kỳ dày, nhưng quan trọng là lời nói phải phù hợp với tình cảnh, không thể cho người ta nhìn ra vấn đề gì. Tất nhiên điều này cũng trách lần trước Vương Tử Quân nói lời cam đoan quá vẹn toàn, nếu không thì Diêu Trung Tắc cũng không nắm được cán dao vào lúc này. Lỗ Kính Tu thầm quyết định sau này nên cẩn thận tiếp xúc với Diêu Trung Tắc, sau đó nhìn về phía Vương Tử Quân ngồi cách Diêu Trung Tắc không xa. Lỗ Kính Tu thấy vẻ mặt Vương Tử Quân vẫn ung dung bình tĩnh như thường, không đỏ mặt tía tai như trong tưởng tượng. Biểu hiện của Vương Tử Quân làm cho hắn thở dài một hơi. Hắn chỉ sợ Vương Tử Quân không nhịn được và lớn tiếng ồn ào với Diêu Trung Tắc. Vì lúc này làm lớn chuyện là cực kỳ không có lợi cho Vương Tử Quân. Đồng thời tôi còn phải làm kiểm điểm với Bí Thư Diệp và Chủ tịch Trử, tôi căn bản không làm tròn trách nhiệm ở sự kiện này. Nếu như không phải tôi vô cùng tín nhiệm đồng chí Vương Tử Quân, căn bản buông lỏng phương diện tuyển chọn cán bộ thì sự việc này sẽ không diễn ra. Sau này tôi công tác nhất định sẽ cố gắng sửa chữa những sai sót của mình. Sẽ tranh thủ liên hệ với trưởng phòng Vương nhiều hơn, đề cao năng lực một mình đảm đương của đồng chí Vương Tử Quân. Siêu Trung Tắc phê bình làm cho người ta nghe vào tai mà cảm thấy lạnh lẽo. Cái gì là đề cao năng lực một mình đảm đương của Vương Tử Quân? Đây không phải là lấy cớ nhúng tay vào công tác của phòng tổ chức tỉnh ủy sao? Chỉ sợ cục diện tốt đẹp ở phòng tổ chức tỉnh ủy mà Vương Tử Quân vừa mới tạo dựng lên sẽ bị đánh vỡ khi Siêu Trung Tắc nhúng tay vào. Diệp Thừa Dân cảm thấy khó đối phó với Diêu Trung Tắc, vì vậy lúc này cảm thấy rất đau đầu. Chính mình thông qua sự kiện Vương Tử Quân làm trưởng phòng tổ chức để nắm công tác nhân sự, nhưng bây giờ Diêu Trung Tắc lên tiếng lại làm giảm quyền hạn của Vương Tử Quân, cũng giảm quyền lên tiếng của mình. Lúc này Diêu Trung Tắc thừa cơ hội để trực tiếp nhúng tay vào công tác của phòng tổ chức tỉnh ủy, sau này dù là Diệp Thừa Dân cũng khó thể nào ép đối phương thu tay về. Lão nhìn thoáng qua Vương Tử Quân. Lúc này không khỏi có hơi bực bội, căn bản là đối phương còn quá trẻ, sao có thể nuốt trôi thiệt thòi lớn như vậy. Nhưng điều làm cho Diệp Thừa Dân cảm thấy vui mừng là Vương Tử Quân căn bản cũng không đứng lên lớn tiếng như suy nghĩ của mình, chỉ lẳng lặng đặt bút xuống. Diệp Thừa Dân cũng không muốn làm phức tạp tình hình, lão nhanh chóng nói các đồng chí còn có ý nghĩ gì khác với sự kiện di rời cương vị của đồng chí Lưu Thành Lâm hay không? Nếu không thì xem như làm ra quyết định. Vì Diêu Trung Tắc đã nói lên tất cả những gì cần nói, thế cho nên đám người Lý Thừa Uyên lúc này cũng không nói điều gì. Tất cả bọn họ đều thấy được thắng lợi trước mắt, mặc dù không làm cho Vương Tử Quân rơi rụng,
thế nhưng thông qua chuyện này thì quyền lực và địa vị của Vương Tử Quân ở Nam Giang sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Kim Hành Thuấn là một người cực kỳ vui sướng, tuy hắn là người công tác thời gian dài ở Nam Giang, thế nhưng vị trí của hắn lại ở sau Vương Tử Quân. Bây giờ hắn tin sau hội nghị thường ủy, lực ảnh hưởng của hắn sẽ vượt qua Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nào có thể nói được gì nữa? Mà còn có gì để nói nữa sao? Đại đa số các vị thường ủy không lên tiếng, căn bản chọn phương án trầm mặc. Cuối cùng hội nghị thường ủy sử dụng phương án giơ tay biểu quyết, thông qua quyết định miễn đi chức vụ của đồng chí Lưu Thành Lâm ở công ty xe hơi Đông Hồng. Khi quyết nghị được thông qua thì Vương Tử Quân chọn giữ lại ý kiến, Diệp Thừa Dân cũng giữ lại ý kiến, nhưng Trử Vận Phong lại tỏ thái độ giúp đỡ miễn chức vụ của Lưu Thành Lâm. Hội nghị thường ủy mở hơn 2 giờ, nhưng khi phòng họp mở cửa ra, tin tức giống như châu chấu bay về bốn phương tám hướng. Dù Giang Vĩ làm thư ký cho Vương Tử Quân, tuy không được vào trong hội nghị thường ủy, thế nhưng hắn cũng không quay về phòng làm việc của mình mà đứng bên ngoài chờ đợi. Hắn biết rõ ràng hội nghị thường ủy lần này có ý nghĩa chĩa vào trưởng phòng Vương Tử Quân của mình. Có câu ngoài cười trong đầy dao nguy hiểm. Lưu Thành Lâm là giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng thế nhưng lại không là gì trong mắt nhiều người, người ta sở dĩ vây quanh lấy Lưu Thành Lâm để đánh đấm túi bụi cũng là vì trưởng phòng Vương Tử Quân. Vương Tử Quân bị nhiều vị lãnh đạo lớn của tỉnh ủy vây công, dù Giang Vĩ cảm thấy nó có một nguyên nhân quan trọng, chính là lãnh đạo của mình phát triển quá chói mắt. Vương Tử Quân là một vị thường ủy tỉnh ủy đi vào Nam Giang chưa được một năm. Thế nhưng đã phát triển từ vị trí bí thư ủy ban tư pháp đến trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, hơn nữa hai vị trí này đều cho ra những thành tích chói sáng, thậm chí có người nói quyền lực của trưởng phòng Vương ở phương diện nhân sự còn vượt qua cả bí thư Diêu Trung Tắc. Không biết người ta đố kỵ với mình thì rõ ràng là quá ngốc, lúc này lãnh đạo của Du Giang Vĩ căn bản là phát triển quá chói mắt, tất nhiên sẽ có người cảm thấy khó chịu. Những người này căn bản áp dụng cách thức vây quanh tấn công lãnh đạo của mình. Thật sự là chuyện cực kỳ bình thường. Nhưng hắn lại lo lắng trưởng phòng Vương khó thể nào vượt qua cửa ải lần này. Cửa phòng họp mở ra, bí thư Diệp Thừa Dân đi ra khỏi phòng với gương mặt cực kỳ nghiêm túc. Lúc này đám nhân viên công tác ở bên ngoài phòng họp thấy Diệp Thừa Dân xuất hiện, căn bản đều sinh ra cảm giác câm như hến. Dù sao thì Diệp Thừa Dân cũng là bí thư tỉnh ủy, ý chỉ của Diệp Thừa Dân có thể nói là cao nhất trong tỉnh Nam Giang. Biết đâu hội nghị thường ủy sẽ có phát sinh nghi vấn với chỉ thị của bí thư Diệp, thế nhưng đám nhân viên công tác bọn họ căn bản không có chút quyền lợi ở phương diện này. Dù Giang Vĩ nhìn vẻ mặt của Diệp Thừa Dân, hắn cảm thấy không được tốt. Nhưng sau đó hắn thấy chủ tịch Trử Vận Phong đi ra, thế nên không khỏi đưa mắt quan sát. Vì sao vẻ mặt chủ tịch Trử cũng không được tốt, dù Giang Vĩ đang cảm thấy rất nghi hoặc. Dựa theo những gì hắn được biết thì lần này đám người chủ yếu muốn đẩy ngã Lưu Thành Lâm khỏi vị trí giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng chính là Lý Thự Huyên, bây giờ bọn họ đạt được mục đích, vì sao Trử Vận Phong lại không vui? Không phải là hai bên lưỡng bại câu thương đấy chứ? Nếu nói như vậy thì trưởng phòng Vương cũng không quá mất hứng. Dù Giang Vĩ thầm nghĩ đến thái độ của lãnh đạo mình ở sự kiện này, đúng lúc thấy Diêu Trung Tắc vui vẻ từ trong phòng họp đi ra. Diêu Trung Tắc cũng không phải đi ra như hai vị lãnh đạo đứng đầu tỉnh, hắn còn trò chuyện với Phó Chủ tịch Thường vụ Lý Thự Huyên ở sau lưng. Tuy ở góc độ của Du Giang Vĩ thì căn bản khó thể nào biết được hai vị lãnh đạo nói cái gì, thế nhưng hắn cũng thấy rõ hai người này căn bản là rất vui. Sau đó Du Giang Vĩ thấy Vương Tử Quân đi ra khỏi phòng họp với gương mặt lạnh nhạt, có nhiều người vây quanh Vương Tử Quân đi ra ngoài, có Bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh ủy Hoắc Quang Lĩnh. Có bí thư thị ủy Đông Hồng là Đậu Minh Đường, còn có bí thư ủy ban tư pháp Lỗ Kính Tu. Nếu nữ không phải biết rõ thân phận của các vị thường ủy tỉnh ủy, nếu chỉ nhìn vào tình huống vào lúc này thì sẽ cho rằng các vị lãnh đạo đang túm tụm vây quanh Vương Tử Quân, đây mới là lãnh đạo cao nhất của tỉnh Nam Giang. Căn bản không nhìn rõ biểu hiện của trưởng phòng Vương Tử Quân, điều này làm cho Du Giang Vĩ cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Nhưng hắn trầm ngâm giây lát rồi nhanh chóng đi đến sau lưng Vương Tử Quân. Trưởng phòng Tử Quân, tối nay chúng tôi đến khách sạn Đông Hồng, nếu anh không đến thì tôi vẫn chờ. Đậu Minh Đường dùng giọng anh không đến không được nói. Không phải là người bình thường có thể so sánh được. Chương 1318-2, không nhận tội đúng là ngu ngốc. Vương Tử Quân cười ha hả nói, bí thư Đậu, tôi sao không dám đi. Nhưng lời nói của bí thư Đậu vừa rồi không có thành ý,
người nào không biết khách sạn Đông Hồng là căn cứ của ngài. Ha ha ha, trưởng phòng Vương nói như vậy mới làm tôi giật mình phát hiện thành ý của bí thư Đậu là không đủ, nếu không thì thế này, vì tăng thành ý của bí thư Đậu, tôi sẽ tiếp khách cho anh ấy. Lỗ Kính Tu cười ha hả sau đó khẽ nói, khi tôi đến thì sẽ mang theo hai chai rượu ngon cất giấu trong nhà. Tiếng cười tiếp tục vang lên, Vương Tử Quân và nhóm người Lỗ Kính Tu và Đậu Minh Đường tách ra khi đi đến cổng văn phòng thường ủy tỉnh ủy. Du Giang Vĩ đi theo sau lưng Vương Tử Quân về khu văn phòng phòng tổ chức tỉnh ủy, lúc này cảm giác nghi hoặc của hắn càng thêm mãnh liệt. Lúc này Vương Tử Quân và đám người bên kia giao chiến với nhau, rốt cuộc kết quả là thế nào? Lưu Thành Lâm là giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng, người này có bảo trụ được vị trí của mình hay không? Tuy hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu, sự việc như con chuột nhỏ đang chạy trong lòng, thế nhưng hắn không dám mở miệng hỏi Vương Tử Quân. Khi Du Giang Vĩ đi theo Vương Tử Quân được nửa đoạn đường, đột nhiên điện thoại trong tay vang lên. Hắn nhìn qua dãy số gọi đến, sau đó nhanh chóng nói với Vương Tử Quân, trưởng phòng Vương, là điện thoại của Chủ tịch Trình. Nữ phó chủ tịch tỉnh Trình Viên Lệ có quan hệ rất thân mật với Vương Tử Quân, điều này làm cho Du Giang Vĩ nhớ rõ số điện thoại của vị lãnh đạo này. Hắn tất nhiên không hoài nghi giữa Vương Tử Quân và Trình Viên Lệ có vấn đề gì, dù sao thì thời điểm mà Trình Viên Lệ được xưng tụng là mỹ nữ cũng cách đây 20 năm rồi. Vương Tử Quân cầm điện thoại rồi cười nói, chào chủ tịch Trình, chỉ có dặn dò gì sao? Trình Viên Lệ bên kia không biết nói gì mà Vương Tử Quân bên này cười lớn nói cảm ơn sự quan tâm của Chủ tịch Trình, tôi không có vấn đề gì, tôi còn chưa yếu ớt đến mức để gió thổi ngã gục, chỉ cứ yên tâm, tôi không có chuyện gì cả. Sau khi nghe những lời này của Vương Tử Quân thì Du Giang Vĩ chợt hiểu ra vấn đề, lần này Vương Tử Quân xem ra gặp phải khó khăn ở hội nghị thường ủy, nếu không thì Trình Viên Lệ cũng sẽ chẳng gọi điện thoại đến an ủi. Khả năng cao nhất chính là giám đốc Lưu Thành Lâm bị hội nghị thường ủy nắm bắt, nếu là như vậy thì quyền lên tiếng của trưởng phòng Vương ở tỉnh ủy sẽ giảm đi khá nhiều. Du Giang Vĩ thầm xem xét thế cục thay đổi trong tỉnh Nam Giang, thế là cảm thấy cực kỳ áp chế. Tuy Du Giang Vĩ tiếp xúc không nhiều với Lưu Thành Lâm, thế nhưng hắn lại rất tán thưởng giám đốc Lưu này. Chưa nói đến những thứ khác, Lưu Thành Lâm là giám đốc công ty và cơ bản đều là người công tác ở tuyến đầu. Vì nghiên cứu cho ra loại xe mới mà căn bản không được nghỉ Tết. Nhưng một người công tác như vậy lại bị mất chức, đây căn bản là đả kích cực mạnh cho Lưu Thành Lâm. Tuy chỉ là bạn bè bình thường, thế nhưng Du Giang Vĩ cũng cảm thấy giá trị rất lớn của Lưu Thành Lâm, cảm thấy rất tiếc nuối. Nhưng sự việc này ngay cả trưởng phòng Vương cũng không thể xuất lực, mình là một thư ký bình thường thì làm được gì. Du Giang Vĩ cần phải chú ý chính là phía trưởng phòng Vương. Dù sao thì công tác của hắn cũng liên hệ chặt chẽ với lãnh đạo, nếu như lãnh đạo có xảy ra chuyện gì, hắn căn bản là người bị ảnh hưởng lớn nhất. Du Giang Vĩ thầm cân nhắc những ảnh hưởng sẽ xảy ra cho trưởng phòng Vương Tử Quân, chợt nghe thấy Vương Tử Quân ở bên kia trầm giọng nói, cảm ơn chị Trình, cảm ơn ý tốt của chị, thế này đi, tối nay tôi mời ngài và anh Hoàng đi dùng cơm. Du Giang Vĩ tiếp điện thoại trong tay của Du Giang Vĩ, hắn càng thêm cẩn thận. Chỉ sợ sẽ làm cho trưởng phòng Vương mất hứng. Tuy lãnh đạo là người cực kỳ tiêu sái nhưng ai biết đây là giả vờ hay thật, nếu như mình không làm tốt công tác, chỉ sợ sẽ rất nghiêm trọng. Vương Tử Quân căn bản thấy được sự cẩn thận của Du Giang Vĩ, nhưng Du Giang Vĩ không lên tiếng thì hắn cũng không nói ra, hắn căn bản mô ốn nhìn xem tiểu tử này biểu hiện thái độ gì. Vương Tử Quân căn bản không chút uể oải vì hội nghị thường ủy hôm nay. Tất cả đều đi theo đúng phương hướng mà hắn mong muốn. Đã có người nhảy sổ ra, như vậy cứ để cho bọn họ nhảy thật mạnh, thật cao, như vậy rơi xuống mới là thảm thiết, đây căn bản là chân lý xưa nay. Khi Vương Tử Quân thầm nghĩ như vậy thì điện thoại trong tay Du Giang Vĩ lại vang lên, hắn nhìn thoáng qua số điện thoại gọi đến, sau đó dùng giọng cung kính báo cho Vương Tử Quân, trưởng phòng Vương, là điện thoại của Chủ tịch Mạnh. Là điện thoại của Mạnh Chí Đạo. Vương Tử Quân tiếp nhận điện thoại, bên trong Mạnh Chí Đạo lớn tiếng nói, trưởng phòng Vương, tôi là Chí Đạo, hôm nay ngài có rảnh không? Tôi muốn báo cáo công tác của thành phố Ô Phổ với ngài. Báo cáo công tác của thành phố Ô Phổ, Mạnh Chí Đạo tìm mình căn bản là quá đúng thời điểm, Vương Tử Quân thầm nghĩ như vậy rồi cười ha hả nói, sao lại không thể báo cáo được? Chí Đạo anh đang ở đâu? Ha ha, bây giờ tôi đang ở thành phố Đông Hồng, chiều này ngài có rảnh không?
Mạnh Chí Đạo ở đầu dây bên kia khẽ hỏi. Vương Tử Quân nghe thấy tiếng gió trong điện thoại, hắn biết Mạnh Chí Đạo đang chạy xe trên đường. Hắn giống như chợt có chút vui vẻ, thế là mở lời trêu chọc, Chủ tịch Mạnh, nói dối cũng không phải là thói quen tốt, anh không biết bây giờ điện thoại của tôi có chức năng định vị vệ tinh sao? Sao tôi còn thấy anh đang ở thành phố Ô Phổ? Mạnh Chí Đạo bên kia đang cười nhưng nghe thấy Vương Tử Quân nói như vậy thì giống như bị ai bóp cuống họng, lắp bắp hai câu không nói nên lời. Lúc này hắn mới thành thật nói với Vương Tử Quân, trưởng phòng, tôi sai rồi, tôi không nên nói đối ngài. Được rồi, đừng chạy đến thành phố Đông Hồng nữa, mau làm cho tốt công tác của mình, nhanh chóng quay về. Vương Tử Quân nói rồi trực tiếp cúp điện thoại. Du Giang Vĩ thấy Vương Tử Quân nói cười cực kỳ tự nhiên thì không khỏi yên tâm hơn vài phần, khi hắn nghĩ có nên nói gì đó cho trưởng phòng hay không, đột nhiên nghe Vương Tử Quân nói cậu nói xem bây giờ tôi có cần được an ủi không. Trưởng phòng Vương, tôi, khi Du Giang Vĩ đang châm trước lời nói thì tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn cầm lấy điện thoại, sau đó nhìn thoáng qua điện thoại của mình, cuối cùng mới phát hiện tiếng chuông được phát ra từ điện thoại của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nghe điện thoại, bên trong vang lên âm thanh của Lưu Thành Lâm. Rõ ràng Lưu Thành Lâm đã biết được tin tức của hội nghị thường ủy, giọng điệu của hắn có chút trầm thấp nhưng rất kiên định, trưởng phòng, ngày mai sẽ là triển lãm xe hơi. Tôi đang chuẩn bị quay về. Vương Tử Quân gật đầu nói, à, anh đến thành phố Ma Đô thì cũng không cần quay về ngay, cứ tham gia triển lãm xe hơi, nhìn các loại xe tốt của thế giới, cũng xem như học hỏi thêm kinh nghiệm, tìm ra chênh lệch. Vâng, Lưu Thành Lâm đồng ý một tiếng rồi cũng không nói gì thêm, mà Vương Tử Quân cũng hiểu tâm tình của Lưu Thành Lâm. Tôi tin tưởng xe tùng thử sẽ không làm cho trưởng phòng thất vọng. Lưu Thành Lâm nói một câu rồi cúp điện thoại. Chương 1319, một anh phân tranh cao thấp, tôi cố gắng công tác. Chưa đến 8 giờ nhưng trung tâm triển lãm quốc tế Ma Đô đã có đầy người, bên ngoài hội trường trung tâm đã chật ních người đến xem triển lãm xe hơi. Thời tiết căn bản không quá nóng, thế nhưng khi bầu trời không có mấy ánh nắng lại có người cởi áo khoác. Thời tiết sao nóng như vậy? Lý Hục Bình ném áo khoác vào ba lô rồi dùng giọng oán hận lẩm bẩm. Lý Hục Bình là một phóng viên. Công tác quan trọng nhất của hắn chính là chạy đi tìm tin tức, những năm qua hắn luôn mẫn cảm với nhiều thông tin, thế cho nên mới có thể phát triển đến bây giờ. Bây giờ thì giác của mọi người càng thêm khó tính, không chỉ yêu cầu tin tức phải chuẩn, mới, sống động, thực tế, vì vậy mà phóng viên phải chạy như thỏ bốn chân, chỉ có chạy nhanh, đi sâu, mở rộng mới có thể làm tốt công tác của mình. Nhưng Lý Hục Bình căn bản cảm thấy hài lòng vì triển lãm xe hơi mùa xuân ở Ma Đô. Vì đây là một nơi không thiếu mỹ nữ. Hắn không những được đến Ma Đô một chuyến, còn có thể tiếp xúc gần với những chiếc xe mà mình thích, tất nhiên còn được ngắm những người mẫu xe hơi xinh đẹp. Vì tranh thủ cơ hội khó có được lần này mà Lý Hục Bình căn bản đã phải mời chủ biên một bữa cơm, căn bản nói mãi mới có được cơ hội. Trước khi đến tổng biên tập có nói với hắn, vì chuyện mà có không ít đồng nghiệp hâm mộ ghen ghét, làm cho hắn nhất định phải cho ra thành tích. Lý Hục Bình căn bản là cảm thấy có chút khó chịu về chuyện cho ra thành tích, vì đây là triển lãm xe hơi, nào có phải là thứ gì quá tốt. Có cái gì hay mà đào móc, đám người đến đây không những muốn được xem các loại xe, còn mong muốn có cơ hội được tiếp cận gần với mỹ nữ người mẫu, căn bản chỉ là đám đàn ông dư thừa tinh lực mà thôi. Xoạch xoạch, khi ánh đèn lóe lên, Lý Hục Bình thấy một người anh em đồng nghiệp đang chụp ảnh hai cô gái xinh đẹp. Hắn căn bản có chút bội phục người đồng nghiệp như hổ đói của mình, bây giờ còn chưa mở cửa triển lãm xe hơi mà đối phương đã tiến vào trạng thái công tác rồi. Người đến xem triển lãm xe hơi căn bản chỉ có 1/10 là đến với ý nghĩ mua xe, đa số mọi người đều đến vì đám người mẫu ở bên cạnh xe. Dù sao thì được ngắm mỹ nữ ở khoảng cách gần cũng là hưởng thụ khó có được, tất nhiên hưởng thụ này nên nói như thế nào, chỉ có đám đàn ông là thầm hiểu mà thôi. Này! Có nghe nói gì không, lần này mới đến đại mỹ nữ, bạn học tôi là người tiếp đãi trong khách sạn, lần đầu tiên nhìn thấy những cô nàng kia thì trực tiếp choáng váng, thế là bị lãnh đạo mắng cho té tát. Thật không đấy, như vậy thì quá tốt rồi, nhưng tôi có chút nghi ngờ về tính thưởng thức của người bạn này của anh. Được rồi, bạn học tôi cũng có vài phần ánh mắt tinh anh, vì khách sạn của bọn họ là 5 sao, mỗi ngày đón nhiều mỹ nữ, tất nhiên ánh mắt phải cao vời. Theo lời của anh ấy thì những thứ mà mình đã tận tay sờ soạng còn lớn hơn so với anh thấy rất nhiều lần.
Hi hi, sợ hình ảnh sao? Đoạn thoái thoại của hai người đàn ông ở bên cạnh làm cho Lý Hục Bình có chút vui vẻ, hắn quay đầu lơ đãng nhìn thoáng qua, chợt thấy đó là hai tên thanh niên, nụ cười trên mặt của bọn họ có chút hèn mọn bỉ ổi. Thanh niên bây giờ đúng là không ra gì, thật sự là sóng sau đè sóng trước, trực tiếp để sóng trước chết trên bờ cát. Lý Hục Bình nghĩ đến câu nói này mà không khỏi thầm cảm thán sức mạnh của lời nói khoác lác. Khi mọi người đang chờ đợi mòn mỏi, đột nhiên cửa mở ra, Lý Hục Bình tuy có mang theo thẻ phóng viên thế nhưng vẫn khó thể nào thoát khỏi dòng người đang cuốn vào bên trong. Lý Hục Bình là người công tác được 2 năm, cũng xem như là phóng viên có thâm niên, căn bản có nhiều kinh nghiệm hơn đồng nghiệp mới vào nghề. Hắn khoác máy ảnh lên cổ, vừa vào cửa đã chụp nhiều kiểu. Có câu thà giết lầm còn hơn bỏ sót, dù sao thì thẻ nhớ trong máy ảnh cũng khá lớn, có thể chụp được rất nhiều. Ôi, chiếc Aston Martin này nhìn ngon đấy. Lý Hục Bình lẩm bẩm một câu, sau đó đưa máy ảnh chĩa vào hai cô gái người mẫu xe hơi, liên tục bấm máy. Đám mỹ nữ xe hơi đã sớm quen với ánh đèn máy ảnh, thế cho nên cũng không tức giận, ngược lại còn cho ra những động tác cực kỳ quyến rũ, căn bản phối hợp khá ăn ý với người chụp. Tuy dòng người rất đông thế nhưng Lý Hục Bình ỷ vào bộ dạng thon gầy của mình mà vẫn có thể chui vào khắp mọi nơi, tất nhiên công tác quan trọng nhất của hắn là chụp ảnh người mẫu xe hơi. Anh bạn, anh nói xem vị trí trung tâm sẽ dành cho loại xe nào. Khi Lý Hục Bình đang uống nước giải khát thì một người đàn ông trung niên đồng nghiệp chen đến trò chuyện. Khó thể nào nói chính xác được, nhưng căn bản không thiếu dòng xe sang, tôi cảm thấy ít nhất cũng phải có giá 30-40 triệu. Tôi cũng không biết khi lái chiếc xe như vậy sẽ có cảm nhận thế nào. Căn bản là rất khó nói, chỉ khi nào lái thử mới biết. Một người đàn ông mập mạp ở bên cạnh dùng giọng có chút chờ mong nói, tôi cũng muốn xem là mỹ nữ cấp bậc thế nào mới xứng với chiếc xe kia. Được rồi, đừng đứng đây nói mò. Lần trước tôi có tham gia một triển lãm xe hơi, kết quả là bị hãm hại, đám ông chủ hãng xe kia rõ ràng chơi trò lừa gạt, đặt một tên người mẫu nam đứng nơi đó, căn bản rất khó chịu. Ha ha, mau đi thôi, lát nữa không thể chen chân vào bây giờ. Lời đối thoại của hai người đàn ông đồng nghiệp làm cho Lý Hục Bình giống như tìm được tri âm. Trước khi đến thì hắn căn bản đã xem qua quảng cáo, biết rõ đại sảnh trung ương là nơi rộng nhất, hơn nữa có đầy đủ công năng nhất. Mặc dù không biết xe đặt nơi đó phải tốn bao nhiêu tiền, thế nhưng có lẽ là người bình thường khó thể nào mua được. Khi Lý Hục Bình đi vào đại sảnh thì lúc này bên trong đầy người, hắn cố gắng chen vào trong, nhưng đáng tiếc là nơi đó không có cái gì. Xe đẹp đâu, mỹ nữ đâu, Lý Hục Bình nhìn sàn nhà trống rỗng mà không biết nói gì cho phải, chẳng lẽ nơi này quá đắt đỏ, không có người nào tiến vào chiếm lĩnh sao? Không đúng, các ông chủ đến tham gia triển lãm xe hơi đều là đại gia, ai mà không lắm tiền nhiều của. Bỏ một khoản tiền lớn để tham gia triển lãm xe hơi sẽ có thể tìm được sức hút quảng cáo rất lớn, điều này là thứ mà ai cũng hiểu, thế nên phần lớn là tranh giành nhau vị trí tốt nhất. Vậy thì chuyện gì xảy ra? Khi Lý Hục Bình đang cảm thấy cực kỳ nghi hoặc thì hai tên đồng sự mập mạp lại trò chuyện với nhau. Công ty xe hơi Đông Hồng kia rốt cuộc muốn làm gì? Bỏ giá cao thuê vị trí trung tâm, thế nhưng lại cho chúng ta nhìn không khí sao? Khi hai người bạn đồng hành đang bực bội trò chuyện với nhau, chợt nghe thấy có người nói, các anh nói gì vậy? Không được nói lung tung, không phải bên trên bảng đã ghi rõ ràng rồi sao? Đến 9 giờ mới đặt xe vào chỗ này. Chương 1319, 2, anh phân tranh cao thấp, tôi cố gắng công tác. Hừ, đây không phải là ép người sao? Theo tư liệu quảng cáo thì có một vị khách quý thần bí đến làm người mẫu xe hơi, anh nói xem đó sẽ là nhân vật gì? Ai mà biết được, nhưng có thể thu hút được nhiều người đến đây chờ được xem, có lẽ phải có độ nặng mới được. Lý Hục Bình nghe những lời bàn luận vang lên bên tai mà không khỏi nghĩ đến công ty xe hơi Đông Hồng. Đây là một xí nghiệp thuộc tỉnh Nam Giang, trước kia hắn từng xem qua tạp chí Nam Giang, hình như công ty này đang xuống dốc, căn bản không phát triển như xưa. Với danh tiếng của công ty xe hơi Đông Hồng, vì sao lại chiếm được vị trí trung tâm này? Phải biết rằng có nhiều công ty vì triển lãm xe hơi mà không tiếc bỏ ra số tiền lớn, nhưng công ty xe hơi Đông Hồng này có địa vị gì mà đánh bại được đám đối thủ nhà giàu kia? Hừ, đợi thì đợi. Rõ ràng là đám người này cố tỏ ra thần bí.
Lý Hục Bình nghĩ đến mục đích đến tham gia triển lãm xe hơi lần này thì chợt nghĩ như vậy, hắn cầm lấy máy ảnh, liên tục tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Xe đẹp, mỹ nữ, ánh đèn lóe lên liên tục, nhiều ảnh được lưu giữ lại trong máy của Lý Hục Bình, hắn sẽ không bao giờ chịu xóa nó đi, vì đây là bảo bối mà hắn chờ từ lâu mới đến lượt mình. Lý Hục Bình có chút mệt mỏi, hắn dựa vào tường uống một hớp nước. Khi hắn đang uống nước thì chợt thấy có nhiều người đi về phía trung tâm triển lãm xe hơi như thủy triều. Hắn nhìn thấy bộ dạng thất thố của bọn họ, thế là thầm cảm thấy buồn bực, không hiểu có chuyện gì xảy ra. Anh bạn, các anh vào đó làm gì? Lý Hục Bình kéo tay một người đồng sự rồi khẽ hỏi. Người đồng sự này tỏ ra mất kiên nhẫn, hắn liếc mắt nhìn Lý Hục Bình, sau đó dùng giọng bất mãn nói, này, anh mau buông tay tôi ra. Lát nữa không vào được thì sao chụp được ảnh của Liêu An Như? Liêu An Như, là nữ thần ca nhạc Liêu An Như. Lý Hục Bình chợt cảm thấy đầu nổ ầm lên, thiếu chút nữa thì chết ngất. Phải biết rằng một người nghe nhạc của Liêu An Như từ thời năm 2 đại học như hắn là một fan trung thành như thế nào. Mự ác dù bây giờ Liêu An Như xuất bản rất nhiều đĩa, thế nhưng hắn vẫn giữ lại những bản chính năm xưa của mình. Có vài lần hắn đến những show biểu diễn của Liêu An Như. Thế nhưng căn bản không có cơ hội phỏng vấn, điều này làm cho Lý Hục Bình cảm thấy nguyện vọng tiếp cận Liêu An Như càng thêm bức thiết. Hắn ngây người giây lát, sau đó chạy về phía trung tâm đại sảnh như tên rời cung. Đáng tiếc là khi Lý Hục Bình chạy đến khu trung tâm thì người xem đã vây chặt như nêm. Hắn lợi dụng dáng người nhỏ gọn linh hoạt của mình để cố gắng chen chúc về phía trước, nhưng nguyện vọng của hắn căn bản là thất bại. Hắn đứng nghe đám người lớn tiếng kêu gào tên của Liêu An Như. Hắn cảm thấy mình căn bản là quá bất lực. Sau khi khó khăn chen vào trong, Lý Hục Bình cuối cùng cũng thấy được vị trí trung tâm, nhưng trên đài cũng không có hình bóng của Liêu An Như, chỉ là một bức hoành phi, 10 giờ sẽ được gặp An Như. Lý Hục Bình liên tục nhìn đồng hồ trên tay, tuy lúc này con số điện tử liên tục lóe lên, thế nhưng hắn lại cảm thấy đồng hồ giống như bị hư rồi. Lý Hục Bình cảm thấy từ khi mình nhìn thấy tấm biểu ngữ trên đài đến bây giờ đã là khá lâu rồi. Thế nhưng đồng hồ lại mới chạy được 10 phút, điều này làm cho hắn mất lòng tin với đồng hồ của mình. Lý Hục Bình thầm lo lắng suy nghĩ, lúc này càng có không biết bao nhiêu người tuôn vào đại sảnh, nhưng người càng đến nhiều thì càng chen chúc, căn bản là cực kỳ khó chịu. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, Lý Hục Bình vội vàng lấy chiếc điện thoại mua với giá hơn 3.000 ra nhìn, chợt thấy bên trong vang lên âm thanh, Lý Hục Bình, anh mau đến vị trí trung tâm. Tôi nghe nói có Liêu An Như xuất hiện, nếu anh không lấy được tin thì đừng về nữa. Giọng nói của tổng biên tập cực kỳ chói tai, nhưng lúc này Lý Hục Bình lại cảm thấy nó rất dễ nghe. Hắn cười cười dùng giọng có vài phần thành tựu nói, tổng biên tập Lý, tôi đang ở vị trí trung tâm, anh yên tâm, tôi sẽ đảm bảo mình có vị trí tốt nhất. À, tiểu tử cậu làm rất tốt, quay về tôi sẽ chi trả toàn bộ tiền lộ phí. Tổng biên tập dùng giọng vui vẻ nói. Sau khi khuyến khích Lý Hục Bình hai câu, lại dặn dò một câu, mức độ tiêu phí ở Ma Đô là rất cao, tiểu Lý cậu còn trẻ, phải biết kiềm chế, quay về tôi sẽ ban thưởng. Lý Hục Bình nghe thấy như vậy mà thiếu chút nữa vui mừng điên cuồng, tổng biên tập Lý ngày thường keo kiệt nhưng bây giờ lại thoải mái như thế, căn bản là chi trả tiền lộ phí, còn có cả ban thưởng, đúng là hiếm có. Khi Lý Hục Bình đang xoa xoa tay định nói lời cảm ơn tổng biên tập, chợt nghe thấy bốn phía cực kỳ yên tĩnh, ngay sau đó là một bài hát bên dòng nước vang lên, giọng ca như một bàn tay nhỏ bé bóp chặt thần kinh của đám người trong đại sảnh. Liêu An Như sẽ xuất hiện, Lý Hục Bình thật sự kích động, lúc này hắn tràn đầy chờ mong. Hắn cảm thấy lần này tham dự triển lãm xe hơi thì Liêu An Như sẽ không ăn mặc bảo thủ như thường đấy chứ. Trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ, hắn cảm thấy mình rất mâu thuẫn, hy vọng nữ thần ăn mặc thoải mái một chút. Cũng hy vọng nữ thần trong trẻo lạnh lùng như cũ. Đồng thời hắn cũng có chút chờ mong với công ty xe hơi Đông Hồng, hắn cảm thấy công ty này không giống bình thường, bỏ số tiền lớn thuê vị trí trung tâm, còn mời được cả một ngôi sao siêu cấp như Liêu An Như. Lý Hục Bình nghĩ như vậy mà thay đổi cái nhìn với công ty xe hơi Đông Hồng. Các đại sảnh triển lãm xe hơi khác đều mở nhạc nhẹ bình thường, nhưng nơi đây lại có phong cách riêng, căn bản dùng đàn dương cầm dùng để đệm nhạc. Điều này cũng không giống người thường. Đám người vừa rồi tỏ ra xôi trào chợt yên tĩnh lại, bên trong đại sảnh không vang lên tiếng động nào. Nhạc biến đổi,
đồng hồ trên tường sắp vang lên tiếng chuông đã chỉ vị trí số 10, đám người hưng phấn bắt đầu đếm ngược, 19, 8, 7, 6, 3, 1. Cuối cùng cảnh cửa trên vách cũng mở ra, Liêu An Như mặc váy dài đi ra trong bản nhạc hôn lễ hoàng hôn. Năm tháng giống như không lưu lại chút dấu vết nào trên người Liêu An Như, nàng mặc váy dài căn bản như một tiên nữ, vừa không màng danh lợi vừa hài hòa trang nhã, gương mặt sáng bóng có vài phần thần bí. Nàng cười một tiếng như sao hôm trên trời, sáng rực chói mắt người đối diện. Dưới ánh đèn lấp lóe, Liêu An Như căn bản tiến lên rất khoan thai, đám người đã hét lên, An Như, An Như. Tình cảnh này làm cho đại sảnh triển lãm xe hơi chợt sôi trào, Lý Hục Minh cảm thấy một cảm giác thân thiết kỳ quái chợt sinh ra từ tận đáy lòng, giống như nơi đó là bầu trời bao la cực kỳ dịu dàng nhưng không kém mãnh liệt. Lúc này không gian bốn phía như mở rộng, giống như tất cả đang cuốn lấy hắn, sau đó lại đẩy hắn lên không, tiến đến vị trí cực hạn. Sự kích động và cảm giác khó miêu tả này căn bản là không nói nên lời. Liêu An Như chậm rãi đi ra, nàng khẽ cười, vẫy tay với bốn phía, sau đó đứng lại rất thanh nhã. Cuối cùng nàng dùng tay khẽ cho ra một tư thế mời. Khi Liêu An Như vung tay, cửa lại mở ra, một vật phẩm được phủ kín được đẩy ra ngoài. Chương 1320, làm việc phải an tâm, làm người không nên nói trống không. Nhìn từ ngoại hình thì thấy đó là một chiếc xe hơi, thế nhưng nhìn qua thì rõ ràng là những chiếc xe trong triển lãm xe hơi nhìn đẹp hơn. Lý Hục Minh nhìn chiếc xe đang bị che lại mà có chút chờ mong, công ty xe hơi Đông Hồng cho ra động tĩnh lớn như vậy, rốt cuộc đó sẽ là chiếc xe gì? Rốt cuộc là chiếc xe gì mà mời cả Liêu An Như? Công ty xe hơi Đông Hồng gióng trống khua chiêng mà không làm ra trò gì đặc sắc, nhất định sẽ bị chửi ngập đầu. Khi Lý Hục Minh đang suy đoán lung tung, chợt thấy Liêu An Như duỗi tay ra, nàng gỡ đi tấm bạt phủ lên xe. Khi bàn tay Liêu An Như lấy tấm bạt ra, hai mắt Lý Hục Minh chợt trợn trừng. Đó là một chiếc xe rất đẹp, khéo léo, nhỏ gọn, chiếc xe màu xanh và trang phục màu xanh của Liêu An Như căn bản cực kỳ thu hút ánh mắt của Lý Hục Minh. Hắn chợt sinh ra xúc động, với tiền lương của mình sao đủ mua chiếc xe kia. Khi Lý Hục Minh đang cảm khái thì chợt có người nói, công ty xe hơi Đông Hồng trưng bày loại xe như vậy mà mời Liêu An Như làm người mẫu xe hơi, còn không tiếc tiền thuê vị trí trung tâm, đây không phải là dốc hết vốn sao. Nếu để cho Liêu An Như đứng bên cạnh những chiếc xe thể thao giá vài chục triệu mới xứng đáng. Được rồi, bớt tranh cãi đi, chiếc xe này không tồi đâu. Nhưng nếu so với những dòng xe khác thì có vẻ hơi kém. Một người bên cạnh chợt nói, đừng nói những lời vô dụng kia nữa, mau nhìn xem giới thiệu xe, tôi có phải đang nhìn lầm không? Cái gì mà nhìn lầm? Xe gia đình giá rẻ tùng thử, không phải đấy chứ? Giá cả bao nhiêu? Chưa đến 40.000 sao? Trời ạ, đây là vị thần nào vui vẻ ném tiền xuống cho chúng ta sao? Thật sự chưa đến 40.000. Trời, đây là ý gì? Một người chợt thì thào, sau đó lớn tiếng nói, xe này không phải chuẩn bị cho tôi sao? Tôi đang nghĩ không biết khi nào mình mới mua được xe đây. Kiểu xe này căn bản dành cho những người thanh niên không có nhiều tiền như chúng ta. Lý Hục Minh nhìn Liêu An Như đứng bên cạnh chiếc xe tùng thử như một vị nữ thần, lại nhìn chiếc xe nhỏ gọn xinh xắn, thật sự vừa nhìn đã thích. Thầm nghĩ chiếc xe này nếu thật sự có giá cả như vậy thì nhất định sẽ trở thành chủ đề được bàn nhiều nhất trong triển lãm xe hơi lần này. 2 giờ sau Lý Hục Minh chen chân ra khỏi đám đông, lúc này máy ảnh trên ngực đầy hình ảnh về Liêu An Như, trong lòng đã chuẩn bị sẵn một bản tin rất thu hút. Nhanh lên, chậm thì không kịp bây giờ. Ôi, nếu không phải nãy giờ đi theo cậu xem người mẫu xe hơi, nào chậm chân thế này. Thôi đi, ai đi theo ai còn chưa biết được. Tôi thấy vừa rồi anh nhìn mỹ nữ mà hai mắt như lọt ra ngoài, rõ ràng anh làm tôi mất thời gian, nếu không tôi đã được gặp Liêu An Như rồi. Nghe nói lần này công ty xe hơi Đông Hồng không những giới thiệu một mẫu xe rất đẹp, hơn nữa giá cả còn rất rẻ, chúng ta tranh thủ đi sang xem thế nào. Lý Hục Minh nhìn hai người đồng sự chạy đến với bộ dạng không thể chờ đợi được nữa mà sinh ra cảm giác đắc ý. Thầm nghĩ mình may mắn không đi ngắm những người mẫu xe hơi kia. Nếu không thì tổn thất lần này là rất lớn. Đám người hối hả chạy đến xem xe của công ty xe hơi Đông Hồng, Lưu Thành Lâm ở bên trong chợt cau mày, mặc dù đây chỉ là bắt đầu nhưng hắn biết rõ nó chỉ còn cách một bước ngắn nữa là tiếp cận nguyện vọng của mình.
Công ty xe hơi Đông Hồng không những tự chủ được dòng xe của mình, hơn nữa lần này mức tiêu thụ sẽ tăng lên điên cuồng. Lưu Thành Lâm cảm thấy mình xem như không phụ lòng kỳ vọng của giám đốc, không phụ lòng kỳ vọng và tín nhiệm của trưởng phòng với mình. Tình huống nóng nảy bên ngoài cũng làm cho Lưu Thành Lâm có chút kích động, nhưng trong lòng lại căn bản rất khổ sở. Hắn đã biết được kết quả hội nghị thường ủy mở ra trước đó, tin tức truyền đến tai hắn là cực kỳ chuẩn xác. Mặc dù bây giờ còn chưa chính thức có văn kiện, thế nhưng việc hắn rời khỏi công ty xe hơi Đông Hồng xem như là đã định. Mặc dù trước đó Lưu Thành Lâm biểu hiện cực kỳ trấn tĩnh trước mặt trưởng phòng Vương, cũng cực kỳ bình tĩnh, thế nhưng lúc này đối diện lấy thành công mà mình vất vả lắm mới có được, hắn cũng không thể bình tĩnh được như trước đó. Vì sao mình bỏ công sức sản xuất một dòng xe phù hợp với thị trường, thế nhưng lại bị người ta chụp mũ thiếu năng lực? Vì sao mình là người một lòng quan tâm đến đường ra của xí nghiệp thế nhưng bọn họ lại căn bản cho mình một đòn cay độc như vậy? Một cảm giác đau xót dâng lên trong đầu Lưu Thành Lâm, làm cho gương mặt của hắn có vài phần dữ tợn. Nhưng Lưu Thành Lâm cũng là người giỏi khắc chế, hắn hít vào một hơi thật sâu, sau đó áp chế tâm tình của mình. Có một câu thế này, người để lại danh, nhãn để lại âm thanh, dù thế nào thì xe tùng thử cũng gặt hái thành công lớn, xem như là một thành tích cao độ của mình. Hắn có thể đi đến ngày hôm nay cũng xem như không phụ lòng kỳ vọng của giám đốc Triệu Hòa Duyệt, còn có sự giúp đỡ to lớn của Bí Thư Hùng, hơn nữa vào thời điểm khó khăn trưởng phòng Vương còn mạo hiểm đẩy mình lên vị trí giám đốc công ty. Lưu Thành Lâm nghĩ như vậy mà cảm thấy dễ chịu hơn, hắn cầm lấy điện thoại gọi cho Vương Tử Quân. Chào trưởng ban Giang Vĩ, tôi là Lưu Thành Lâm, xin hỏi trưởng phòng Vương có rảnh không, tôi muốn báo cáo tình huống triển lãm xe hơi cho lãnh đạo. Lưu Thành Lâm trước kia gọi điện thoại cho Du Giang Vĩ luôn sinh ra cảm giác bất an không yên, thế nhưng hôm nay hắn đã cho ra quyết định, thế nên thoải mái hơn rất nhiều. Du Giang Vĩ rất khách khí yêu cầu Lưu Thành Lâm chờ một chút, ngay sau đó bên trong điện thoại đã vang lên giọng nói quen thuộc của Vương Tử Quân. Sau khi nghe lời cổ vũ của trưởng phòng Vương, Lưu Thành Lâm cảm thấy hai mắt mình đã ướt. Hắn tuy biết mình chịu nhiều uất ức, thế nhưng trên sự kiện này thì trưởng phòng Vương xem như đã gánh đi hết áp lực cho mình. Lưu Thành Lâm miễn cưỡng nở nụ cười rồi nói, trưởng phòng Vương, chúng ta đã thành công, Tùng Thúc đã tạo nên chấn động lớn trong triển lãm xe hơi. Mặc dù đây mới chỉ là bắt đầu, thế nhưng tôi tin Tùng Thử sẽ nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường. Vương Tử Quân căn bản cực kỳ tin tưởng vào Lưu Thành Lâm và chiếc xe Tùng Thử, vì kinh nghiệm kiếp trước đã chứng minh tất cả, thế nên hắn cười cười nói, Thành Lâm, anh làm rất tốt, chờ khi nào triển lãm xe hơi kết thúc, chuyện của tôi cũng hoàn thành, tôi sẽ thỉnh công cho các anh. Trưởng phòng Vương, lần này chúng tôi tham gia triển lãm xe hơi Mado đều nhờ vào sự giúp đỡ của anh, nếu như không phải nhờ ngài hỗ trợ, chúng tôi có lẽ không thể nào nhanh chóng. Lưu Thành Lâm tuy tỏ ra thoải mái với Du Giang Vĩ, thế nhưng khi đối mặt với Vương Tử Quân thì hắn vẫn có chút lắp bắp. Vương Tử Quân cười mở lời, được rồi, tôi cũng không hỗ trợ gì nhiều, chỉ làm được những gì trong khả năng của mình. Thành công của các anh ở triển lãm xe hơi lần này chủ yếu là nhờ vào mô hình xe tiên tiến, vừa bảo vệ môi trường lại vừa thực dụng. Chương 1321 Một hồ ly ngàn năm chơi lưu trai. Sau khi nói vài câu khiêm tốn với Vương Tử Quân, Lưu Thành Lâm cắn răng khẽ nói, trưởng phòng Vương, vài ngày sau tôi có thể sẽ phải chào tạm biệt anh. Tôi có một người bạn mở xí nghiệp ở thủ đô, tôi sẽ đi sang đó hùn vốn làm giám đốc, khi nào xong triển lãm xe hơi thì tôi sẽ đi. Lưu Thành Lâm cũng không nói gì thêm, Vương Tử Quân cũng xem như đã hiểu tâm tình của Lưu Thành Lâm ở sự kiện này. Trước đó Lưu Thành Lâm mất ăn mất ngủ vì muốn đưa xe Tùng Thử ra thị trường. Bây giờ có được thành công trước mắt, thế nhưng lại bị người ta đạp ra khỏi công ty, tất nhiên sẽ cảm thấy cực kỳ khó chịu. Lưu Thành Lâm cúp điện thoại, Vương Tử Quân nghe những tiếng tút tút trong điện thoại mà không khỏi thở dài. Cho đến bây giờ hắn vẫn tin tưởng rằng người thích hợp đảm nhiệm vị trí giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng chính là Lưu Thành Lâm, người này hoàn toàn có năng lực đưa công ty tiến lên vinh quang. Nhưng tình hình hiện tại không phải là Lưu Thành Lâm bỏ gánh mặc kệ. Chính là tỉnh Nam Giang chối bỏ nhân tài. Khi Vương Tử Quân cảm thấy không chút thoải mái thì Du Giang Vĩ dẫn một người vào phòng, người này chính là Phó Phòng Thường vụ Trần Viễn Lũng. Sau sự kiện Vương Tử Quân điều chỉnh phân công lần trước thì Trần Viễn Lũng căn bản luôn cố gắng tránh mặt Vương Tử Quân, cũng rất an phận ở phòng tổ chức.
Thế nhưng kết quả của hội nghị thường ủy lần trước giống như một ngọn gió xuân làm thức tỉnh Trần Viễn Lũng trong giấc ngủ đông, ngay cả tiếng cười nói cũng thêm vang vọng. Trần Viễn Lũng vừa đi đến thì đã cười nói với Vương Tử Quân, trưởng phòng Vương, vừa rồi tôi đi đến văn phòng tỉnh ủy, vừa vặn gặp mặt Bí Thư Diêu. Khi đó Bí Thư Diêu có hỏi về chuyện của công ty xe hơi Đông Hồng, tôi tranh thủ thời gian tỏ thái độ, nói rằng phòng tổ chức nhất định sẽ đề cao hiệu suất công tác. Vương Tử Quân vốn có chút bực mình, lúc này thấy Trần Viễn Lũng hấp tấp chạy đến, lại nói đến điều này, thế là trong lòng có thêm vài phần chán ghét. Trần Viễn Lũng tất nhiên không biết cảm thụ tâm lý của Vương Tử Quân, hắn há miệng nói rất lớn, giọng nói sang sảng, có lẽ là vì kích động cho nên đầu óc cũng hoạt động tốt hơn. Vương Tử Quân cảm thấy buồn cười, hắn đã tiếp xúc qua nhiều cấp bậc quan viên, Trần Viễn Lũng trước mặt dù thế nào cũng là phó phòng thường vụ phòng tổ chức, hơn nữa còn là người quyền cao chức trọng, thế nhưng sao lại có tố chất trình độ kém như vậy? Cũng khó trách Trần Viễn Lũng, có lẽ khi mà phần bánh ngọt quyền lợi bị mình lấy đi, căn bản tạo nên tổn thất không thể đo lường cho Trần Viễn Lũng. Lúc này tất nhiên Trần Viễn Lũng phải dựa vào Diêu Trung Tắc, cố gắng đối diện với lực lượng của Vương Tử Quân, dùng Diêu Trung Tắc để chống lại Vương Tử Quân. Nhưng Trần Viễn Lũng cảm thấy đó là mình đang tụ tập lực lượng, chẳng qua người ta nhìn vào lại thấy hắn đang tự mình hóa thành mũi thương. Người này sao lại ngu ngốc hóa thành viên đạn đồng bay như điên về phía trước như vậy? Cái gì gọi là gặp mặt Bí Thư Diêu? Rõ ràng là anh chủ động đi dán mặt lên mông Bí Thư Diêu, còn tranh thủ thời gian tỏ thái độ, sự việc của phòng tổ chức há để cho một vị phó phòng như anh tỏ thái độ sao? Người này căn bản không định vị rõ ràng thân phận và địa vị của mình, còn đứng đây nói nhiều lời. Đúng là quá ngây thơ. Vương Tử Quân thầm oán hận, hắn cuối cùng cũng không khắc chế được, hắn đặt mạnh cây bút trong tay xuống mặt bàn rồi dùng giọng lạnh lùng nói, anh đi ra ngoài cho tôi. Trần Viễn Lũng có chút kinh ngạc, hai mắt trợn trừng, gương mặt cực kỳ khó coi, trong lòng cực kỳ khó chịu. Khoảng thời gian trước Vương Tử Quân căn bản là chuyện bé xé ra to, dẫm hắn xuống bùn. Hắn đã suy nghĩ nhiều biện pháp đối phó, ví dụ như không thể trêu vào thì trốn, không gặp mặt thì tâm tình không phiền muộn, nước giếng không phạm nước sông, lùi một bước trời cao biển rộng. Nhưng bây giờ sự việc đã qua, lúc này Trần Viễn Lũng cũng không muốn trốn tránh, hắn đã có được nơi nương tựa của mình, hội nghị thường ủy ngày hôm trước chính là một minh chứng rõ ràng. Mặc dù trước nay Vương Tử Quân luôn tỏ ra cực kỳ ôn hòa nhã nhặn, thế nhưng Trần Viễn Lũng biết Vương Tử Quân căn bản là hạng người tâm cơ âm trầm, bề ngoài hiền lành, không bao giờ nói ra những lời quát mắng. Nhưng hôm nay đối phương lại lớn tiếng không che đậy miệng, thật sự là quá không bình thường. Hắn vừa định mở miệng, chợt thấy gương mặt không tốt của Vương Tử Quân, thế là trong lòng chợt phát lạnh. Trần Viễn Lũng uể oải rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân, hắn cảm thấy mặt mũi nóng bừng bừng. Hắn cực kỳ không ngờ lúc này Vương Tử Quân lại không thèm nể mặt mình như vậy. Dù thế nào thì Trần Viễn Lũng cũng là phó phòng thường vụ phòng tổ chức, Vương Tử Quân sao có thể dùng kiểu bạo ngược để đối đãi với mình. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy uất ức, thế là có chút do dự, sau đó đi đến phòng làm việc của Bí Thư Diêu Trung Tắc. Phòng làm việc của Bí Thư Diêu Trung Tắc vẫn như thường, vẫn có nhiều người đến báo cáo công tác. Nhưng sau khi nghe nói Trần Viễn Lũng đến thì Diêu Trung Tắc cho thư ký trực tiếp đưa vào. Khi thấy Diêu Trung Tắc đang thản nhiên tự đắc ngồi uống trà thì Trần Viễn Lũng không khỏi cảm thấy thoải mái hơn một chút. Trần Viễn Lũng cố gắng nặn ra nụ cười, hắn chào hỏi Diêu Trung Tắc, chào Bí Thư Diêu, ngài có vẻ thanh nhàn quá. Diêu Trung Tắc cười khoát tay áo với Trần Viễn Lũng nói, Viễn Lũng đến đấy à? Mời ngồi, đứng làm gì? Diêu Trung Tắc nói rồi khoát tay áo với thư ký của mình, sau này Viễn Lũng đến, chỉ cần phòng làm việc của tôi không có người, có thể trực tiếp mời trưởng phòng Trần đi vào, không nên đứng chờ mất thời gian, nhớ kỹ chưa? Thư ký vội vàng gật đầu đồng ý, hắn nhanh chóng dâng trà cho Trần Viễn Lũng. Lúc này Trần Viễn Lũng cảm thấy ánh mắt viên thư ký kia nhìn mình đã có thêm vài phần tôn trọng. Thực tế thì Trần Viễn Lũng cảm thấy trực tiếp đi vào trong phòng của Bí Thư Diêu cũng chẳng phải là đặc quyền khó lường, nhưng đây là một hành vi biểu hiện sự thân cận. Diêu Trung Tắc thông qua thủ đoạn này để tìm cách lôi kéo chính mình. Lúc này Trần Viễn Lũng có thể từ chối lời lôi kéo của Diêu Trung Tắc sao? Căn bản là không thể, vì hắn ở đơn vị gặp một Vương Tử Quân không ưa, nếu như hắn làm cho Diêu Trung Tắc nổi giận, như vậy càng không dễ sống. Cảm ơn Bí Thư Diêu đã tín nhiệm tôi,
tôi thật sự cảm thấy vạn phần vinh hạnh. Trước kia Trần Viễn Lũng mở miệng tâng bốc khá hàm xúc, nhưng hôm nay hắn lại không quan tâm đến kỹ thuật che đậy của mình. Siêu Trung Tắc cũng không phải mới liên hệ với Trần Viễn Lũng ngày một ngày hai, thế nên cũng hiểu rõ tính nết của người này là gì. Lúc này nghe thấy đối phương thổ lộ trắng trợn như vậy thì cảm thấy có vài phần cảm xúc không đúng. Tuy buồn bực nhưng Diêu Trung Tắc cũng không hỏi, chỉ miễn cưỡng ngồi lên ghế, hai tay duỗi thẳng đặt lên thành ghế, mắt nhìn về phía trước, biểu hiện hờ hững, rất khó ai đoán được ý nghĩ trong lòng hắn. Trần Viễn Lũng cũng không mở miệng nói vài câu tu bổ bầu không khí, hắn nhanh chóng ngồi không yên, dùng giọng tức tối nói, Bí thư Diêu, tôi không có năng lực làm tốt sắp xếp của ngài. Sau khi ngài nói thì tôi đã đi tìm báo cáo cho trưởng phòng Vương, thế nhưng anh ta chỉ vào mặt đuổi tôi ra ngoài. Siêu Trung Tắc đang cầm ly uống một ngụm trà nghe Trần Viễn Lũng nói chuyện, lúc này lời nói của Trần Viễn Lũng không khỏi làm cho lão kinh ngạc. Lão là người liên hệ với Vương Tử Quân gần một năm qua, căn bản cảm nhận được nhiều điều, người kia tuy không lớn tuổi nhưng cực kỳ trầm ổn, căn bản là có thủ đoạn và có cả tâm cơ. Chưa nói đến phương diện xử lý sự việc của Vương Tử Quân, nhìn từ phương diện mưu kế đối sách cũng thấy đây là cáo giả tu luyện lâu năm. Chương 1321-2, Hồ Ly ngàn năm chơi liêu trai. Hôm nay vì sao Vương Tử Quân lại đuổi Trần Viễn Lũng ra khỏi phòng, vì cái gì? Hành động không chú ý đến phong độ này cũng không phải là tính cách của Vương Tử Quân. Phải biết rằng Vương Tử Quân là lãnh đạo tỉnh ủy. Mà vị lãnh đạo tỉnh ủy nào cũng cực kỳ chú ý đến hình tượng của mình, dù bọn họ nổi giận cũng sẽ nhẫn nhịn, chưa từng phát sinh sự kiện đuổi ra khỏi phòng như thế. Vương Tử Quân làm sao vậy? Không phải đã bộc phát tính cách của thanh niên? Trước nay đối phương mãi xuôi trèo mát mái, bây giờ gặp chút ngăn cản thì không nhịn nổi nữa sao? Nếu thật sự là như vậy thì Diêu Trung Tắc cảm thấy rất vui mừng. Dù thế nào thì như thế cũng tốt, vui thì cười, tức giận thì nổi nóng. Căn bản tốt hơn một người mặt mày vui vẻ như hoa nhưng lại ra tay không biết chừng, khi anh không đề phòng thì đâm một dao vào bụng. Đối với hắn thì một người lộ rõ ý nghĩ trên mặt căn bản dễ đối phó hơn một cáo giả trầm ổn luôn tươi cười như hoa. Siêu Trung Tắc trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới lên tiếng, giọng điệu rất chậm, giống như không phải đang nói mà giống như đếm số, trưởng phòng Viễn Lũng, nếu như anh nói là sự thật, như vậy hôm nay xem như uất ức cho anh. Tôi sẽ đến gặp mặt trưởng phòng Vương và cường điệu một chút phương diện tác phong công tác, cũng không nên xúc động như vậy mới được. Trần Viễn Lũng tuy không biết rõ Diêu Trung Tắc nói vậy là thật hay giả, thế nhưng hắn đối mặt với lời bày tỏ thái độ của Diêu Trung Tắc, hắn cũng phải thành thật nói lời cảm ơn. Diêu Trung Tắc khoát tay áo nói, công tác của phòng tổ chức rất quan trọng, anh là phó phòng thường vụ thì trọng trách cũng không nhẹ. Tuy tác phong công tác của trưởng phòng Vương là vượt qua thử thách, thế nhưng ở vài phương diện vẫn xem như không đủ, anh nên làm một trợ thủ tốt, làm việc cần phải quan tâm nhiều hơn đến trưởng phòng Vương, nếu có chuyện gì lớn thì càng phải dũng cảm đảm đương. Chỉ như vậy thì vị trí cấp phó như anh mới hợp cách, mới xem như là tham mưu cho lãnh đạo đơn vị. Có gì không giải quyết được có thể báo cáo với trưởng phòng Vương, cũng có thể báo cáo với tôi tin tưởng vào năng lực của anh. Trần Viễn Lũng nghe được lời nói khẳng định của Diêu Trung Tắc thì không khỏi có chút kích động, hắn nghe và hiểu rất rõ ràng, đây là Diêu Trung Tắc giúp đỡ mình đấu với Vương Tử Quân. Mặc dù mình còn kém xa một vị thường ủy tỉnh ủy như Vương Tử Quân, thế nhưng nếu có được sự giúp đỡ của Diêu Trung Tắc, dù hắn bị áp chế cũng không quá lớn. Hơn nữa có sự giúp đỡ của Bí Thư Diêu, Vương Tử Quân có thể làm gì được mình? Bí Thư Diêu, ngài yên tâm. Tôi sẽ nhất định không phụ lòng kỳ vọng của ngài, sẽ là tham mưu trợ thủ tốt cho trưởng phòng Vương. Tôi tin tưởng có sự tọa trấn chỉ huy của ngài thì công tác của phòng tổ chức sẽ càng ngày càng khởi sắc. Siêu Trung Tắc thấy Trần Viễn Lũng thầm hiểu ý nghĩ của mình thì căn bản là rất hài lòng. Hắn là phó bí thư nắm công tác tổ chức, sự việc hắn cam tâm tình nguyện làm nhất chính là nắm quyền lực vận hành điều động nhân sự trong tay mình. Sau khi nói ra những lời trao đổi từ tận đáy lòng thì mối quan hệ giữa Diêu Trung Tắc và Trần Viễn Lũng thân thiết hơn vài phần. Sau khi Trần Viễn Lũng uống nửa ly trà, Diêu Trung Tắc trầm giọng nói, Viễn Lũng, kỷ yếu của hội nghị thường ủy đã được truyền xuống, lát nữa anh quay về dựa theo kỷ yếu đó để thực hiện cho đúng, cho dù có người không cam lòng thế nhưng cũng không dám nghi vấn quyết định của hội nghị thường ủy. Trần Viễn Lũng khẽ gật đầu, hắn biết rõ Diêu Trung Tắc làm như vậy là có ý gì.
Đây là Diêu Trung Tắc dùng phương pháp này để ngã bài với Vương Tử Quân, ép Vương Tử Quân mất hứng nhưng không làm gì được. Lưu Thành Lâm nghĩ đến tình huống mình cho ra thông báo miễn chức của Lưu Thành Lâm, hắn không khỏi cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Vương Tử Quân không phải muốn đẩy tôi ra rìa sao, còn dám lớn tiếng đuổi tôi ra khỏi phòng, hừ, bây giờ thì nên làm gì vẫn phải làm mà thôi. Anh không phục quyết định của tỉnh ủy mà được sao, dù đau nhức nhưng cũng chỉ có thể tự há miệng liếm láp mà thôi. Bí thư Diêu, tôi sẽ đưa kỷ yếu này về, sau đó sẽ dựa theo trình tự tổ chức để cho ra văn kiện. Ngài có muốn xem xét một chút, sau đó mới. Trần Viễn Lũng nói cũng có chút không phù hợp quy tắc, nhưng chút sai lầm nho nhỏ đó không có gì quá đáng để so đo. Vì vậy Diêu Trung Tắc dùng ánh mắt tha thứ nhìn Trần Viễn Lũng rồi gật đầu nói, anh làm tốt rồi đưa sang cho tôi một phần. Trần Viễn Lũng rời khỏi phòng làm việc của Diêu Trung Tắc với tâm tình đầy kích động, dù gương mặt lạnh lùng nhưng bước chân đã nhẹ nhàng linh hoạt hơn. Chào trưởng phòng Trần, khi Trần Viễn Lũng đi trên hành lang của phòng tổ chức tỉnh ủy, hắn không ngừng gật đầu với những người chào hỏi mình, bày ra bộ dạng ung dung gần gũi. Chào trưởng phòng Trần, đã lâu rồi tôi chưa báo cáo công tác với ngài, tối nay trưởng phòng Trần có thời gian rảnh không? Trần Hiền Hải là phó ban khảo sát thuộc phòng tổ chức tỉnh ủy, hắn nhanh chóng đi đến bên cạnh Trần Viễn Lũng rồi khẽ nói. Trần Viễn Lũng căn bản không có ấn tượng gì tốt với Trần Hiền Hải, chủ yếu đối phương làm người không ra gì. Trước đó Trần Viễn Lũng rơi vào thế hạ phong thì đối phương đi đường gặp mặt mà không thèm quan tâm, bây giờ thấy hắn nắm được chút quyền lợi thì nhanh chóng thay đổi chóng vánh. Trần Viễn Lũng căn bản chỉ cười lạnh với tên khốn cùng họ với mình, hắn nói, à, gần đây tôi công tác có hơi bận rộn, cũng không có thời gian. Trần Viễn Lũng cho ra một câu nói không chút nể tình, hắn nhìn gương mặt khổ sở của Trần Hiền Hải mà không khỏi sảng khoái, hắn thầm nghĩ bây giờ tôi sắp lên chức đến nơi rồi, cũng không có thời gian chấp nhất với loại ruồi bọ như anh. Trần Hiền Hải há miệng định nói thêm vài câu, thế nhưng Trần Viễn Lũng căn bản không cho hắn cơ hội này, hắn nhanh chóng bước đi. Tuy Trần Hiền Hải chỉ là tiểu nhân vật trong phòng tổ chức tỉnh ủy, thế nhưng lại làm cho Trần Viễn Lũng cảm thấy rất thỏa mãn. Trong lúc đi về phía trước, Trần Viễn Lũng chợt sinh ra một ý nghĩ, đó là phải cho đám người trước đó phản bội mình thấy rõ, mình căn bản vẫn là một đại nhân vật. Đám người mắt mù các ngươi có lẽ bây giờ đã hối hận chết đi được rồi. Khi Trần Viễn Lũng đi đến lầu 2, chợt thấy trong văn phòng vang lên những âm thanh nhao nhao. Nếu như là trước kia thì hắn sẽ không quan tâm, thế nhưng bây giờ lại không giống trước, hắn sẽ quay về vị trí thực của mình, thế nên không cần cẩn thận sợ hãi như trước. Trần Viễn Lũng khẽ đẩy cửa ra, hắn thấy hơn 10 thanh niên đang chen chúc bên máy tính, còn có tiếng nhạc nhẹ vang lên bên tai. Trần Viễn Lũng thấy đám cán bộ trẻ xem máy tính, thế là càng nắm chắc vài phần. Giờ làm việc mà các anh làm gì vậy? Không biết làm gì có phải không? Trần Viễn Lũng ho nhẹ một tiếng rồi lớn tiếng nói. Đám cán bộ trẻ đang vây quanh máy tính, sau khi nghe được âm thanh của Trần Viễn Lũng thì giống như chim sợ cành cong, nhanh chóng nghiêng đầu nhìn, khi thấy đó là Trần Viễn Lũng thì xấu hổ đi về vị trí của mình. Hừ, cán bộ nhà nước. Các anh nhìn lại hình tượng của mình đi, các anh xứng đáng với tên gọi như vậy sao? Nơi này là văn phòng, không phải là tụ điểm vui chơi giải trí, các anh như vậy nếu để cho lãnh đạo nhìn thấy, các anh giải thích với lãnh đạo, với trưởng phòng Vương như thế nào? Trần Viễn Lũng mở miệng răn dạy đám cán bộ thanh niên, sau đó vung tay lên nói, tranh thủ thời gian làm tốt công tác của mình, sau này không được như vậy nữa. Đám cán bộ thanh niên vốn đang cảm thấy hoảng sợ. Nhưng bây giờ Trần Viễn Lũng đã răn dạy xong, bọn họ xem như được đại xá, thế là ba chân bốn cẳng tranh thủ công tác. Tuy màn hình máy tính được đám cán bộ thanh niên tắt đi rất nhanh, thế nhưng Trần Viễn Lũng vẫn thấy một mỹ nữ mặc áo xanh bên cạnh một chiếc xe rất đẹp màu xanh, nhìn qua căn bản là rất thu hút. Chương 1322, một luật dành cho người bị miễn chức. Tần Dũng Khải là phó giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng, hắn cũng xem như là một lão cán bộ. Khi Triệu Hòa Duyệt tiến làm giám đốc công ty, Tần Dũng Khải là người căn bản luôn chơi trò cao tay. Mặc dù cuối cùng Triệu Hòa Duyệt cũng là người nắm quyền thế nhưng vẫn còn nhiều thủ hạ của Tần Dũng Khải, đám người này căn bản cực kỳ trung thành và tận tâm. Cũng vì dưới tay có nhiều người nên Tần Dũng Khải mới không ngừng ra tay, cuối cùng đã có thể ép ngã một Lưu Thành Lâm căn bản còn chưa có căn cơ ổn định. Những ngày nay Tần Dũng Khải có tâm tình rất tốt,
mặc dù tuyến trên vẫn chưa có người nào nói lời hứa hẹn sẽ đẩy hắn lên, thế nhưng ít nhất thì hắn cũng vui vẻ vì làm cho Lưu Thành Lâm ngã đổ. Dù sao hội nghị thường ủy cũng đã cho ra quyết định, trưởng phòng tổ chức Vương Tử Quân ủng hộ Lưu Thành Lâm thì thế nào? Rốt cuộc là cũng không có đủ lực xoay chuyển đất trời. Giám đốc Tần, đây là báo cáo quý này, ngài xem qua một chút. Trưởng phòng thống kê Lý Chiến Quốc đưa một bản tư liệu đặt lên bàn làm việc của Tần Dũng Khải rồi khẽ báo cáo. Tần Dũng Khải nhận lấy báo cáo xem qua, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Trước kia vì chuyện phân công mà hắn căn bản không được xem những thứ này, nhưng bây giờ Lý Chiến Quốc lại chạy đến đưa cho hắn, nguyên nhân là gì thì quá rõ ràng rồi. Tần Dũng Khải cũng không quan tâm đến những con số, hắn chủ yếu quan tâm đến thái độ của Lý Chiến Quốc. Trước kia Lý Chiến Quốc có vẻ mặt gì? Trước đó người này căn bản là cùng vui với Triệu Hòa Duyệt, sau khi Lưu Thành Lâm tiến lên thì lại càng như cái đuôi đi theo sau. Có một lần Tần Dũng Khải vì một tờ đơn tố cáo mà muốn xem số liệu buôn bán trong tháng, nhưng Lý Chiến Quốc lại căn bản không chịu, nói đây là số liệu mật của nhà máy, dựa theo quy định của phòng thống kê, nhân viên không phận sự không được đọc qua. Tần Dũng Khải nghe mà thiếu chút nữa nổi điên, cái gì là nhân viên không phận sự? Tôi tuy không phải là người chủ quản nghiệp vụ của xí nghiệp, thế nhưng ít nhất cũng là một vị phó giám đốc, tôi sao không được xem những số liệu đáng minh bạch của nhà máy được. Khi đó Tần Dũng Khải căn bản là nổi giận, mắng mỏ Lý Chiến Quốc, thế nhưng sau đó hắn nghe nói Lưu Thành Lâm lại tìm mọi cách trấn an và ban thưởng cho Lý Chiến Quốc, đúng là không ra gì. Lúc này nhìn bộ dạng Lý Chiến Quốc chủ động ngoan ngoãn đến đưa báo cáo, Tần Dũng Khải không khỏi cảm thấy vui mừng. Hừ! Tên này thích mũi hơn cả chó, có lẽ đã thấy tình thế không đúng, thế nên cố ý chạy đến dựa vào mình. Tần Dũng Khải căn bản cảm thấy hèn mọn với hành vi của Lý Chiến Quốc. Tần Dũng Khải không phải là kẻ ngốc, hắn nghĩ rằng Lý Chiến Quốc chơi trò này với Lưu Thành Lâm, khó bảo toàn sau này đến lúc mình thất thế thì đối phương sẽ phủi mông bỏ đi. Quan trường có luật danh cho người ra đi, căn bản không sợ trà nguội lạnh. Chỉ sợ đám bác sĩ nham hiểm đứng trước mặt thì ngoan ngoãn cung kính nhưng sau lưng rút dao đâm chết người. Rất nhiều người bị những kẻ này làm cho mê hoặc, để bạt những tên không ra gì như thế này lên vị trí quan trọng, cuối cùng để đối phương làm cho tức chết. Tần Dũng Khải căn bản hiểu rõ ràng, hắn biết những loại người như vậy không nên đẩy lên. Khốn nổi nhân phẩm của Lý Chiến Quốc không tốt, thế nhưng thân phận của người này khá rõ ràng, là người của Lưu Thành Lâm. Hiện tại nhân tâm của xí nghiệp đang bàng hoàng, sao Tần Dũng Khải không lợi dụng Lý Chiến Quốc để trấn áp nhân tâm? Chiến Quốc, năng lực công tác của anh là quá rõ ràng, năm xưa anh đến nhà máy công tác chưa được 2 năm thì đã được điều động lên làm phó khoa trong phòng thống kê có phải không? Tần Dũng Khải vừa phất tay cho Lý Chiến Quốc ngồi xuống vừa nói việc nhà. Trí nhớ của giám đốc Tần thật sự rất tốt, chuyện năm xưa ngài nói không sai, tôi là một vị phó khoa. Căn bản là nhờ khảo sát của ngài. Lý Chiến Quốc thấy Tần Dũng Khải không nhắc đến hiềm khích trước đó, thế là cười tủm tỉm nói, gương mặt đầy kính sợ, hắn cẩn thận đặt mông ngồi xuống ghế salon. Tần Dũng Khải cười năm xưa khi khảo sát Lý Chiến Quốc thì căn bản không phải là chỉ một mình hắn, ngoài ra còn có một người đứng đầu dẫn đội. Trình tự khảo sát như vậy căn bản là mọi người đều hiểu, trừ khi có vấn đề đặc thù quá cứng. Nếu không dưới tình huống chỉ cần đi ngang qua sân khấu là được. Nếu như không phải sau lưng Lý Chiến Quốc có người, Tần Dũng Khải sao có thể có tác dụng trong lúc khảo sát. Hơn nữa Tần Dũng Khải cũng chỉ là một thủ hạ có nhiệm vụ đi thực hiện công tác mà thôi. Mới đó mà đã là 20 năm rồi, năm xưa anh là một cán bộ thanh niên, bây giờ cũng là nòng cốt của đơn vị. Đặc biệt là tổ chức căn bản luôn khẳng định năng lực công tác của anh, ha ha. Lời nói khích lệ của Tần Dũng Khải làm cho Lý Chiến Quốc cười tươi hớn hở. Nếu như nói trước khi đến thì hắn cảm thấy cực kỳ bất ổn, nhưng bây giờ tảng đá đã rơi xuống, hai người liên tục bàn về chuyện cũ, cảm tình giữa hai bên nhanh chóng ấm lên. Lý Chiến Quốc thấy Tần Dũng Khải vẫn còn chưa thỏa mãn thì mỉm cười dùng giọng chỉ hận rèn sắt khi còn nóng nói, giám đốc Tần, cháu tôi vừa mở một quán cơm nấu đồ cay Tứ Xuyên, hương vị chính tông. Không biết giám đốc Tần ngài có thể bớt chút thời giờ đến làm dạng danh quán nhỏ được không? Ha ha ha, Tần Dũng Khải sờ lên đầu, hắn chuẩn bị lên tiếng thì điện thoại trên bàn làm việc đã vang lên. Tần Dũng Khải có tâm tình rất tốt, hắn cầm lấy điện thoại, sau khi đối phương báo danh, Tần Dũng Khải cung kính nói ôi, trưởng phòng Lý, chào lãnh đạo,
có văn kiện miễn chức của Lưu Thành Lâm rồi sao? Tốt, tốt quá, tôi sẽ phái người đi lấy, cảm ơn anh, ha ha ha. Lý Chiến Quốc nghe Tần Dũng Khải nói về văn kiện miễn chức của Lưu Thành Lâm, hắn không khỏi vểnh lỗ tai lên nghe ngóng. Hắn là một cán bộ trung tầng của công ty xe hơi Đông Hồng, hắn căn bản cực kỳ chú ý đến phương diện ai làm giám đốc sau này. Mặc dù hắn không thể tiến lên một bậc, thế nhưng thực tế hắn không hy vọng mình bị lãnh đạo mới cho ra rìa. Sự kiện Lưu Thành Lâm bị miễn chức nằm trong dự liệu của Lý Chiến Quốc, nhưng hôm nay căn cứ vào cuộc điện thoại của Tần Dũng Khải thì hắn mới có thể xác định. Hắn thầm cảm thấy may mắn, phải nói thế nào nhỉ? Nữ sợ lấy sai chồng, nam sợ đi sai đường. Lý Chiến Quốc thầm nghĩ, câu nói kia căn bản là quá đúng. Nếu phụ nữ lấy phải chồng không tốt thì thế nào? Căn bản là lên sai giường. Còn đối phương đi sai đường thì sao? Căn bản là khốn khổ không chịu nổi. Vì vậy Lý Chiến Quốc là một thủ hạ trong đơn vị, hắn căn bản mong muốn phát triển tốt, quan trọng là nhìn chuẩn hướng gió, ánh mắt tinh tế là không thể thiếu đi được. Nếu không anh bị người ta hất văng khỏi vị trí hiện tại, thậm chí khi đầu óc anh còn u mê thì sẽ bị người ta đâm cho một đao vạn kiếp bất phục. Lý Chiến Quốc luôn nhớ kỹ câu nói kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, vì vậy sau khi phân tích hướng đi tương lai của công ty xe hơi Đông Hồng, hắn căn bản nhanh chóng chạy đến tìm Tần Dũng Khải. Hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất để tiến lên thuyền của Tần Dũng Khải, như vậy sau này Tần Dũng Khải sẽ nhớ kỹ tâm ý của mình. Chương 1322, 2, luật dành cho người bị miễn chức. Ha ha, trưởng phòng Lý, làm phiền ngài một việc, ngài giúp tôi hẹn trưởng phòng Viễn Lũng, để xem hôm nay lãnh đạo ngài có rảnh không. Nếu lãnh đạo có thời gian, tôi sẽ mời trưởng phòng Viễn Lũng ra ngoài nghỉ ngơi một chút, tất nhiên ngài cũng phải đến tiếp khách đấy. Tần Dũng Khải nói vài lời khách khí, sau đó mới cúp điện thoại. Hắn nhìn Lý Chiến Quốc đang ngồi ở đối diện cực kỳ cung kính, thế là gãi gãi đầu nói, Chiến Quốc, vừa rồi cậu cũng nghe thấy rồi đấy, phòng tổ chức đã cho ra văn kiện, từ hôm nay trở đi Lưu Thành Lâm không còn là giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng chúng ta nữa. Trong mắt tôi thì đồng chí Lưu Thành Lâm vẫn luôn là người có khả năng, thế nhưng đây chỉ là ý kiến cá nhân của tôi, tổ chức sẽ suy xét toàn diện hơn. Có người có khả năng nhưng chưa nhất thiết là lãnh đạo tài giỏi. Thật ra đồng chí Lưu Thành Lâm là một người tốt, ít nhất cũng có thể tính tâm đẩy mạnh nghiên cứu và cho ra sản phẩm. Thế nhưng tổ chức đã thông qua điều tra, sau đó hội nghị thường ủy cho ra quyết định, cần phải sửa chữa sai lầm điều động trước đó. À, đồng chí Lưu Thành Lâm vừa lên chức thì tôi cảm thấy đổ cả mồ hôi hột, lo lắng công ty sẽ đi theo hướng xấu. Bây giờ thì hay quá. Cuối cùng cũng có một quyết định cứu vãn công ty chúng ta. Lý Chiến Quốc nói làm cho Tần Dũng Khải cảm thấy vui vẻ, nhưng biểu hiện lại khá trịnh trọng, Chiến Quốc, cũng không thể nói như vậy được, tiểu tử Thành Lâm có năng lực nhưng căn bản là quá trẻ, tư tưởng không sâu, dễ dàng phạm vào sai lầm khó cứu chữa. Thế cho nên cậu ấy có phương hướng không tốt, căn bản không nghe lọt tai ý kiến của người khác, tôi nghĩ sau này nên chú trọng ma sát rèn luyện là được. Lý Chiến Quốc ngoài miệng nói cho qua thế hưng căn bản không dám gật bừa với lời nói của Tần Dũng Khải. Dù thế nào thì Lưu Thành Lâm cũng là giám đốc tiền nhiệm, sao bây giờ lại biến thành một tiểu tử được. Nhưng bây giờ Tần Dũng Khải lên tiếng, đừng nói rằng Lưu Thành Lâm là tiểu tử, cho dù nói là cháu nội thì Lý Chiến Quốc cũng không tranh chấp làm gì. Sau khi nói thêm vài câu thì Lý Chiến Quốc chủ động xin đi giết giặc, giám đốc Tần, lát nữa tôi sẽ đến văn phòng tỉnh ủy. Hay là tôi đến nhận luôn văn kiện của phòng tổ chức tỉnh ủy. Cậu nên chuyên tâm làm việc của mình, phương diện nhận văn kiện là công tác của văn phòng, hãy để cho bọn họ tự xử lý. Hơn nữa bọn họ đi đến văn phòng tỉnh ủy cũng xem như quen mặt dễ làm. Tần Dũng Khải cười từ chối lời đề nghị của Lý Chiến Quốc. Lý Chiến Quốc có chút không thoải mái, Tần Dũng Khải từ chối ý kiến của mình, rõ ràng là không tin tưởng mình. Nhưng bây giờ thế lực của người ta đang mạnh. Cho dù hắn bất mãn cũng phải nở nụ cười vui vẻ đón chào. Tần Dũng Khải nhìn Lý Chiến Quốc rời đi mà không khỏi nở nụ cười mỉa mai. Những ngày qua có nhiều người đến tỏ thái độ, Lý Chiến Quốc căn bản chỉ là một trong số đó mà thôi. Nếu hắn là người thức thời, nếu cứ cho đối phương dễ dàng vượt qua kiểm tra, rồi nhét vào dưới trướng của mình, chẳng phải sau này quyền lực của hắn sẽ không còn bao nhiêu sao? Tần Dũng Khải trầm ngâm giây lát. Sau đó hắn phái tâm phúc của mình đi nhận văn kiện của phòng tổ chức tỉnh ủy. Sau đó hắn bấm số điện thoại của Bí Thư Hùng Nghiêu Đống, chào Bí Thư Hùng,
tôi là Tần Dũng Khải. Dù mâu thuẫn giữa hai bên đã trong sáng hóa, thế nhưng biểu hiện vẫn là cực kỳ vui vẻ. Hùng Nghiêu Đống hỏi, giám đốc Tần, có chuyện gì không? Bí thư Hùng, tôi vừa nhận được điện thoại của lãnh đạo phòng tổ chức tỉnh ủy, nói là đã có văn kiện miễn đi chức vụ của đồng chí Lưu Thành Lâm. Vì quán triệt tinh thần của tỉnh ủy, chiều nay tôi sẽ tổ chức đại hội toàn thể công nhân viên chức công ty. Tần Dũng Khải tuy là người nắm quyền thế nhưng căn bản không dám làm bừa bãi với Hùng Nghiêu Đống. Dù sao thì bây giờ cấp bậc của Hùng Nghiêu Đống không những cao hơn hắn, căn bản là uy tín trong công ty cũng cao vời. Hùng Nghiêu Đống trầm mặc một lúc, sau đó cũng không nói gì. Tần Dũng Khải hiểu tâm tình của Hùng Nghiêu Đống, vì vậy hắn cũng không thúc giục, chỉ lặng lẽ chờ đối phương mở miệng. Hắn không sợ Hùng Nghiêu Đống không đồng ý, vì với thế cục hiện tại, Hùng Nghiêu Đống nếu tiếp tục làm châu chấu đá xe, như vậy là không lý trí. Nhưng khi Tần Dũng Khải đang chờ Hùng Nghiêu Đống tỏ thái độ thì điện thoại vang lên những tiếng tút tút, hắn nhìn qua điện thoại trong tay, lại có chút căm tức, người này không nói lời nào mà cúp điện thoại của mình. Tần Dũng Khải có chút tức giận, hắn định ném điện thoại của mình, thế nhưng nghĩ lại và cảm thấy không đáng. Sự việc đã phát triển đến mức này, Hùng Nghiêu Đống cúp điện thoại của mình, rõ ràng là biểu hiện mất bình tĩnh. Anh không phải cúp điện thoại của tôi sao? Tôi tiếp tục gọi cho anh là được. Làm người phải là như vậy, lúc nên tàn nhẫn thì phải tàn nhẫn. Tần Dũng Khải cười lạnh một tiếng, sau đó bấm số điện thoại của Hùng Nghiêu Đống. Điện thoại vang lên một tiếng chuông thì có người nghe máy, Tần Dũng Khải định chọc vào nỗi đau của Hùng Nghiêu Đống, nhưng lại nghe Hùng Nghiêu Đống thản nhiên nói, sao anh lại cúp điện thoại của tôi? Tần Dũng Khải căn bản nghẹn họng vì câu hỏi của Hùng Nghiêu Đống, thế là phải nói tín hiệu điện thoại không được tốt. Hùng Nghiêu Đống cũng không tiếp tục cúp điện thoại, lão căn bản cũng không cho ra lời dị nghị nào với hội nghị toàn thể, chỉ nói anh nghĩ sao thì cứ làm như vậy. Tần Dũng Khải bị những lời của Huyện Đằng Nhạc làm cho không thoải mái, cái gì là nghĩ sao làm vậy. Nhưng một giờ sau thì cảm giác không vui của Tần Dũng Khải đã tan thành mây khói. Sau khi nhận được văn kiện thì hắn nhìn vào chăm chú, cảm thấy tờ giấy mỏng này lại nặng như ngàn vàng. Hắn đã chờ quá lâu, cuối cùng cũng thấy được ánh dạng đông thắng lợi. Quyết định về việc miễn đi chức vụ của đồng chí Lưu Thành Lâm ở công ty xe hơi Đông Hồng. Sau này Lưu Thành Lâm sẽ không còn là giám đốc công ty, hi hi, vào thời điểm mấu chốt này Tần Dũng Khải sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Tất nhiên hắn phải khơi mào trọng trách, thế nhưng tất cả phải do phòng tổ chức tỉnh ủy quyết định. Chẳng qua hắn tin tưởng phòng tổ chức có thể tìm người mới nhưng không thể bỏ qua hắn, nếu không thì người ta đã không quyết tâm hạ gục Lưu Thành Lâm. Tần Dũng Khải nghĩ đến hội nghị toàn thể công nhân viên vào buổi chiều mà hai mắt không khỏi lóe lên, hắn chợt sinh ra ý nghĩ, nếu để cho Hùng Nghiêu Đống đọc văn kiện này thì không phải sẽ tốt hơn sao? Tần Dũng Khải thiếu chút nữa vỗ bàn khen hay vì ý nghĩ của mình, một chiêu này căn bản là quá tuyệt. Tần Dũng Khải hưng phấn và chuẩn bị tự mình đi xuống xưởng. Hắn tổ chức hội nghị toàn thể, hắn căn bản sẽ phải sắp xếp tất cả cho thật sự đúng chỗ. Dù thế nào thì sự kiện hôm nay cũng quá quan trọng, là lúc thay đổi người, tóm lại hắn phải lộ mặt sao cho thật hoàng tráng. Vài phút sau Tần Dũng Khải đi đến văn phòng công ty xe hơi Đông Hồng, những nhân viên trực ban thấy hắn thì tranh thủ đứng lên. Có một vị đồng chí đang gọi điện thoại nhưng nhanh chóng cúp máy và đứng thẳng như cây cọc, ánh mắt nhìn về phía Tần Dũng Khải, giống như chờ lãnh đạo lên tiếng. Phải nói là lúc này Tần Dũng Khải cảm thấy rất sung sướng. Trận thế như thế này giống như lãnh đạo đi xem duyệt binh, tất nhiên đám người kia không cần gào lên những khẩu hiệu như vì nhân dân phục vụ hay hoan nghênh lãnh đạo đến kiểm tra chỉ đạo công tác, cũng không cần phiền phức như vậy, ít nhất hắn cũng là người tiến lên, uy tín tràn trề. Chương 1323, một anh thành công tôi nghẹn họng nhìn. Phó chủ nhiệm văn phòng mời Tần Dũng Khải vào trong phòng xếp, lúc này điện thoại bên ngoài phòng làm việc liên tục vang lên. À! Công ty đang nghiên cứu chuyện này, trước Tết sẽ cho ngài câu trả lời thuyết phục. Vâng, được, tôi đã ghi lại số điện thoại của ngài, thành ý của công ty các anh sẽ được chuyển đạt đến lãnh đạo công ty, vâng, tạm biệt. Chúng ta là những người bạn hợp tác lâu na, công ty của các anh muốn làm đại lý tiêu thụ cho sản phẩm xe Tùng Thử, tôi tin tưởng lãnh đạo sẽ nhất định ưu tiên cho các ngài. Vâng, tôi sẽ chuyển đạt thành ý của ngài, à, lãnh đạo vẫn chưa về. Đang ở triển lãm xe hơi Mado, ngài yên tâm, một khi cho ra phương án tiêu thụ thì tôi sẽ thông báo cho ngài đầu tiên.
Ba nhân viên công tác tiếp điện thoại đưa mắt nhìn nhau, lúc này điện thoại thật sự là liên tục đổ chuông, vừa cúp điện thoại phía bên này thì bên kia đã gọi đến. Tần Dũng Khải ngồi trong phòng làm việc cũng không được bao lâu thì đi ra, lúc này điện thoại vẫn liên tục vang lên. Cắt điện thoại đi, lát nữa hãy nghe máy. Vị phó chủ nhiệm văn phòng là tâm phúc của Tần Dũng Khải nhanh chóng lên tiếng khiển trách nhân viên. Có lời nói của chủ nhiệm văn phòng thì đám nhân viên không dám tiếp tục nhận điện thoại, khi điện thoại được lấy ra gác lên mặt bàn thì không gian mới yên tĩnh. Tiểu Hà, cậu thông báo cho toàn thể công ty, chiều nay sẽ tổ chức hội nghị toàn thể nhân viên trong đại lễ đường, để cho tất cả các xưởng cho ra sắp xếp trực ban. Tần Dũng Khải mỉm cười nói lời sắp xếp với vị phó chủ nhiệm văn phòng. Giám đốc Tần, ôi, cuối cùng cũng tìm được ngài. Khi Tần Dũng Khải chuẩn bị nói thêm vài câu thì một giọng nói nhiệt tình vang lên. Tần Dũng Khải có một thói quen là trước khi nói chuyện phải suy nghĩ kỹ càng trong đầu, giọng điệu và tâm tình cũng phải là thật tốt. Mỗi lần lên tiếng, đặc biệt là khi đang chỉ thị cho thủ hạ thì Tần Dũng Khải không thích có người cắt ngang lời mình. Tất cả mọi người đều có thân phận, mặc dù không đến mức không cho người ta lên tiếng, thế nhưng anh cũng đừng nên cắt đứt tâm tình vui vẻ của tôi chứ. Vì vậy khi một người lên tiếng cắt ngang lời của mình, Tần Dũng Khải căn bản trầm mặt xuống. Đối với hắn thì đối phương cắt ngang lời mình là không lễ phép, không có đạo đức. Khi Tần Dũng Khải định nổi trận lôi đình với người cắt ngang lời mình, đúng lúc thấy rõ mặt kẻ chạy đến. Tần Dũng Khải nhìn người chạy đến mà gương mặt chợt biến đổi, hắn nhanh chóng cười tươi như một đóa hoa. Hắn biết người này, đây là một trong những đại lý quan trọng nhất của công ty xe hơi Đông Hồng. Những năm qua công ty xe hơi Đông Hồng phát triển không được tốt, thế cho nên những đại lý bán xe căn bản là thần tài của công ty, hàng năm căn bản đều có lễ tri ân, xem những người này như thượng khác. Lúc này thấy đám người kia chủ động đến tận cửa, thế là Tần Dũng Khải căn bản không dám làm chậm trễ. Ôi, giám đốc Lưu, anh sao lại tự mình chạy đến đây? Ngài sao không gọi điện thoại cho tôi dù bận rộn thế nào cũng phải đi nghênh đón ngài. Ha ha. Tôi cũng không dám như vậy. Giám đốc Lưu khoát tay chặn lại, sau đó dùng giọng không dằn lòng được nói, giám đốc Tần, tôi biết rõ các anh gần đây bận rộn không rảnh tiếp đãi, thế nhưng chúng ta hợp tác nhiều năm, dù ngài thế nào cũng phải để tôi làm quyền đại lý cho xe tùng thử ở tỉnh Chiết Giang mới được. Tất nhiên ngài có điều kiện gì thì hai bên chúng ta có thể ngồi lại bàn bạc. Tần Dũng Khải chợt sững sờ, khi hắn cảm thấy cực kỳ khó hiểu thì có vài chục người nữa chạy đến. Đám người này tràn vào phòng, sau đó xông về phía hắn, giám đốc Tần, chúng tôi là các đại lý làm ăn buôn bán với công ty xe hơi Đông Hồng nhiều năm qua, ngài cũng không thể bỏ rơi chúng tôi vào thời điểm mấu chốt này được, chúng tôi mong muốn ký được hợp đồng càng nhanh càng tốt. Giám đốc Tần, chúng ta không nói nhiều làm gì, tôi đã đưa chi phiếu đến, chỉ cần ngài đồng ý, chúng tôi sẽ trả trước một nửa tiền hàng. Giám đốc Tần, chúng ta là bạn bè lâu năm, hợp tác nhiều năm. Ngài cũng đừng quên chúng tôi. Những người kia mở miệng liên tục, tuy tình cảnh ồn ào nhưng lại không rời khỏi hai chữ tùng thử. Lúc này Tần Dũng Khải nhìn đám người liên tục mở miệng mà không khỏi cảm thấy ngây cả người, giống như một con tùng thử sóc đang nhảy qua nhảy lại, làm cho người ta hoa mắt chóng mặt. Chử Vận Phong là chủ tịch tỉnh, mỗi ngày đều có nhiều sắp xếp, dựa theo lời nói của người khác, đó chính là một ngày của chủ tịch thậm chí phải biến thành 48 giờ mới đủ. Nhưng dù cho con người có đủ năng lực thì cũng không thể làm cho ngài thêm dài. Ngày thường Chử Vận Phong vừa đi làm cũng không xem văn kiện, bắt đầu đọc báo xem tin tức hay dở thế nào sẽ cho thấy Xà Tiểu Cường có năng lực hay không, vì mỗi ngày Xà Tiểu Cường đều sắp xếp các loại báo đưa đến cho Chử Vận Phong, lại đánh dấu những bài báo mà lãnh đạo nên chú ý. Chử Vận Phong xem qua những bài báo mà thư ký Xà Tiểu Cường của mình đánh dấu, quả nhiên khá tốt, hay, phù hợp. Thế là lão không khỏi cảm thán Xà Tiểu Cường là người có tâm tư, làm khá tốt công tác của mình, xem như giảm bớt đi vài phần tinh lực của Chử Vận Phong. Sau này Chử Vận Phong đọc báo lại có thói quen mới, chính là những gì không được Xà Tiểu Cường đánh dấu thì chỉ nhìn sơ qua mà thôi. Chử Vận Phong nhìn vào bài viết xe và tiên tử Liêu An như làm người mẫu xe hơi ở Ma Đô mà không khỏi lắc đầu. Con người càng hiện đại thì giống như càng chú ý đến giới giải trí còn hơn cả tin tức thời sự chính trị. Trước nay Chử Vận Phong cũng không quan tâm đến những tin tức thuộc phương diện giải trí, thế nên lại đặt tờ báo này xuống, cầm tờ báo khác lên.
lão xem xét vài bài của Nhật báo Nam Giang, sau đó lật sang mục Dân Sinh. Nhưng khi Trử Vận Phong lật sang trang báo Dân Sinh, lại cảm thấy mắt mình giống như có gì đó không đúng, vì lúc này trang báo dành cho Dân Sinh của Nhật báo Nam Giang có một bức ảnh khá lớn, vẫn là hình ảnh Liêu An nhưng mặc một chiếc váy dài đứng bên cạnh một chiếc xe. Đây là có chuyện gì? Báo Nam Giang cũng biến thành báo giải trí rồi sao? Trử Vận Phong chợt cau mày, báo khác thì không có vấn đề, nhưng Nhật báo Nam Giang căn bản đã được lão đi thị sát nhiều lần, đã từng chú trọng yêu cầu Nhật báo Nam Giang là báo đảng cần phải là tiếng nói của đảng, phải làm tốt công tác bắc cầu cho chính quyền và nhân dân. Lão đặt yêu cầu Nhật báo Nam Giang phải chú ý dân sinh, chú ý quần chúng, cho ra đặc sắc. Mà tổng biên tập của Nhật báo Nam Giang cũng không phụ lòng kỳ vọng của Trử Vận Phong, căn bản làm cho chuyên mục Dân Sinh của tờ báo cực kỳ sinh động. Chẳng lẽ bây giờ vì nhu cầu thị trường mà Nhật báo Nam Giang phải cho ra những bài viết về giới giải trí như thế này? Trử Vận Phong nghĩ vậy mà cảm thấy không vui, thế nhưng vẫn phải đưa mắt nhìn tiêu đề. Chương 1323, hai anh thành công tôi nghẹn họng nhìn. Nhưng tiêu đề của Nhật báo Nam Giang lại khác, cũng không phải ghi tên Liêu An Như, là một dòng chữ lớn, sáng tạo cuộc sống mới. Trử Vận Phong nhìn dòng tiêu đề bài viết mà không khỏi hiếu kỳ, trong lòng thầm nghĩ mỹ nữ này thì có liên quan gì đến cuộc sống mới. Hơn nữa còn là sáng tạo cuộc sống mới, đúng là không đâu ra đâu. Trử Vận Phong nhìn giới thiệu một chiếc xe hơi tiết kiệm nhiên liệu, bảo vệ môi trường, linh động nhỏ gọn mà không khỏi nhíu mày, sau đó tâm tư thả lỏng một chút. Trử Vận Phong căn bản hiểu rõ về xe hơi hơn người thường, cũng không phải là lão thích xe hơi. Sở dĩ nghiên cứu về xe hơi cũng là vì liên quan đến công ty xe hơi Đông Hồng. Trử Vận Phong xem giới thiệu về chiếc xe tùng thử, căn cứ vào những gì báo chí viết về chiếc xe này, lão cảm thấy tương lai của chiếc xe sẽ là cực kỳ tốt. Có lẽ đây là một chiếc xe có thể gây đột phá trên thị trường xe hơi trong nước. Cũng không biết doanh nghiệp nào cho ra sản phẩm này, rõ ràng là đi đường tắt đón đầu thị trường, thật sự là tài giỏi. Sản phẩm này rất phù hợp, cũng là kinh nghiệm lớn cho công ty xe hơi Đông Hồng học tập theo. Trử Vận Phong thầm cảm thán một câu, sau đó lão chợt nghẹn họng, không phải tờ báo đã ghi rõ nhà máy sản xuất ra xe tùng thử là công ty xe hơi Đông Hồng sao? Chiếc xe kia là sản phẩm của công ty xe hơi Đông Hồng. Điều này sao có thể? Trử Vận Phong lật tờ báo xem lại một lượt, còn lấy ra vài tờ báo khác để đối chiếu. Những tờ báo kia không làm cho Trử Vận Phong thất vọng. Hơn phân nửa đều đưa tin về dòng xe tùng thử, là kiểu xe mới của công ty xe hơi Đông Hồng sao? Tại sao lại có kiểu xe mới này? Trử Vận Phong nhớ đến đánh giá điều tra của chuyên gia về kiểu xe mới của công ty xe hơi Đông Hồng, trong báo cáo có ghi là Lưu Thành Lâm quyết định giữ ý kiến của mình, không nghe lọt tai ý kiến của người khác, cố ý áp dụng đẩy mạnh sản xuất một dòng xe gia đình giá rẻ. Chẳng lẽ đây là chiếc xe mới mà Lưu Thành Lâm muốn đẩy ra thị trường sao? Trử Vận Phong cảm thấy đầu óc sao động, lão lật qua lật lại chồng tư liệu trên bàn, lão muốn xem bản báo cáo điều tra về công ty xe hơi Đông Hồng được làm thế nào, vì sao không có đánh giá về kiểu xe tùng thử kia. Sau khi lật tìm đống tư liệu trên bàn, Trử Vận Phong không tìm được tài liệu mình cần. Lão cầm điện thoại gọi cho thư ký Xà Tiểu Cường nói, cậu đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Xà Tiểu Cường là người công tác khá lâu bên cạnh Trử Vận Phong. Hắn căn bản hiểu rõ tính cách của Chủ tịch Trử. Lúc này Chủ tịch Trử nói như vậy làm cho hắn có chút lo lắng, công tác của mình xuất hiện sai lầm và Chủ tịch Trử nổi giận sao. Hắn cảm thấy rất bất an không yên, sau khi đặt điện thoại xuống thì không khỏi nhanh chóng đi vào phòng làm việc của lãnh đạo. Tư liệu báo cáo điều tra về công ty xe hơi Đông Hồng đâu rồi? Xà Tiểu Cường nghe Trử Vận Phong hỏi mà không khỏi cảm thấy có hơi căng cứng cả người, cũng không phải là vì tài liệu kia. Mà là vì thái độ của lãnh đạo. Gương mặt của chủ tịch lúc này không giống bình thường, thế là Xà Tiểu Cường không dám nghĩ nhiều, hắn nhanh chóng tìm ra tư liệu báo cáo. Trử Vận Phong tiếp tư liệu nhìn thoáng qua, khi lật qua tờ thứ hai thì thấy bên trong viết, Lưu Thành Lâm không trải qua hội chuẩn khoa học, tự mình chủ trương áp dụng phương án sản xuất dòng xe gia đình giá rẻ. Nếu như lúc đầu Trử Vận Phong nhìn vào thì thấy điều này rất đúng, nhưng bây giờ lại phát hiện ra vấn đề. Báo cáo ghi rõ những phê phán của chuyên gia với dòng xe mới của công ty xe hơi Đông Hồng, nhưng thành công của xe tùng thử ở triển lãm xe hơi Mado đã đánh nát tất cả, làm cho bản báo cáo mất đi sức thuyết phục.
Trử Vận Phong là người chủ trì công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiều năm, đã từng nhìn qua vô số báo cáo. Lão nghĩ đến phần báo cáo điều tra này, rõ ràng là cố gắng đẩy Lưu Thành Lâm rời khỏi vị trí giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng, thế là gương mặt chợt bỏng rát. Bốp, Trử Vận Phong ném mạnh bản báo cáo xuống đất, sau đó không thể kiềm giận được mà nói với Xà Tiểu Cường ở bên cạnh, cậu đi tìm Thẩm Tiềm Thiết đến cho tôi. Thẩm Tiềm Thiết, Xà Tiểu Cường cũng xem như quen thuộc Thẩm Tiềm Thiết, dù vị trí của hắn thấp hơn đối phương, thế nhưng tầm quan trọng lại hơn hẳn Thẩm Tiềm Thiết. Hai người trước nay căn bản là nước giếng không phạm nước sông, quan hệ không tệ. Nhưng lúc này Xà Tiểu Cường cũng không có tâm tư giải vây cho Thẩm Tiềm Thiết, hắn căn cứ vào gương mặt của Chủ tịch Trử, hắn biết lãnh đạo đã nổi giận, lúc này mình không nên nói lung tung. Xà Tiểu Cường không dám hỏi nhiều mà nhanh chóng rời đi. Hắn quay về phòng làm việc của mình, tranh thủ thời gian gọi điện thoại đến phòng làm việc của Thẩm Tiềm Thiết. Điện thoại vang lên một lúc lâu không ai nghe máy. Thế là hắn tranh thủ gọi điện thoại di động, cũng không ai nghe máy. Xà Tiểu Cường thật sự nóng lòng như lửa đốt, hắn cũng không còn tâm tư gọi điện thoại, hắn nhanh chóng chạy xuống dưới lầu, muốn tự mình tìm Thẩm Tiềm Thiết. Trong phòng tổng hợp số 3, vài nhân viên công tác trẻ tuổi đang làm việc, còn có vài người đang trò chuyện với nhau. Xà Tiểu Cường đi vào thì chợt thấy có người nói triển lãm xe hơi Ma Đô lần này căn bản là quá náo nhiệt. Không ngờ Lưu An Như lại đến làm người mẫu xe hơi. Nếu sớm biết tình huống đồ sộ như vậy, dù thế nào tôi cũng sẽ đến để tận mắt chứng kiến Lưu An Như. Ôi, hèn gì nãy giờ thấy có trâu bay trên trời, thì ra là cậu thổi trâu bay lên. Lưu An Như khi nào thì là người của cậu. Hừ, liếc mắt nhìn đã là may mắn muôn đời rồi. Nghe nói có nhiều người đến tham dự triển lãm xe hơi Ma Đô, xe tùng thử kia căn bản là cực kỳ tốt, có nhiều điểm nhấn. Làm cho người ta phải vỗ tay tán dương. Kiểu xe này vừa có mặt thì căn bản tạo nên chấn động, lại có mặt Lưu An như thế nên làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào, căn bản là kích động nhân tâm. Này, Lưu An như xuất hiện lần này sẽ thu bao nhiêu tiền? Xem ra người tham gia triển lãm này cũng bỏ ra khá nhiều. Đó là công ty xe hơi Đông Hồng. Khi hai nhân viên công tác đang trò chuyện với nhau thì thấy Xà Tiểu Cường nghiêm mặt đi vào. Xà Tiểu Cường tuy không phải là lãnh đạo trực tiếp của bọn họ, thế nhưng là thư ký của Chủ tịch tỉnh, Xà Tiểu Cường vẫn là nhân vật quan trọng. Khi Xà Tiểu Cường đi đến thì hai tên cán bộ nhanh chóng đứng lên, chào trưởng khoa Xà. Xà Tiểu Cường khẽ gật đầu, nếu là trước đó thì hắn nhất định sẽ trò chuyện với hai người này vài câu, thế nhưng bây giờ hắn cũng không có tâm tình như vậy, hắn trực tiếp hỏi có thấy thư ký trưởng Thẩm ở đâu không? Thư ký trưởng Thẩm hình như đang đi gặp Chủ tịch Kim. Thẩm Tiềm Thiết ở trong phòng làm việc của Kim Hành Thuấn, hèn gì không nhận điện thoại của Minfer. Xà Tiểu Cường trầm ngâm giây lát, sau đó hắn bấm số điện thoại phòng làm việc của Kim Hành Thuấn. Lúc này nhiệm vụ quan trọng nhất của hắn là hoàn thành phân công của Chủ tịch Trử Vận Phong. Chương 1324, nhu cầu cấp bách là nhìn chúng nhân tài. Chuyện gì thế, điện thoại vừa nối thông thì bên trong truyền đến giọng nói trầm thấp của Thẩm Tiềm Thiết. Phòng tổng hợp số 3 không thông qua hắn mà trực tiếp gọi điện thoại cho Chủ tịch Kim, điều này căn bản là không hợp quy củ. Thư ký trưởng Thẩm, tôi là Tiểu Cường. Xà Tiểu Cường tự giới thiệu mình, sau đó trầm giọng nói, Chủ tịch Trử có việc gấp nên mời anh đến một chuyến. Thẩm Tiềm Thiết căn bản có chút chần chừ với lời phân phó của Xà Tiểu Cường, thế nhưng giọng nói nhanh chóng trở nên cực kỳ vui mừng, Chủ tịch Trử tìm tôi sao? Tốt quá, cậu Tiểu Cường, tôi sẽ đi qua ngay. Cậu có thể để lộ một chút thông tin được không? Xà Tiểu Cường tất nhiên biết rõ sự việc gì, bình thường hắn sẽ nói một câu với Thẩm Tiềm Thiết, nhưng bây giờ lãnh đạo đang mất vui, nếu như hắn dám lỗ mãng thì sẽ gặp kết quả không hay. Hắn do dự một chút, sau đó trầm giọng nói, thật sự xin lỗi thư ký trưởng, tôi cũng không biết. À, cảm ơn cậu, tôi sẽ đi ngay. Thẩm Tiềm Thiết rời khỏi phòng làm việc của Kim Hành Thuấn, cơ thể giống như nhẹ đi vài phần. Vừa rồi Chủ tịch Kim đã nói rõ với hắn, muốn điều động hắn làm phó bí thư thị ủy Lâm Hồ, đợi đến khi làm quen công tác thì sẽ tiến lên làm chủ tịch thành phố. Thẩm Tiềm Thiết được làm chủ tịch thành phố Lâm Hồ, vị trí này thậm chí còn mạnh hơn cả bí thư thị ủy bình thường. Người nào mà không biết trong số 3 vị thường ủy tỉnh ủy hôm nay từng có 3 người làm lãnh đạo thành phố Lâm Hồ. Nếu như Thẩm Tiềm Thiết đến làm chủ tịch thành phố Lâm Hồ,
sau đó lại tiến lên làm bí thư thị ủy Lâm Hồ, dựa vào phần lý lịch này muốn tiến làm thường ủy tỉnh ủy thì còn chưa đủ, nhưng ít nhất cũng là một vị phó chủ tịch tỉnh. Hắn nghĩ đến ước nguyện nhiều năm sắp thành hiện thực, thế là cảm thấy vui mừng điên cuồng. Xa Tiểu Cường gọi điện thoại đến là một tín hiệu tốt, hơn nữa vừa rồi chủ tịch Kim cũng đã dùng giọng điệu cực kỳ ẩn giấu để biểu đạt vài vấn đề liên quan, có lẽ bây giờ chủ tịch Trử đang chuẩn bị cho mình một thông tin tốt. Thẩm Tiềm Thiết là một người công tác ở Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiều năm, hắn căn bản là lão cán bộ cơ quan. Hầu như mỗi người nếu sắp tiến lên làm chủ tịch hay bí thư thị ủy Lâm Hồ đều được tiếp kiến nói chuyện với chủ tịch Trử, sẽ được chủ tịch Trử ân cần nhắc nhở một phen. Bây giờ đãi ngộ tốt đã chụp lên đầu hắn rồi. Mặc dù có được ngày hôm nay là nhờ vào chỗ dựa vững chắc Kim Hành Thuấn, thế nhưng trong quan trường căn bản không nên quá chú trọng vào một người, vì dù sao chủ tịch Trử mới là người quyết định tương lai của mình. Chào thư ký trưởng, một nhân viên công tác của phòng tổng hợp số 3 mở miệng chào hỏi, Thẩm Tiềm Thiết khẽ gật đầu, bước chân càng nhanh hơn. Trước nay hắn chưa từng keo kiệt nụ cười với cấp dưới của mình, nhưng bây giờ hắn có việc quan trọng. Hắn không thể tiếp tục mất thời gian biểu hiện vẻ mặt bình dị gần gũi được. Nhân viên công tác này đến tìm Thẩm Tiềm Thiết chủ yếu là muốn báo một tình huống quan trọng, đó là gương mặt Xà Tiểu Cường căn bản không được tốt cho lắm. Thế nhưng gương mặt thư ký trưởng Thẩm lại lạnh băng, làm cho hắn không dám lên tiếng nhắc nhở. Thẩm Tiềm Thiết căn bản không biết vì mình có tâm tư vội vàng muốn gặp chủ tịch Trử mà mất đi một cơ hội cực kỳ quý giá. Thẩm Tiềm Thiết vội vàng bước đi. Khi sắp đến thì giảm nhịp bước, cố gắng làm cho biểu hiện của mình là cực kỳ bình tĩnh. Lúc này trong phòng làm việc của Xà Tiểu Cường căn bản có khá nhiều người, Thẩm Tiềm Thiết biết hầu hết những người này, hắn vừa vào cửa thì đã gật đầu chào hỏi. Trong phòng có trưởng phòng tài chính, chủ nhiệm ủy ban cải cách, bọn họ đang chờ đợi được gặp chủ tịch tỉnh. Thẩm Tiềm Thiết ngồi xuống bên cạnh vị trưởng phòng tài chính, vừa định lên tiếng chi Xà Tiểu Cường đã nhanh chóng tiến đến. Lúc này trên trán Xà Tiểu Cường tỏa sáng, mồ hôi vã cả ra, hắn nhìn bốn phía rồi ánh mắt rơi lên người Thẩm Tiềm Thiết, hắn tranh thủ thời gian nói, thư ký trưởng Thẩm, đi thôi, chủ tịch đang chờ ngài, mời ngài vào trong. Thẩm Tiềm Thiết có chút sững sốt, hắn không ngờ Xà Tiểu Cường lại nể mặt mình như vậy. Có người nào ngồi chờ nơi đây không có vị trí quan trọng hơn mình? Nhưng mình lại là người được chọn. Thẩm Tiềm Thiết cảm nhận được ánh mắt khác thường của mọi người. Thế là hắn ưỡn ngực đi tới, tâm tình vui sướng. Khi đi đến cửa phòng làm việc của chủ tịch Trử Vận Phong, hắn khẽ nói, cậu Tiểu Cường, tâm tình của lãnh đạo thế nào? Tìm tôi có phải là có chuyện gì không? À, Xà Tiểu Cường à một tiếng từ chối cho ý kiến, Thẩm Tiềm Thiết cũng không hiểu rõ có ý gì. Thẩm Tiềm Thiết dù là phó thư ký trưởng văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, thế nhưng lại chủ yếu phục vụ cho Kim Hành Thuấn. Vì vậy mà không nhiều lần đến phòng làm việc của chủ tịch Trử Vận Phong, thế nên khó tránh khỏi có chút không yên. Khi Thẩm Tiềm Thiết đi vào thì chủ tịch Trử Vận Phong đang xem văn kiện, khi chủ tịch Trử ngẩng đầu lên thì hắn cảm thấy ánh mắt gương mặt quá mức nghiêm túc. Hắn thầm cảm thấy căng thẳng, nhưng lại thầm an ủi mình, vì sắp tới chủ tịch Trử sẽ cho mình trọng trách nặng nề ở Lâm Hồ, tình cảnh này không nghiêm túc sao được. Xà Tiểu Cường rót trà xong rồi đi ra. Trử Vận Phong mở miệng nói, thư ký trưởng Thẩm, anh công tác ở Ủy ban Nhân dân tỉnh được bao năm rồi? Thẩm Tiềm Thiết vừa nghe Trử Vận Phong hỏi thì trong lòng đã rất vui vẻ, hắn hiểu quy trình này, đó là những khi đề bạt cán bộ thì lãnh đạo thường nói ra một câu như vậy, hơn nữa giọng điệu phải là cực kỳ nghiêm túc. Lần này mình sắp được đến Lâm Hồ rồi, Thẩm Tiềm Thiết có chút kích động, hắn vội vàng đứng lên rồi nhanh chóng báo cáo, chủ tịch Trử. Tôi đã công tác ở Ủy ban Nhân dân tỉnh được 4 năm rồi. 4 năm căn bản là không dài không ngắn với Thẩm Tiềm Thiết, sau 4 năm làm phó thư ký trưởng và hắn được điều động làm chủ tịch thành phố Lâm Hồ, căn bản là rất đáng giá. Trử Vận Phong trầm mặc rất lâu, mãi không nói gì. Thẩm Tiềm Thiết lúc này đã bình tĩnh trở lại, hắn thấy chủ tịch Trử không nói gì thì thầm nghĩ, nếu như lãnh đạo hỏi và mình nhanh chóng đáp lời. Tuy vô tình dễ nói hớ, thế nhưng ít nhất cũng biểu hiện phương diện tư duy nhanh nhẹn. Nếu là một người quá chất phác thì sao có thể đi xuống tuyến dưới làm chư hầu, sao có thể triển khai mở rộng công tác ở địa phương cho được. Thẩm Tiềm Thiết nghĩ như vậy thì chủ động nói, chủ tịch Trử, trước khi đến công tác ở Ủy ban Nhân dân tỉnh thì tôi đã từng công tác ở Ủy ban Cải cách tỉnh ủy. Ủy ban Cải cách tỉnh ủy, như vậy anh là người khá hiểu biết về kinh tế.
Trử Vận Phong lại ngẩng đầu, vẻ mặt không chút thay đổi, nhưng hai mắt sáng ngời như điện lại rất dọa người. Thẩm Tiềm Thiết không hề cảm thấy bất ngờ vì ánh mắt của chủ tịch Trử, hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ đây là ánh mắt nhìn thấu anh tài của lãnh đạo sao? Nghe nói chủ tịch Trử căn bản không hài lòng với tình hình phát triển kinh tế của Lâm Hồ trong 2 năm qua, biết đâu vì chút lý lịch của Thẩm Tiềm Thiết ở ủy ban cải cách tỉnh ủy mà càng có thêm cơ hội. Thẩm Tiềm Thiết thầm có thêm chút kiêu ngạo, hắn vội vàng cười nói, chủ tịch Trử, tôi căn bản có chút nghiên cứu về lĩnh vực kinh tế, nhưng căn bản cũng không quá đặc biệt. Chẳng qua tôi chú trọng học tập, có nhiều phương diện liên hệ trao đổi chặt với các chuyên gia kinh tế trong tỉnh, tôi tin tưởng mình cũng có vài phần suy nghĩ và phương hướng phát triển kinh tế. Thẩm Tiềm Thiết châm trước lời nói của mình, khi hắn đang mở miệng cực kỳ hào hứng thì Trử Vận Phong chợt vỗ tay lên bàn thật mạnh, sau đó ném một bản tư liệu xuống đất rồi lạnh lùng nói, Thẩm Tiềm Thiết, anh nói mình hiểu kinh tế, như vậy anh nói xem bảo báo cáo này là thế nào. Anh nói cho tôi xem, báo chí đã đưa tin đầy trời, nói nhiều về xe tùng thử, cho rằng tương lai phát triển rất tốt đẹp, anh có lời giải thích hợp lý xem đây là chuyện gì không? Thẩm Tiềm Thiết vừa rồi căn bản là cực kỳ đắc ý, bây giờ đối mặt với bộ dạng bão tố của Trử Vận Phong mà cảm thấy hồn bay phách tán. Hắn không khỏi cúi người xuống, chú ý cầm lấy văn kiện trên mặt đất rồi đưa mắt xem xét. Hắn đến gặp mặt chủ tịch Trử để nói chuyện đề bạt, sao lại chọc giận lãnh đạo được? Chương 1325, một vạch trần bộ mặt. Thẩm Tiềm Thiết là phó thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiều năm, hắn biết rõ một khi chủ tịch tỉnh nổi giận thì hậu quả là khó tưởng tượng nổi. Khi mà Trử Vận Phong nổi giận thì phó chủ tịch thường vụ Lý Thừa Uyên cũng khó chịu đựng nổi, huống hồ là một vị phó thư ký trưởng như hắn. Thẩm Tiềm Thiết cúi người đọc đề mục kia theo bản năng, ngay sau đó hắn đoán được nội dung, đồng thời cũng hiểu vì sao chủ tịch tỉnh lại nổi giận sấm sét. Thẩm Tiềm Thiết cũng nhặt tờ báo Trử Vận Phong ném xuống đất lên, hắn thấy trong tờ báo có ảnh một mỹ nữ, đang đứng trước một chiếc xe rất đẹp, căn bản tác động rất mạnh vào thị giác người đọc. Xe tùng thử cho ra kỳ tích về giá cả. Kiểu xe gia đình mở ra giai đoạn phát triển mới. Tiết kiệm năng lượng chính là lựa chọn tốt nhất cho thanh niên. Tất cả các tiêu đề bài báo đều nói về xe tùng thử, hơn nữa bên trong còn ghi rõ là sản phẩm của công ty xe hơi Đông Hồng. Thẩm Tiềm Thiết chỉ cảm thấy dòng chữ này quá bắt mắt, căn bản là quá khó chịu. Chiếc xe gia đình kia của công ty xe hơi Đông Hồng căn bản là thứ mà Thẩm Tiềm Thiết không thèm quan tâm, hắn cho rằng hạng mục này là rác rưởi. Lưu Thành Lâm sở dĩ vội vàng chọn hạng mục này chính là vì tâm tư náo động, muốn mở hướng phát triển, muốn bộc lộ năng lực. Căn cứ vào suy xét này mà Thẩm Tiềm Thiết căn bản cho ra công kích rất mạnh vào hạng mục của Lưu Thành Lâm. Một xí nghiệp không hợp mưu hợp lực phát triển, không tập trung tinh thần vào những công tác quan trọng, như vậy không phải là mất thời gian, đưa công ty đi vào bờ vực phá sản sao. Nhưng hắn không ngờ kiểu xe này lại thông qua triển lãm xe hơi Mado để cho mình một đòn công kích cực mạnh. Trước đó nói Lưu Thành Lâm bảo thủ, nói Lưu Thành Lâm không có kinh nghiệm, nói Lưu Thành Lâm thiếu năng lực, nói Lưu Thành Lâm chuyên quyền độc đoán, tự cao tự đại, tất cả đều là vô nghĩa. Những lời phê bình sắc bén này bây giờ đã trực tiếp vạch trần một bộ mặt khác khi mà Lưu Thành Lâm đẩy xe tùng thử ra thị trường và thành công vang dội. Thẩm Tiềm Thiết có thể thấy được chuyện này truyền ra ngoài, khi đó thành công của dòng xe tùng thử sẽ là châm chọc lớn cho chính mình. Bây giờ dưới tình huống thúc đẩy của hắn, Lưu Thành Lâm đã bị miễn chức, nhưng thành công của hắn giống như một mũi dao đâm thẳng lên tim mình, làm cho hắn á khẩu không nói nên lời, không còn lực đánh trả. Chủ tịch Trử, trong quá trình điều tra chúng tôi quá tin tưởng vào phán đoán suy luận của chuyên gia, thế nên phụ lòng kỳ vọng của ngài, làm cho công tác của chúng ta ở Nam Giang rơi vào bị động. Tôi tình nguyện tiếp nhận phê bình của lãnh đạo vì công tác sai lầm của mình. Thẩm Tiềm Thiết quỳ rạp người xuống đất, hắn cảm thấy có luồng gió lạnh thổi qua, làm cho sau lưng mát lạnh. Lúc này hắn căn bản là cực kỳ uể oải và sợ hãi, chỉ có thể thành thật cúi đầu nhận tội với Trử Vận Phong. Mặc dù biết bờ vai của mình quá nhỏ, căn bản không chịu được trọng trách quá lớn, thế nhưng không gánh vác được là một chuyện, có thể chủ động mở miệng hay không chính là vấn đề về thái độ. Hơn nữa Thẩm Tiềm Thiết căn bản khó tránh khỏi trách nhiệm trong sự kiện hại người lần này, hắn không bằng chủ động đứng ra nhận trách nhiệm, sau đó sẽ có người nói chuyện thay cho mình. Nếu Thẩm Tiềm Thiết từ chối trách nhiệm, như vậy không những không tránh được, thậm chí còn bị vòng kim cô buộc chặt hơn lên đầu.
Trử Vận Phong không quan tâm đến một Thẩm Tiềm Thiết đang quỳ gối xuống đất và thành khẩn thừa nhận sai lầm với mình, điều này càng làm cho lão cảm thấy khó chịu. Với đầu óc và cơ trí như lão, nào không rõ Thẩm Tiềm Thiết đang chuẩn bị nhận tiếng xấu cho người khác. Nhưng với độ nặng của Thẩm Tiềm Thiết, căn bản cũng có thể tiếp nhận tiếng xấu nặng nề này. Vô tình trong đầu Trử Vận Phong chợt lóe lên nhiều hình ảnh, lão biết rõ sự việc này diễn ra thì căn bản có những mối liên hệ quá rõ ràng ở bên trong. Vương Tử Quân nhìn những tờ báo trên bàn làm việc mà không khỏi thở dài nhẹ nhõm, hắn căn bản cực kỳ tin tưởng vào mẫu xe mới của công ty xe hơi Đông Hồng, thế nhưng hắn không ngờ chỉ sau vài ngày mà tình hình đã nóng hừng hực như vậy. Thương nhân dùng 100 triệu tiền mặt để tranh nhau quyền làm đại lý của công ty xe hơi Đông Hồng. Nói đến 100 triệu chỉ là một con số, nhưng nếu đặt tất cả tiền mặt lại một chỗ, sẽ tạo nên cho người ta một lực tác động cực mạnh đến tâm lý. Nhưng khi mà tin tức về dòng xe Tùng Thử được nhiều người quan tâm, tin tức về việc Lưu Thành Lâm bị miễn chức giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng lại càng được truyền ra ngoài. Tuy một vài tờ báo có tiếng nói không cho ra bình luận gì, thế nhưng đối với một số tờ báo nhỏ lại đưa tin tức này lên trang đầu, còn cho thêm vài bài luận ngắn, bày tỏ quan điểm rõ ràng với giọng điệu cực kỳ sắc bén. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên, Du Giang Vĩ nhẹ nhàng đi vào phòng. Hắn đưa mắt nhìn vẻ mặt của trưởng phòng Vương, sau đó khẽ báo cáo, trưởng phòng Vương, vừa rồi có hai phóng viên nói là của Nhật báo Bắc Kinh đến tìm hiểu về sự kiện công ty xe hơi Đông Hồng, muốn chúng ta giải đáp vài thắc mắc cụ thể. Nhật báo Bắc Kinh, đây là truyền thông chủ lưu trong nước, bọn họ cũng đã nghe tin và bắt đầu hành động. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi mở miệng sắp xếp, chuyện này cậu báo cho trưởng phòng Long, để anh ấy ra mặt tiếp đãi. Du Giang Vĩ gật đầu lên tiếng, sau đó lặng lẽ rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Hắn có thể cảm nhận được bầu không khí gần đây, sau khi Lưu Thành Lâm bị nắm bắt thì giọng điệu của Phó Phòng Trần Viễn Lũng đã giảm xuống thấp, còn văn kiện miễn chức Lưu Thành Lâm được Trần Viễn Lũng đẩy mạnh thông qua, bây giờ tin tức về dòng xe Tùng Thử bay dập trời càng làm cho Trần Viễn Lũng thêm thành thật hơn. Không chỉ là Trần Viễn Lũng, có một vài cán bộ trong phòng tổ chức tỉnh ủy trước đó chạy đi tìm quan hệ, bây giờ cũng không khỏi rụt tay trở về. Lúc này bầu không khí của văn phòng tỉnh ủy xem như đã cực kỳ trầm mặc với vấn đề của công ty xe hơi Đông Hồng, nhưng có một việc mà mọi người thầm hiểu, chính là sự việc này khó áp chế, ít nhất cũng phải có người chịu trách nhiệm. Vương Tử Quân là người trước nay luôn cứng rắn thái độ ủng hộ Lưu Thành Lâm, bây giờ càng thêm tốt đẹp hơn. Sau khi xe Tùng Thử có được thành công lớn, điều này đã chứng minh năng lực mạnh mẽ của Lưu Thành Lâm. Đám công nhân về hưu và chuyên gia trước kia luôn công kích Lưu Thành Lâm đã bị cả xã hội lên án, căn bản là mai danh ẩn tích, không dám thò mặt ra ngoài. Có thể nói lần này công ty xe hơi Đông Hồng có được thành công lớn đã ép một vài lãnh đạo tỉnh ủy vào vị trí cực kỳ xấu hổ. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang suy nghĩ của Du Giang Vĩ. Hắn có chút sững sốt, sau đó nhanh chóng nghe điện thoại. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của bí thư thị ủy Đông Hồng Đậu Minh Đường, Giang Vĩ, trưởng phòng Vương đang ở đâu? Mời anh ấy tiếp điện thoại. Dù Giang Vĩ căn bản rất khách khí với bí thư Đậu Minh Đường có quan hệ khá gần với Vương Tử Quân, hắn nói một câu chờ một chút, sau đó cầm điện thoại đi vào phòng làm việc của Vương Tử Quân. Chương 1325, 2, vạch trần bộ mặt. Vương Tử Quân đang xem xét văn kiện. Khi thấy Du Giang Vĩ đi vào thì có chút sững sờ, lúc này Du Giang Vĩ đưa điện thoại cho Vương Tử Quân rồi nói, trưởng phòng Vương, là điện thoại của bí thư Đậu. Điện thoại của Đậu Minh Đường. Vương Tử Quân thuận tay cầm lấy điện thoại rồi cười nói, bí thư Đậu, ngài có dặn dò gì sao? Trưởng phòng Vương, tôi cũng không dám cho ra lời dặn dò gì với anh. Vừa rồi tôi nhận được tin tức. Nói là vài ngàn công nhân viên chức của công ty xe hơi Đông Hồng chuẩn bị đến kêu oan ở Ủy ban Nhân dân tỉnh, bọn họ đã chuẩn bị sẵn đầy đủ biểu ngữ với chỉ một mục đích, đó là muốn hỏi vì sao lại miễn đi chức vụ của Giám đốc Lưu Thành Lâm. Đậu Minh Đường nói bằng giọng điệu khá vội vàng, hầu như còn có chút hả hê. Vương Tử Quân hiểu rõ vì sao Đậu Minh Đường lại gọi điện thoại cho mình. Hàng ngàn công nhân của công ty xe hơi Đông Hồng, đây là một con số thế nào? Nếu bọn họ dương biểu ngữ đi đến Ủy ban Nhân dân tỉnh, như vậy căn bản là quá khả quan. Anh đã báo cáo cho Bí thư Diệp và Chủ tịch Trử chưa? Vương Tử Quân có chút trầm ngâm, sau đó hắn trầm giọng nói với Đậu Minh Đường. Tôi đã báo cáo cho hai vị lãnh đạo rồi.
trưởng phòng Vương, anh xem như có dự kiến trước ở sự kiện này, thế nhưng có vài người căn bản là tự vả vào miệng mình. Bây giờ thì hay quá, không phải chỉ là hơi đau, có thể nói là đau đến mức nhe răng há miệng, ha ha ha. Vương Tử Quân căn bản không cần nghĩ cũng biết Đậu Minh Đường đang nói đến ai, nhưng lúc này hắn cũng không có tâm tư như vậy, chỉ trầm giọng sắp xếp, nhất định phải lựa chọn biện pháp tốt với sự kiện kêu oan này, cần phải làm tốt công tác trấn định nhân tâm cái đã, nếu không để cho bọn họ đến kêu oan, như vậy ảnh hưởng đến trật tự ở tỉnh ủy, còn ảnh hưởng không tốt đến phương diện sản xuất kinh doanh của công ty xe hơi Đông Hồng. Bí thư Đậu, anh nắm chắc công tác đi xuống hiện trường, làm tốt các công tác phòng ngừa, không cho những vấn đề lớn phát sinh. À, nếu nói có người làm tốt công tác tư tưởng, tất nhiên là bí thư Diêu của chúng ta. Nhưng không biết bí thư Diêu có dũng cảm nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, có dẫn đầu chúng ta đi tiên phong hay không? Đậu Minh Đường có vướng mắc với Diêu Trung Tắc, thế nên lúc này căn bản không có đồng tình gì với Diêu Trung Tắc. Vương Tử Quân hàn huyên thêm hai câu với Đậu Minh Đường, sau đó hắn cúp điện thoại. Lúc này trong lòng hắn tràn đầy tin tức mà Đậu Minh Đường vừa nói, chuyện này làm cho hắn cảm thấy rất khó giải quyết. Không chờ Vương Tử Quân tìm ra phương án giải quyết, điện thoại của hắn đã vang lên. Hắn cầm lấy điện thoại, bên trong nghe thấy giọng nói chân thật đáng tin của Bí thư Diệp Thừa Dân, trưởng phòng Tử Quân, anh lập tức đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Không chờ Vương Tử Quân lên tiếng thì Bí thư Diệp Thừa Dân đã cúp điện thoại. Vương Tử Quân biết rõ Diệp Thừa Dân tìm mình là có chuyện gì, hắn cũng không dám trì hoãn mà nhanh chóng đi đến phòng làm việc của Diệp Thừa Dân. Lúc này trong phòng làm việc của Diệp Thừa Dân không những có Chử Vận Phong, còn có nhóm người phó bí thư tỉnh ủy Diêu Trung Tắc, vẻ mặt mọi người căn bản không được tốt. Khi Vương Tử Quân đi vào phòng của Diệp Thừa Dân, chợt nghe thấy Diêu Trung Tắc nói, chuyện này nhất định là có người giở trò sau lưng, tôi cảm thấy chúng ta nên nắm chặt hai sách lược vào lúc này. Một mặt cho người trấn an công tác của công nhân viên trong công ty xe hơi Đông Hồng, mặt khác còn phải chọn lựa biện pháp hiệu quả, bắt những kẻ bất lương kích động nhân tâm đang đứng phía sau. Hơn nữa chúng ta phải đả kích bọn họ thật nghiêm, chỉ như vậy thì mới làm cho sự việc trong sáng, căn bản giải quyết tận gốc rễ với sự kiện này. Được rồi, Bí thư Trung Tắc, anh nói như vậy là được. Lúc này việc chúng ta cần làm chính là làm tốt công tác giải thích cho công nhân viên của công ty xe hơi Đông Hồng. Bọn họ đề xuất nghi vẫn là vì sao lại cách chức giám đốc Lưu Thành Lâm. Nếu như chúng ta không trả lời nghi vấn của bọn họ, lại chiếm mâu thuẫn sang phương diện khác, như vậy sẽ càng làm cho bọn họ thêm bất mãn. Việc cấp bách của chúng ta hiện tại chính là cho ra lời giải thích hợp lý mà thôi. Nếu như chúng ta thật sự có sai lầm trong công tác, như vậy chúng ta phải sửa đổi, nếu căn bản không sửa được sai lầm, như vậy là tư tưởng của chúng ta có vấn đề. Diệp Thừa Dân căn bản không nể mặt Diêu Trung Tắc, lão dùng giọng không chút khách khí cắt đứt suy luận của đối phương. Nếu như là trước kia thì Diêu Trung Tắc căn bản sẽ rất bất mãn với thái độ của Diệp Thừa Dân, nhưng tình huống hiện tại căn bản làm cho hắn khó nói ra những lời cứng miệng. Chử Vận Phong hít vào một hơi thuốc, lão chờ Diệp Thừa Dân nói xong thì trầm giọng lên tiếng, Bí thư Diệp, chuyện này để tôi đi, tôi căn bản khó thể trốn tránh trách nhiệm trong sự kiện lần này của công ty xe hơi Đông Hồng. Nguyên nhân chủ yếu là tôi có nhận thức quá chủ quan về đồng chí Lưu Thành Lâm, tôi nên đi, nên giải thích thì giải thích, nên xin lỗi thì xin lỗi. Diệp Thừa Dân khoát tay áo chặn lời Chử Vận Phong, lão hiểu Chử Vận Phong đang nghĩ gì, thậm chí là ai đang ngồi đây cũng hiểu rõ ràng. Tuy lão có chút căm tức vì cục diện bị động hiện tại, thế nhưng với góc độ của một bí thư tỉnh ủy, lão tuyệt đối không làm ra những chuyện làm ảnh hưởng đến quyền uy của Chử Vận Phong. Diệp Thừa Dân là lãnh đạo đứng đầu Nam Giang, lão không chỉ vì bản thân mình, mà phải là vì cả Nam Giang. Nếu như cho Chử Vận Phong ra mặt, như vậy sẽ là hao tổn quá nhiều, ảnh hưởng đến cả ban ngành lãnh đạo Nam Giang. Trưởng phòng Tử Quân, anh hiểu rõ về tình hình của công ty xe hơi Đông Hồng, hơn nữa là người có uy tín với công ty xe hơi Đông Hồng, chuyện này giao cho anh. Dù thế nào thì anh cũng phải làm tốt công tác khơi thông tư tưởng của cán bộ công nhân viên công ty xe hơi Đông Hồng, tuyệt đối không để xảy ra vấn đề. Vì sự kiện này nếu không làm tốt, không ổn định sẽ cho ra cực kỳ nhiều hậu hoạn. Diệp Thừa Dân nhìn Vương Tử Quân rồi dùng giọng chân thật đáng tin nói. Vương Tử Quân hiểu lúc này không phải là thời điểm bàn điều kiện, mặc dù phái hắn đi vào lúc này căn bản là chùi đít thay cho người ta. Thế nhưng Diệp Thừa Dân mở miệng thì hắn dù không tình nguyện cũng không thể chối từ.
Vì vậy hắn trầm ngâm giây lát rồi nói, Bí thư Diệp, làm công tác với công ty xe hơi Đông Hồng căn bản là không thể thoái thác, sẽ dùng toàn lực đối phó. Thế nhưng có một vấn đề, nếu như không cho ra kết luận vào lúc này, dù tôi nói thế nào cũng không có tác dụng. Không chờ Vương Tử Quân nói rõ đó là vấn đề gì, Diệp Thừa Dân đã nói với Trử Vận Phong, Chủ tịch Vận Phong, lúc này tôi cảm thấy tình huống ở công ty xe hơi Đông Hồng có chút vấn đề, chúng ta cần phải tỏ thái độ tích cực, những gì nên sửa thì sửa, nên nhận sai lầm thì nhận, tuyệt đối không được thoái thác. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 120.